Chương 1189, tình báo quân sự hành động. Với Diệp Phàm mà nói, cũng không khác gì lắm, thời gian phá án còn lại 3 tháng, hắn cảm giác trọng trách trên vai chưa bao giờ nặng nề như thế này. Vương Triều và Lỗ Đông Phong tiến vào, cũng tăng sức mạnh trong cục công anh của Diệp Phàm. Mã Bách Sinh sau khi Diệp Phàm gõ kiểm sát trưởng Cố Khúc cũng yên lặng một thời gian, bởi vì, hoặc là Mã Bách Sinh cũng kiêng nể một ít. Mà cục công an sau khi có khoản tiền mấy triệu khí thế cũng tăng vọt, trụ sở làm việc mới đang xây dựng, xe cảnh sát cũng được thay mới hoàn toàn. Cảnh sát đi công tác tiền hỗ trợ cũng rất cao. Diệp Phàm có một câu nói tôi cho các anh đãi ngộ và điều kiện sống tốt, trụ sở mới đang xây của cục công an đẹp nhất tỉnh, nếu so với các trụ sở khác của Ngư Đồng còn đẹp hơn, các anh nếu không thể phá được án, sẽ nhận được sự phê bình của tổ chức. Các cảnh sát cũng hết sức cố gắng, tuy nhiên, thảm án 88 giống như bị kín trong một tầng bí mật, giống như khói sương mịt mờ, Diệp Phàm vẫn chưa tìm thấy một điểm mấu chốt nào. Đương nhiên, Trần Quân và Lý Cường bí mật theo dõi và điều tra cũng có một số tiến triển đáng mừng. Lý Cường theo dõi Lý Nguyệt một thời gian cuối cùng phát hiện một ít manh mối khả nghi, hình như bệnh điên của Lý Nguyệt là không thật. Lý Cường nghi ngờ Lý Nguyệt đang giả điên, hoặc là không hoàn toàn điên. Diệp Phàm chỉ thị y theo dõi chặt chẽ Lý Nguyệt, có lẽ Lý Nguyệt chính là điểm đột phá của vụ án. Mà chỗ tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô Đổng Oanh Oanh đến nay cũng không tìm ra chỗ có liên quan, cho dù là Đổng Phương sau khi để lại laptop có liên quan đến manh mối tới. Đổng Oanh Oanh thật ra lau khô nước mắt, cố gắng hết sức để tạo ra tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô, chỉ có điều cô vẫn là cô nàng còn trẻ. Hơn nữa, quan hệ trong tập đoàn có chút phức tạp. Quan trọng là mấy trăm phòng vì thảm án 88 không bán được. Hoàng Triều Đế Đô nhanh chóng bị xuống dốc. Đổng Oanh Oanh đã nhiều lần đi tìm Diệp Phàm, yêu cầu nhanh chóng phá án và bắt hung thủ, cô tình nguyện dùng hai phần tài sản trả thù lao cho Cục Công an thành phố. Diệp Phàm chỉ có thể cười khổ khuyên giải, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù cô có đem đến toàn bộ Hoàng Triều cho chúng tôi cũng vô dụng. Không phải là chúng ta không coi trọng, chú ý đến việc phá án này. Vì mũ trên đầu tôi còn vội hơn cô. Kiểm sát trưởng Khương, tôi cuối cùng hỏi anh một câu, con gái tôi đâu, tôi là cha của nó có quyền được thăm nó có phải không? Việc này chưa định án, các anh dựa vào cái gì bí mật giữ người? Tôi sẽ phản ánh lên cấp trên các anh chấp hành pháp luật bất hợp lý. Tô Thanh Vân trong 10 ngày nay áp lực hết sức, trong điện thoại vẫn cố gắng không nổi nóng với kiểm sát trưởng Khương Nhất Lâm. Phương thức phá án, chúng tôi đều theo lẽ công bằng mà làm việc, mỗi việc đều phù hợp với trình tự phá án. Nếu nói thế về chúng tôi thì mời cứ tự nhiên, còn phản ánh lên cấp trên thì chúng tôi thích quá, xin cứ tự nhiên. Khương Nhất Lâm hừ một tiếng cúp điện thoại. Biết Tô Thanh Vân cũng không có can đảm phản ánh lên cấp trên bởi vì con gái ông, Tô Hương Linh thật sự có vấn đề. Phản ánh lên cấp trên không phải là lấy tảng đá đập vào chân mình, việc này nhà họ Tô che giấu còn không kịp, còn dám tự làm hỏng việc. Hơn nữa, việc này Chủ tịch tỉnh Uông cũng tạm thời không có phản ứng, việc này mục đích đơn giản chính là ép Tô Thanh Vân nhận sai với mình. Tuy nhiên, kiên nhẫn của Chủ tịch tỉnh Uông cũng có hạn, cũng tới lúc không chịu được. Đã ý tứ phát tín hiệu cuối cùng về phía Tô Thanh Vân, nếu không phục thì sẽ ra tay. Khốn khiếp, mẹ nó, một kiểm sát trưởng cũng dám cưỡi lên đầu bố. Tô Thanh Vân cuối cùng không kìm nổi, một cước đá đổ thùng rác bên cạnh, rác rưởi tung tóe. Báo quốc, chỉ cần cậu có thể tìm được Hương Linh, tôi đồng ý cho anh chị kết hôn. Tô Thanh Vân vẻ mặt phẫn nộ, nhìn Kiều Báo Quốc có chút cúi đầu hừ nói. Để cháu gọi điện thoại. Kiều Báo Quốc tất nhiên là trốn vào buồng vệ sinh gọi điện thoại cho cha. Việc nhà họ Tô tạm thời đừng tham gia. Trong điện thoại vang lên giọng lạnh lùng của Kiều Viễn Sơn. Vì sao, cô ấy là vợ con. Kiều Báo Quốc gào lên, tức giận đến cực điểm, cảm thấy cha mình hết sức lạnh lùng. Còn chưa kết hôn, không tính là vợ con. Kiều Viễn Sơn vẫn lạnh lùng hừ nói. Trầm ngâm một hồi chắc là không chịu nổi việc con trai lải nhải thêm. Việc này con đừng vội, Hương Linh chắc chắn không việc gì, con cứ đợi vài ngày sẽ có kết quả. Nếu Hương Linh thật sự xảy ra chuyện, con sẽ mãi mãi không về Bắc Kinh. Hừ, Kiều Báo Quốc đột nhiên như nổi điên, thét lên với cha một tiếng, bụp một tiếng, di động cuối cùng thành rác rưởi. Đồ bất hiếu, mày biết cái gì? Kiều Viễn Sơn đập bàn quát. Lão Kiều, chẳng lẽ muốn Báo Quốc đoạn tuyệt tình cha con sao? Đây chắc chắn là không làm được.
hay là ông nghĩ cách đi? Bà xã của Kiều Viễn Sơn Diệp Dung vẻ mặt ưu tư, nén giận nói. Đừng nóng vội, tôi đang nghĩ cách. Kiều Viễn Sơn khoát tay áo. Ôi, Diệp Dung thở dài biết trong lòng Kiều Viễn Sơn chứa thiên hạ, chứa các gia tộc lớn, không phải dễ dàng kích động và tùy tiện thay đổi ý định như vậy. Anh ra đây. Kiều Viên Viên đứng ngoài cửa phòng vệ sinh gọi to, bởi vì Kiều Báo Quốc đi đã gần nửa tiếng, Kiều Viên Viên sợ hắn gặp chuyện không may. Anh không việc gì, em để anh yên tĩnh một lát. Giọng Kiều Báo Quốc uể oải vọng ra, tuy nhiên giọng như đang nghẹn ngào. Kiều Viên Viên cuối cùng cũng suy nghĩ. Cô tức giận rồi, lấy điện thoại gọi cho Diệp Phàm hét lên. Diệp Phàm, em mặc kệ anh thế nào, chuyện chị dâu Hương Linh của em anh phải giúp đỡ. Đây là chuyện của nhà họ Tô, em quan tâm làm gì? Diệp Phàm cũng cảm thấy phiền, gần đây việc phá án đã bị công kích nặng nề, Kiều Viên Viên lại thêm phiền hà, cậu ta tất nhiên không thích. Anh thật sự không giúp? Kiều Viên Viên hung hăng hỏi. Bảo anh giúp như thế nào? Mũ của anh còn sắp bay, em còn muốn anh thế nào? Nhà họ Kiều em là một ủy viên quân ủy quân khu, một là trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương, đường đường ủy viên bộ chính trị. Mà Tô Thanh Vân lại là ủy viên tỉnh ủy, bọn họ không có cách em bảo anh giúp thế nào. Diệp Phàm tức giận, nói chuyện khá khách khí. Mũ bay, thế này là có ý gì? Kiều Viên Viên giọng cũng hòa nhã hơn hỏi. Ngày đầu tiên đến Ngư Đồng anh đã hứa trước mặt mọi người là sau nửa năm phá được vụ án. Hiện giờ chỉ còn 3 tháng. Diệp Phàm vừa nói đến đây, Kiều Viên Viên không kìm nổi lo lắng hỏi. Nếu phá không được làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, tự mình cởi trang phục cảnh sát về nhà bán khoai lang? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Phải biết là khó khăn lắm anh mới có được vị trí này, làm sao bây giờ? Kiều Viên Viên có chút nóng nảy, vấn đề có liên quan đến tiền đồ của ông xã, tất nhiên quan trọng hơn so với việc nhà họ Tô. Cùng lắm là Hương Linh xảy ra chuyện thì anh trai sẽ tìm bạn gái khác vậy, cần gì treo cổ ở một thân cây? Đừng nóng vội. Anh đang bận, nên không có thời gian. Diệp Phàm thản nhiên nói, đang muốn cúp điện thoại thì Kiều Viên Viên nói thêm. Em đến giúp anh thế nào? Thân thủ của em kém nhưng cũng có dùng được. Càn quấy, cứ ở trường dạy học tốt là được, những việc khác đừng quan tâm. Diệp Phàm nghiêm khắc nói và cúp điện thoại. Viên Viên, Diệp Phàm có phải là có thể giúp đỡ chúng tôi nếu không bận? Bà xã Tô Thanh Vân Diệp Tuệ hỏi. Nếu hắn có thời gian chắc có thể giúp một chút, tuy nhiên hắn hiện đang phá án, thảm án 88 chắc mọi người đều đã nghe nói, thời gian còn lại ngắn, 3 tháng sau nếu không thể phá án thì tiền đồ của hắn sẽ không, ôi. Kiều Viên Viên lại vì Diệp Phàm nói đến đây thở dài. Ông này, ông gọi điện thoại đi. Diệp Tuệ lại nói. Tôi không phải đang nghĩ cách sao, đừng nóng vội. Tô Thanh Vân hừ nói. Không vội. Nếu không vội Hương Linh mà nguy hiểm thì ông hối hận. Diệp Tuệ nóng nảy, cơ thể là đi thiếu chút nữa ngã xuống đất. Kiều Viên Viên vội vàng chạy đến đỡ bà. Diệp Tuệ vội vàng chạy đến điện thoại nói. Ông không gọi thì tôi gọi, sĩ diện không quan trọng bằng con gái. Buông ra, để tôi. Tô Thanh Vân vẻ mặt u ám, dậm chân xuống đất quát, cầm điện thoại nói. Phó giám sát trưởng Diệp, chuyện Hương Linh phiền cậu giúp một chút có được không? Ha ha, ông Tô, tôi nào có năng lực này. Diệp Phàm còn tỏ vẻ một chút, trong lòng thầm nghĩ, ông bảo tôi làm tôi sẽ phải làm sao, tôi cũng không phải tay sai của ông. Chuyện báo quốc cậu cũng có thể làm được thì Hương Linh ở đâu cậu cũng có thể bia rõ, việc này tôi kính nhờ cậu, về sau có chuyện gì chỉ cần nói là được. Tô Thanh Vân nói lời này môi hơi run run, mặt nhăn lại. Ông ta tất nhiên là cảm thấy rất mất mặt. Một ủy viên tỉnh ủy lại đi nhờ một bí thư đảng ủy công an một thành phố, toàn bộ muốn làm phản. Được. Diệp Phàm cũng không nói nhiều, có chuyển biến tốt thì thu lại. Thực ra làm cho Tô Thanh Vân một phen thẹn quá hóa giận cũng không phải là chuyện tốt, dù sao ông ta là bố vợ tương lai của Kiều Báo Quốc, không nên đắc tội. Tiền Sâm, chuyện của Tô Hương Linh phiền cậu một chút, cứ nói là tôi bảo đi làm, nói thế coi như cũng được. Diệp Phàm lại cầm lấy điện thoại. Được. Tôi lập tức bảo Vương Hán đi, ha ha, có liên quan đến việc quân sự quốc gia không phải chuyện nhỏ, Khương Nhất Lâm cũng không dám ngăn cản. Nếu thế tôi sẽ cướp người, nói vậy chắc hẳn súng tỉnh không bằng súng căn cứ Hùng Sơn của chúng ta.
Tiền Sâm vẻ mặt thoải mái nói. Lần này không bảo Khổng Đông Vọng ra tay, lại thay đổi cách làm, quân đội ra quân, tin là sức mạnh sẽ không yếu hơn An Ninh Quốc gia xuất quân. Về phần quân đội, thật ra căn cứ Ngư Đồng có thể làm được, không có gì kỳ lạ. Mã Hán hành động cũng rất nhanh, sau 3 giờ đã từ căn cứ Hùng Sơn đến Ngư Đồng. Xin chỉ thị của Diệp Phàm xong trực tiếp đến chỗ Tô Hương Linh bị giam giữ. Diệp Phàm đã sắp xếp trước rất tốt, lấy lý do là căn cứ Hùng Sơn mất đi bản vẽ quân sự. Việc này, cũng có một việc như vậy thật, nhưng các chi tiết nhỏ không cần phải nói. Đương nhiên, nói như vậy những việc như vậy cũng không cần giải thích rõ vân vân. Có liên quan đến an toàn quân sự quốc gia, cơ quan chấp hành pháp luật của nhà nước cũng phải nghe theo. Quả nhiên, chương 1190, làm rất gọn. Mã Hán đòi người khá thuận lợi, Khương Nhất Lâm cứ việc không cam lòng nhưng cũng biết việc an toàn quân sự quốc gia quan trọng, còn nguyên nhân cũng không hỏi đến, ông ta biết quy tắc. Tô Hương Linh cũng khá kiên cường, vì không nói ra chuyện bị Kiều Báo Quốc dụ dỗ, cô vẫn không nói gì, về 5 triệu kia vẫn khăng khăng là cô cho mượn. Dù sao Tô Thanh Vân cũng có chút năng lực, Viện Kiểm sát tỉnh cũng không dám làm quá mức. Mã Hán sau khi đưa Tô Hương Linh đến căn cứ làm ra vẻ thẩm vấn một hồi, 3 ngày sau liền mang Tô Hương Linh về Viện Kiểm sát, để lại một phần tài liệu, nói với Khương Nhất Lâm. Sự việc đã điều tra rõ, sự việc của Tô Hương Linh không liên quan đến quân sự. Hơn nữa, còn có kết quả ngoài mong muốn, lúc đầu chúng tôi nghi ngờ 5 triệu của cô có vấn đề, qua điều tra mới rõ, 5 triệu này là khoản tiền mà Kiều Báo Quốc cấp. Mà Kiều Báo Quốc lấy khoản tiền này từ chỗ em gái Kiều Viên Viên. Mà Kiều Viên Viên là mượn của bạn trai là Diệp Phàm. Kiều Viên Viên đã đưa ra biên lai vay mượn làm căn cứ chính xác ở đây. Tô Hương Linh nói Kiều Báo Quốc là bạn trai cô, hai người đang chuẩn bị kết hôn. Kiều Viên Viên và Kiều Báo Quốc là anh em, góp một chút vì anh cũng là bình thường. Diệp Phàm lại là bạn trai Kiều Viên Viên, cho người yêu vay tiền cũng là đúng. Việc này căn cứ quân sự Hùng Sơn chúng tôi đều lập hồ sơ. Ý của Mã Hán Khương Nhất Lâm sao có thế không biết, thế này rõ ràng là muốn Viện Kiểm sát tỉnh nhanh chóng kết án, Tô Hương Linh không phạm tội anh còn muốn giữ cô ấy, thì quá là không bình thường. Đêm đó, Tô Hương Linh được về nhà. Tô Thanh Vân nhíu mày có chút băn khoăn, nhưng có vẻ là lo lắng. Có gì tài giỏi, chỉ là tìm người. Tô Quốc Hưng đứng bên cạnh nói, làm cho Tô Thanh Vân tức giận, đập bàn quát. Mày, chỉ là tìm người, mày đi tìm cho tao xem, không có chút bản lĩnh nào còn nói. Tránh xa tao ra, nhìn ngứa mắt. Không thể tưởng tượng được bọn họ có thể dùng quân đội vào lúc then chốt, rốt cuộc là như thế nào. Chủ tịch tỉnh Uông Chính Tiền nhả một hơi thuốc, vẻ mặt khó coi. Việc này không rõ lắm, hẳn là nể mặt Kiều Hoành Sơn. Khương Nhất Lâm vẻ mặt cung kính đứng đối diện chủ tịch tỉnh Uông. Diệp Phàm là xảy ra chuyện gì? Chủ tịch tỉnh Uông đột nhiên mắt sáng lên, hỏi. Mã Hán ở căn cứ kia có nói hình như Diệp Phàm là bạn trai của Kiều Viên Viên. Người này rất trẻ tuổi, đương nhiệm bí thư đảng ủy công an thành phố Ngư Đồng. Thăng chức cũng vi phạm nguyên tắc tổ chức, trong đó khẳng định có vấn đề. Khương Nhất Lâm cũng có chút bất mãn muốn cho nhà họ Kiều một đòn. Chuyện đề bạt thì thôi đi, ở Trung Quốc chúng ta có 20 mấy cán bộ cấp phó giám đốc sở như hắn. Những người này đều là những người của các gia tộc có hạng, rút dây động rừng, đó là một tổ ong bò vẽ lớn không động vào được. Uông Chính Tiền nghiêm túc nói, nhìn Khương Nhất Lâm một cái, còn nói thêm. Nếu Diệp Phàm là cán bộ, sao có thể có nhiều tiền như vậy? Việc này không rõ lắm. Không rõ thì điều tra đi thôi. Nếu nhà họ Kiều không có chuyện gì phải ra tay, chúng ta cũng phải tỏ vẻ một chút có phải không? Chủ tịch tỉnh Uông vẻ mặt sáng lên. Hắn hình như rất nhiều tiền, 5 triệu chỉ là phần ít, còn cho Kiều Báo Quốc mượn 5 triệu để hoàn lại tiền cho Tô Hương Linh. Việc này đều có Diệp Phàm tham gia, nếu không, bọn họ sẽ đau đầu. Khương Nhất Lâm nói, không phải 20 triệu, một cán bộ có 20 triệu xem ra hắn không dừng ở con số này. Nghe nói người này ra thế bình thường, cha mẹ đều làm công ăn lương ở Cổ Xuyên thành phố Mạc Hương tỉnh Nam Phúc. Một gia tộc như thế lại có nhiều tiền như vậy. Đó là điều đáng nghi ngờ. Uông Chính Tiền thản nhiên mỉm cười. Tôi sẽ điều tra rõ, hừ, nhà họ Kiều cũng không thể lấy đồ ăn trên bàn của chúng ta, đến phút cuối phải cho một nhát mới được. Khương Nhất Lâm lạnh lùng nói. Thôi đi, một nhát có thể khiến họ đau nhưng không thể đào sâu được.
Nhà họ Kiều dù sao vẫn là một sân lớn. Uông Chính Tiền khoát tay, Uông Chính Tiền vừa đi, ông ta lập tức im lặng. Cái gì, nhà họ Tô tìm được người quân đội ra tay, sao có thể thế được? Triệu Bảo Cương vẻ mặt nghi ngờ. Cực kỳ chính xác, là người của căn cứ Hùng Sơn ở Ngư Đồng ra mặt. Tìm cớ đem Tô Hương Linh đi một hồi lại đem kết quả trả lại Viện Kiểm sát tỉnh, và sau một ngày trả lại người. Con vốn định tình hình đặc biệt thì tỏ vẻ ra tay, không thể tưởng được toàn bộ dự định bị quân đội phá hủy, mẹ nó thực là xui quá. Nhân vật số một tỉnh Việt Đông Triệu Sương Sơn không ngờ nổi nóng văng tục trên điện thoại. Ông ta trong đầu cố nén giận, lần này Uông Chính Tiền cùng Tô Thanh Vân âm thầm phân cao thấp, vui nhất chính là Triệu Sương Sơn. Vốn tưởng rằng có thể mượn chuyện này kéo Tô Thanh Vân về phía mình, không thể tưởng được quân đội ra tay kết thúc mọi chuyện. Triệu Sương Sơn thiếu chút nữa phun huyết, im lặng một hồi nói thêm. Ba, việc này hẳn là có bàn tay của Kiều Hoành Sơn. Kiều Hoành Sơn, không giống phong cách của ông ta. Triệu Bảo Cương thản nhiên nói, nhưng thật ra khá bình tĩnh. Không phải Kiều Hoành Sơn còn có ai có thể mời được căn cứ Hùng Sơn. Nghe nói căn cứ này tuy mặt ngoài quy mô không lớn, chỉ mấy quân hạm nhưng thực ra vị trí khá quan trọng. Cảng nước sâu có thể đón tàu mấy vạn tấn. Triệu Sương Sơn đương nhiên cũng có nghe được một số tin tức, việc này không phải Bảo Cương vừa nói với ông ta. Ừ, chứng tỏ sự nhạy cảm chính trị của con đã tăng không ít. Sương Sơn, tuy nói con công tác trong chính quyền nhưng con là nhân vật số một của tỉnh Việt Đông, đương nhiên cũng phải có một ánh mắt chiến lược mới đúng. Ngày xưa vị trí của con là tuần phủ, cũng phải đảm đương việc chống ngoại xâm, bảo vệ bình an của một vùng. Triệu Bảo Cương tinh thần khá tốt. Im lặng một hồi cười nói. Nghe nói gần đây cô bé nhà họ Kiều cũng đến Việt Châu. Vâng, con vốn không biết, tuy nhiên chuyện Kiều báo quốc xảy ra, cô bé kia mỗi ngày đều ở tỉnh thành con mới biết cô đã đến Đại học Trung Sơn dạy học. Tuy nhiên, nghe nói Diệp Phàm cũng cả ngày ở bên cạnh cô bé nhà họ Kiều. Con thấy bực hắn vừa đến Ngư Đồng liền nói trong nửa năm sẽ phá án, nay chỉ còn 3 tháng, án không phá hắn ở tỉnh thành làm gì. Triệu Sương Sơn thản nhiên nói. Trong đó mang theo một chút nghi ngờ khó hiểu. Cậu nhóc đó, ha ha, chuyện lần này bị hủy chính là do hắn. Triệu Bảo Cương cười. Phá hủy là do hắn, sao có thể thế được? Triệu Sương Sơn hoàn toàn không tin. Sương Sơn, có việc con thấy không có khả năng, nhưng thực ra lại có khả năng. Triệu Bảo Cương cố gắng mới không nói ra cái gì đó. Thật sự là hắn làm, sao có thể thế được? Tuy nhiên... Ông cụ đã khẳng định như vậy là có lý do, ông cũng không phải người ăn nói lung tung. Thật sự là lạ, người này sao có khả năng nói được người của căn cứ Hùng Sơn. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Sương Sơn thầm nói. Sau khi nghĩ một hồi, đột nhiên đập bàn nói. Chắc là Thiết Chiêm Hùng lợi dụng quan hệ trước kia thay Diệp Phàm dở trò quỷ, như vậy có vẻ có lý, thằng nhóc, cậu làm hỏng việc lớn của tôi, việc này tôi nhớ kỹ, khi nào phải đập mới được, nếu không. Thật sự là lạ, hắn sao có thể mời người của căn cứ Hùng Sơn? Việc này thực sự là có chỗ lạ, không phải là tướng quân Lý lên tiếng chứ? Như vậy quả thật là ông ta nói, xem ra lão Lý không phải yêu quý cậu nhóc này bình thường, tuy nhiên cũng tốt, ít nhất mình đỡ một ít chuyện phiền toái. Kiều Viễn Sơn ở Bắc Kinh cảm giác nghi ngờ, suy nghĩ. Lúc này chuyện nhà họ Tô đã giải quyết khá tốt nên Diệp Phàm trở lại Ngư Đồng tâm trạng cũng không tồi. Tuy nhiên, gần đến chỗ ở của mình thấy một bóng người mờ mờ nằm ở góc tòa nhà của mình, Diệp Phàm nhìn qua biết chắc chắn là Lý Nguyệt. Diệp Phàm không để ý lên tầng gọi điện thoại cho Lý Cương hỏi việc của Lý Nguyệt. Đúng là cô ấy, mấy ngày nay anh ở tỉnh thành, Lý Nguyệt có vẻ hơi lạ, thường xuyên đến góc tòa nhà anh ngủ. Lý Cương nói, có tình hình gì lạ không? Diệp Phàm hỏi, tạm thời không có, tuy nhiên... Lý Nguyệt hình như quan tâm đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dương Điền, quản phi thường thường điên sẽ đến chỗ ở của ông ta. Đương nhiên, là lén lút đến, tuy nhiên, chỗ của quản phi có mấy người thanh niên thân thủ cũng không tệ lắm. Mấy người đó ánh mắt tàn nhẫn, xem ra ở xã hội cũng là người có số. Những người này trợ thủ cho một người đàn ông tên là Thanh Lang. Người này là vệ sĩ của quản phi, tôi lần nào cũng thấy Thanh Lang đi cùng quản phi. Hơn nữa có buổi tối Lý Nguyệt đến một gốc cây cách biệt thự của quản phi không xa, chính mắt tôi thấy quản phi một cước đã gãy một cái cây. Lý Cương nói, cây đấy to bao nhiêu? Diệp Phàm giật mình hỏi,
bởi vì hắn nghĩ tới chuyện mấy người bị giết, trên trán có chỗ bị lõm xuống. Diệp Phàm gần đây cũng luôn cân nhắc, cảm giác không biết có phải có một cao thủ dùng nội kình giết người mới có thể làm cho trán người chết có tình trạng như vậy không? Chỉ có điều đây chỉ là suy đoán, Diệp Phàm vốn định tìm sư bá Phí Thanh Sơn hỏi một chút. Tuy nhiên, sư bá đến vô ảnh, đi vô tung, không liên hệ được. So với nắm tay người còn to hơn một chút. Lý Cương trả lời, giọng có vẻ có chút khâm phục. Có thể đá gãy cây gỗ to hơn nắm tay bàn chân không có 2.000 cân sức thì không có khả năng. Người này sức bật kinh người, ít nhất đôi bàn chân phải có tứ đẳng đỉnh bậc, có lẽ là cao thủ ngũ đẳng. Diệp Phàm nói, nhíu nhíu mày, còn nói thêm. Thanh Lang là người giỏi võ, Quản Phi có phải là người giỏi võ không? Hẳn là không phải. Lý Cương thản nhiên nói. Quản Phi có thể loại trừ, Thanh Lang chính là cao thủ mà Quản Phi dùng số tiền lớn mời đến. Diệp Phàm nói xong im lặng một lát, nói. Theo dõi cẩn thận, không cần gây hấn với Thanh Lang. Tôi biết. Lý Cường nói. Việc này Lý Nguyệt chắc chắn có vấn đề, chúng ta theo dõi cô, đối thủ không biết có cử người theo cô hay không. Một khi Lý Nguyệt có sơ hở gì, phỏng chừng chính là lúc cô bỏ mạng. Lý Cường, cậu đến phòng tôi cho cậu một khẩu súng, cậu đã học bắn súng chưa? Diệp Phàm dặn dò nói. Chương 1191, Đồng Oanh Oanh. Trước kia đã dùng, súng lục không thành vấn đề. Lý Cường tin tưởng 10 phần. Tốt, Diệp Phàm nói. Tuy nhiên không cần giết người, bắn gãy tay chân không việc gì, bị thương tôi sẽ đến xử lý. Tôi hiểu rồi, không đến lúc bất đắc dĩ sẽ không dùng súng lục. Lý Cương nói. Không lâu sau Lý Cường đến, Diệp Phàm lấy khẩu súng mới nhất báo săn trang bị đưa cho anh ta. Dài hơn ngón tay một chút, nhét vào đâu cũng được. Mặc dù là Lý Cường có chút bất ngờ, Diệp Phàm đợi Lý Cường đi cũng đi. Không lâu sau Diệp Phàm đến thuyền trên sông Áp Tử. Vào phòng Vi Minh Phi, Vương Triều, Lỗ Đông Phong, Điền Thất Hòa đều ở đây. Bốn người này đều là thành viên tổ phá án của Diệp Phàm ở Cục Công an thành phố Ngư Đồng. Chuyện công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng điều tra thế nào? Diệp Phàm ngồi xuống liền hỏi luôn. Đã điều tra ra một số manh mối, công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng trước kia có cạnh tranh một dự án với công ty xây dựng Kim Kỳ Ngư Đồng. Không lâu sau chủ tịch công ty xây dựng Kim Kỳ Phạm Tiếu Lâm đã thành người tàn phế. Việc này rất lạ, chúng ta đã điều tra chứng cứ, lúc đó Phạm Tiếu Lâm có chút băn khoăn không dám nói, sau đó em trai ông ta là Phạm Chi Phong nói ra sự thật. Nói anh ông ta là bị công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng sai người đánh cho tàn phế. Lúc đó Tổng Giám Đốc Đới mang theo đám người Thanh Lang đánh cho tàn phế. Mà bà xã Phạm Thiếu Lâm cũng bị Tổng Giám Đốc Đới đạp cho một cước hôn mê bất tỉnh, đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện là xuất huyết não. May mà cấp cứu đúng lúc nếu không thì đã mất mạng tại chỗ. Hơn nữa, Tổng Giám Đốc Đới tuyên bố muốn làm cho Phạm Thiếu Lâm tuyệt hậu. Cho nên, Phạm Thiếu Lâm sợ, đưa hai người con đến chỗ họ hàng xa ở Bắc Kinh học. Vợ chồng sau vụ đấy cũng lo lắng đề phòng. Công ty xây dựng Kim Kỳ kinh doanh cũng xuống dốc. Căn bản là không có công trình để làm, có thể nhận lại của công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng cũng là công trình không được bao nhiêu. Đội trưởng cảnh sát hình sự Điền Thất Hòa vừa lấy ra tài liệu vừa nói. Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ hết sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Điền Thất Hào hỏi. Chứng cứ là lời nói của Phạm Chi Phong, Phạm Tiếu Lâm và Trương Mai không để ý đến chúng ta. Chủ yếu là quan tâm đến an toàn của các con nên không dám nói thật. Chúng tôi bí mật hỏi nhân viên công ty xây dựng Kim Kỳ, cũng có mấy người quản lý dũng cảm đứng ra làm chứng, nói công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng căn bản là một kẻ ngang ngược. Thị trường xây dựng thành phố Ngư Đồng đều bị bọn họ chiếm hết. Có công trình xây dựng không đem cho bọn họ thể nào Tổng Giám Đốc Đới cũng nghĩ cách gõ một phen. Cuối cùng là hù dọa. Các công ty cuối cùng vẫn phải đem công trình cho công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng. Nói công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng nghèo chỉ là ăn nói lung tung. Bọn họ chiếm lấy một nửa số công trình toàn thành phố, dầu nứt đố đổ vách, tiền này đều được Tổng Giám Đốc Đới mang đi tiêu xài. Điền Thất Hòa nói, có chút phẫn nộ. Không có phát hiện không ngờ nào. Diệp Phàm nhíu nhíu mày. Có, gần đây phát hiện một việc hết sức kỳ lạ. Trước kia khi Lý Nguyệt công tác ở Cục Công an Dương Điền Đới Chí Quân lúc đó vẫn tán tỉnh cô. Tuy nhiên Lý Nguyệt không để ý đến anh ta vì Lý Nguyệt đã có bạn trai là Thôi Dũng. Người này là giáo viên trung học ở Dương Điền.
Sau Thôi Dũng không ngờ thăng chức đến phòng giáo dục huyện Dương Điền làm quản lý. Hình như đá Lý Nguyệt, từ đó về sau Lý Nguyệt có chút lặng lẽ. Điền Thất Hòa nói. Sau đó Đới Chí Quân có tán tỉnh Lý Nguyệt nữa không? Diệp Phàm hỏi. Có, tuy nhiên Lý Nguyệt vẫn không để ý đến y và càng chán ghét người này. Có một lần Đới Chí Quân muốn dùng lực ép Lý Nguyệt bị Lý Nguyệt cho một cái bạt tai. Lúc đó Đới Chí Quân còn chỉ giấu tay trên mặt mình cười nói, con gái đánh có nghĩa là yêu thôi. Người này thật là đều. Điền Thất Hòa khinh thường nói. Chẳng lẽ Đới Chí Quân trong lòng bất mã cho nên tức giận cả lên người nhà Lý Nguyệt. Cho nên cả nhà Lý Nguyệt ba người đều chết. Lỗ Đông Phong bỗng nhiên nói. Sẽ không phải đơn giản như vậy, chuyện này rõ ràng Đới Chí Quân là một cao thủ trên thương trường sao có thể phạm sai lầm như thế, chỉ sợ việc này còn có một điều khác mà chúng ta chưa điều tra được mắt xích. Vi Minh Phi lắc lắc đầu. Ừ, mặc kệ, tôi đợi, các anh làm việc suốt đêm. Đem cả nhà Phạm Tiếu Phong đến gặp tôi muốn đích thân thẩm vấn. Lấy được bằng chứng lập tức ra tay, có thể từ chỗ Đới Chí Quân mở ra một lỗ hổng. Tôi không tin, gây ra một vụ án lớn như vậy có thể không có chút kẽ hở nào, người không phải thần tiên. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng ra lệnh, Điền Thất Hòa vùng Vi Minh Phi lập tức xuất phát đi dẫn người. Hai vợ chồng Phạm Tiếu Phong đều được đưa đến, tuy nhiên ban đầu mặc kệ Diệp Phàm nói thế nào hai vợ chồng đều không muốn làm chứng báo án. Trừ phi các anh đem bắt Đới Chí Quân trước chúng tôi mới có thể suy nghĩ. Phạm Tiếu Phong thái độ kiên quyết, không nhả ra. Chỉ cần anh đồng ý đứng ra làm chứng, chúng tôi lập tức có thể bắt người. Chẳng lẽ anh chịu đựng để Đới Chí Quân đánh mình tàn phế, vợ con mỗi ngày đều chịu tra tấn đau đớn. Mấy đứa nhỏ mỗi ngày sống thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Diệp Phàm nhìn hai vợ chồng như chim thấy cung tên một cái lạnh lùng nói. Nếu cục công an các anh có khả năng, cũng sẽ không ngay cả khoản tiền xây nhà của mình cũng không lấy lại được. Phạm Tiếu Phong là chưa yên tâm, xem ra đúng là bị đe dọa. Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn thở. Đập bàn quát. Vương Triều và Điền Thất Hòa sáng mai dẫn người đến công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng, BMW kia cũng phải trả về. Phản thiên. Thật lấy công an không phải lo công an có phải không? Quay sang hai vợ chồng Phạm Tiếu Phong nói. Chúng tôi quyết tâm rất lớn, vì sự an toàn của vợ chồng anh, tôi sẽ cử vài cảnh sát bảo vệ hai người. Nếu bí thư Diệp đã quyết tâm lớn như vậy, chúng tôi bất cứ giá nào tố cáo anh ta. Mẹ, là xúc sinh không phải là người. Phạm Tiếu Phong cuối cùng cũng nổi lên một chút khí thế đàn ông. Tố cáo ông ta, tôi muốn đá chết ông ta, đồ chó. Bà xã ông ta Trương Mai nghĩ đến cơ thể mình thường xuyên đau đớn, cũng tức giận mắng. Tuy nhiên Phạm Tiếu Phong vẫn khá cẩn thận, vẫn cứ muốn đến cục công an mới đồng ý làm chứng. Diệp Phàm buộc lòng chờ trời sáng, vừa trở lại phòng thì nhận được điện thoại của Đồng Oanh Oanh, nói. Bí thư Diệp, anh đến đây một chút, tôi phát hiện một chút đồ vật. Được, tôi lập tức đến đây. Diệp Phàm thay một bộ màu đen, theo đường ống nước đi ra ngoài. Như một con mèo, không lâu lại theo đường nước đi vào biệt thự nhà Đồng Oanh Oanh. Từ khi Mai Hồng bị giết, Đồng Oanh Oanh dùng một khoản tiền, nhờ Diệp Phàm tìm vài trinh sát xuất ngũ trông coi biệt thự. Nhà họ Đồng đã thành mục tiêu hết sức rõ ràng. Diệp Phàm đi gặp Đồng Oanh Oanh, đương nhiên là bí mật. Nếu không sẽ truyền ra ngoài bí thư đảng ủy công an cùng người thừa kế tập đoàn lớn làm gì buổi tối. Tin tức như vậy không thể là tin tức chính xác. Anh trai Đồng Oanh Oanh đồng nhiên là thư ký tỉnh ủy, vẫn chưa được ai nhìn chúng, hiện tại vẫn ở tỉnh ủy xử lý việc vặt. Kỳ lạ chính là đồng nhiên không có hứng thú với kinh doanh buôn bán, cha để lại tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô đã bị anh ta lấy tình thế pháp luật giao toàn quyền cho em Đồng Oanh Oanh. Chính mình hàng năm chỉ hưởng lợi nhuận từ cổ phần khống chế. Mà Đồng Oanh Oanh dù sao cũng chiếm 8 phần. Hai anh em đưa đẩy vài ngày, cuối cùng đồng nhiên bỏ mặc, thấy thái độ kiên quyết của anh trai. Đồng Oanh Oanh cũng không có cách nào một người con gái phải gánh vác sản nghiệp hàng trăm triệu. Tuy nhiên, Đồng Oanh Oanh hiện tại cũng không quá tốt, hiện tại nợ đến 60 triệu, Hoàng Triều Đế Đô vì phòng chống nhiều đã sắp tới mức phá sản. Mới 2 tháng, Oanh Oanh đã từ một cô nàng trẻ con trở thành một người vì tập đoàn mà nhận chức chủ tịch. Cay đắng ngọt bùi chua xót trong đó chỉ có cô mới hiểu được. Mỗi buổi tối ôm di ảnh cha mẹ khóc chính là Đồng Oanh Oanh. Vì điều tra rõ cái chết của cha mẹ cô sẽ kiên trì bằng bất cứ giá nào. Trước kia Đồng Oanh Oanh ăn mặc như thiên thần, buổi tối Đồng Oanh Oanh thay đổi, khiến Diệp Phàm thiếu chút nữa không nhận ra.
Một căn phòng tiếp khách ở tầng 2 có mấy ngọn đèn mờ, có một bộ sofa, còn bố trí một gạt tàn cổ bằng bạc. Đó là đặc biệt chuẩn bị cho Diệp Phàm, tuy trong lòng Đồng Oanh Oanh rất buồn bực, nhưng vẫn khắc chế được, không giống như những phụ nữ khác tìm đến thuốc lá để hại sức khỏe của mình. Sofa bốn chân đồng, xứng với bàn trà gỗ lim vừa vẻ cổ kính lại hiện đại, cả căn phòng như tràn ngập hơi thở ấm áp. Vì giữ bí mật, Đồng Oanh Oanh một lần nữa mời chuyên gia đến bố trí một phòng trên tầng 2, cửa sổ và tường đều cách âm tốt. Thiết bị hiện đại. Cửa chính mở ra, Đồng Oanh Oanh biết Diệp Phàm mỗi lần đến đều đi đường ống nước lên, cho nên, đã chuẩn bị một cửa ở đó. Tiếng cửa vang lên nhẹ nhàng, Diệp Phàm biết chắc chắn là Diệp Phàm đến rồi, cô nhẹ nhàng đứng dậy, vén bức màn lên, bên ngoài rốt cuộc khó nhìn thấy một chút gì của tầng 2. Đã đến 3 lần Diệp Phàm cũng là ngựa quen đường cũ. Trang trí vẫn giống như trước, không có gì thay đổi. Chỉ có điều nhìn thấy Đồng Oanh Oanh, Diệp Phàm lập tức có chút ngẩn người. Bởi vì, buổi tối Đồng Oanh Oanh ăn mặc rất mỏng manh. Toàn thân khoác một bộ đồ ngủ mỏng màu trắng, áo ngủ kia ông trời tự nhiên lại để hở. Đưa mắt nhìn một cái, thấy hai ngọn núi cao vỉnh và khe sâu rõ ràng. Dưới ánh đèn màu hồng, đôi mắt ưng của Diệp Phàm cũng có thể nhìn thấy màu phớt đỏ của quả dâu tây chạm vào áo ngủ mỏng. Đồng Oanh Oanh duyên dáng ngượng ngùng tươi cười đi tới, đám cây cỏ ở giữa giường như đều chui ra chỗ hở. Mẹ nó, chẳng lẽ bên trong thật sự là trống? Diệp Phàm trong lòng run lên, cảm thấy tối nay khả năng phát sinh chuyện gì. Bởi vì, rất khác thường, vài lần đến trước, Đồng Oanh Oanh tuy đều mặc áo ngủ nhưng áo ngủ đều là vải bông, không nhìn thấy gì. Sự khác thường tất có chủ ý. Diệp Phàm sau lúc sửng sốt tự nhiên quay người muốn chạy thoát thân. Tình ngay lý gian, dù sao cũng phải trốn tránh. Nếu anh dám đi, ngày mai mời anh đến đây nhặt xác. Giọng Đồng Oanh Oanh tuyệt vọng vang lên trong phòng. Chương 1192, lợi nhuận lớn. 2. Diệp Phàm thở dài, một lúc sau mới nói. Sao cô phải khổ vậy chứ, cô đi thay bộ khác đi, ăn mặc kiểu này tôi không quen. Tôi không sợ thì anh sợ cái gì? Đồng Oanh Oanh có chút nổi giận, đôi mắt lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Cô không sợ nhưng tôi sợ, ảnh hưởng không tốt. Diệp Phàm cười khổ, lắc lắc đầu. Nhưng kỳ thực thằng nhãi này phía dưới đã có phản ứng bất lương rồi. Đồng Oanh Oanh dường như cũng phát hiện ra điều này, nhẹ nhàng đi tới, tựa vào vai Diệp Phàm. Cho em mượn bờ vai anh một chút được không? Em không có yêu cầu khác, chỉ mệt quá thôi, muốn dựa một chút. Anh không cần phải lo lắng gì cả, em sẽ không giằng co với anh đâu. Đồng Oanh Oanh lả lướt nói, hơn nữa thân mình còn cố tình cọ sát vào hắn. Diệp Phàm rốt cuộc cũng không nhẫn nại được nữa, liền vòng tay ôm lấy cô vào lòng, rồi kéo lên ghế sofa. Vật nhỏ phía dưới sớm đã không chịu yên, Đồng Oanh Oanh thân mình run lên, mặt bỗng đỏ như gấc chín. Cô nhắm hai mắt, lẩm bẩm nói. Yên tâm, em rất sạch sẽ, 19 năm qua. Chưa có người đàn ông nào động vào người em. Nói đi, em đã phát hiện cái gì? Diệp Phàm trong lòng thầm kêu, Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ ngồi mà không có phản ứng gì khác. Đồng Oanh Oanh cũng là mạnh miệng, kỳ thật cũng có chút sợ hãi. Mặt cô cũng đỏ bừng, cũng chỉ ngồi yên. Thậm chí, ngồi trong lồng ngực Diệp Phàm cũng không động đất. Diệp Phàm thấy buồn cười, nói. Thế nào, vừa rồi em rất mạnh miệng hay sao? Giờ lại định đánh bài chuồn rồi đúng không? Chỉ cần anh dám, em sợ cái gì chứ? Đồng Oanh Oanh bỗng nhiên kiên cường lên, váy kéo lên, không ngờ còn ngồi lên đầu gối Diệp Phàm, một cảm giác nóng bừng xuyên thấu vào người Diệp Phàm. Thằng nhãi này trong lòng thầm kêu, mẹ ơi, bên trong đúng là, ông trời còn muốn cho tôi sống nữa không? Như thế này thì ai mà chịu được cơ chứ? Tôi đây phải là Liễu Hạ Huệ. Hắn có chút run run, hôn vào sau cổ Đồng Oanh Oanh. Làm cô mắc cười nói. Anh không phải là gà giò chứ? Đương nhiên, Diệp Phàm anh là ai? Diệp Phàm mạnh miệng hừ một tiếng, rồi giơ bàn tay run rẩy đặt lên ngọn núi cao chót vót kia. Tay già đời rồi thì không cần phải mất thời gian thế đâu, ha ha. Đồng Oanh Oanh cười khanh khách giống như gà vừa đẻ trứng xong vậy, rồi đột nhiên cô im lặng, xoay người lại liếm lên chóp mũi của Diệp Phàm. Một cảm giác miên man, Diệp Phàm bỗng nghiêm lại. Nhìn Đồng Oanh Oanh nói. Nói mau đi, rốt cuộc là phát hiện ra điều gì? Ngày mai anh chuẩn bị động thủ rồi. Bất giải phong tình, hừ. Đồng Oanh Oanh trừng mắt nhìn Diệp Phàm, kiềm chế, nói.
còn nhớ hòn đá lần trước mà ba em để lại không? Nhớ, mặt trên hình như còn khắc một con chim, tuy nhiên chỉ có khung xương khắc, giống như một bộ xương chim khô. Diệp Phàm thuận miệng nói. Cái này thì đúng rồi. Đồng Oanh Oanh trả lời một câu khiến người ta khó hiểu, câu sau không cần phải nói nữa. Nói tiếp, đừng. Diệp Phàm liếc mắt nhìn cô một cái, hỏi. Anh hôn em một cái rồi em nói. Đồng Oanh Oanh lại duyên dáng cười, nói. Hừ. Diệp Phàm có chút tức giận, đột nhiên xoay người, ném Đồng Oanh Oanh lên ghế sofa. Anh để mặc kệ em thật sao? Đồng Oanh Oanh lại kêu lên thảm thiết, trầm mặc trong chốc lát rồi nói thêm. Em không yêu cầu anh phải kết hôn với em không có bất cứ yêu cầu gì với anh, sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Em cứ như vậy thì anh sẽ mặc kệ em, nói chuyện chính đi. Diệp Phàm ra mặt đạo mạo, nói. Ừ. Đồng Oanh Oanh đột nhiên đi lên, ôm chặt lấy Diệp Phàm, rồi bật khóc lên. Diệp Phàm cũng không tránh, để cô giải phóng một chút. Biết cô thời gian gần đây cũng nếm mọi chua xót nhân gian rồi. Khóc đủ rồi à? Diệp Phàm hừ nói. Anh đúng là động vật máu lạnh, hừ. Đồng Oanh Oanh đột nhiên quay lại cắn Diệp Phàm một cái, lập tức, hai ánh mắt giao nhau, rồi một trận, khẩu chiến, diễn ra, hai người cuốn lấy nhau chẳng chịu tách rời. Thật lâu sau mới buông ra. Đồng Oanh Oanh mặt đỏ bừng, lẩm bẩm nói. Nụ hôn này thật đẹp. Có cái khác còn đẹp hơn, em có muốn thử không? Diệp Phàm có chút, dâm dê, cười nói. Đồng Oanh Oanh sợ tới mức kêu lên một tiếng rồi nằm xuống ghế sofa. Xem ra em cũng chỉ là hổ giấy thôi, nếu anh động thủ thật thì không biết sẽ như thế nào. Diệp Phàm thản nhiên cười, ngồi xuống ghế sofa, ngắm nhìn cô gái hồn nhiên, ngây thơ này. Anh có uống chút gì không? Đồng Oanh Oanh ngồi dậy, ngượng ngùng nói, giống như thiếu nữ xinh đẹp trong đêm tân hôn vậy. Brandy đi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Ánh mắt kia không rời thân hình nóng bỏng với đường cong tuyệt đẹp và đôi chân thon dài kia. Dường như rất đắc ý với thân hình của mình nên Đồng Oanh Oanh đi rót rượu càng uốn éo hơn. Khi cô cúi xuống rót rượu, rãnh sâu hút giữa hai ngọn núi kia càng như muốn trêu ngươi người ta. Hay là em cởi ra cho anh nhìn thoải mái nhé. Một giọng thách thức vang lên. Thôi khỏi, anh không phải là Liễu Hạ Huệ. Diệp Phàm khoát tay, cầm lấy ly rượu làm một ngụm, đương nhiên là để che giấu. Từ hòn đá kia anh không nghĩ ra điều gì sao? Đồng Oanh Oanh lấy lại vẻ đứng đắn, đoan trang, giống như một nàng công chúa ngồi cạnh Diệp Phàm. Chỉ có điều chiếc áo ngủ mỏng tang kia có vẻ hơi làm hỏng hình tượng. Đương nhiên có lẽ vương tử thích nhất hình dạng này. Lần này em đến tập đoàn Dương Điền, thuận đường đi thăm mỏ quặng Dương Điền. Bởi vì chúng em cũng có cổ phần ở tập đoàn Dương Điền, cho nên, em cũng được coi là một đại cổ đông của tập đoàn Dương Điền, là một thành viên trong ban giám đốc. Lúc ấy, em yêu cầu đi tham quan quá trình khai thác quặng Dương Điền, vì có chút tò mò. Đương nhiên chỉ là lý do em nói ra, thực chất là em có nghi ngờ tập đoàn Dương Điền có liên quan đến cha em. Lúc cha em còn sống, chủ tịch hội đồng quản trị quản phi của tập đoàn Dương Điền có yêu cầu cha em rút cổ phần, nhưng cha em không đồng ý, cho nên nghi ngờ là tập đoàn Dương Điền muốn trả thù. Bọn họ mới đầu từ chối, nói khu vực khai thác rất bẩn. Hầm lại không an toàn, nhưng em vẫn muốn đi. Bởi vì quặng của Dương Điền thực ra là quặng nhất ngọc thạch, tuy nhiên chất lượng kém, căn bản là không làm được hàng mỹ nghệ. Cho dù có tìm được khối có chất lượng tốt hơn một chút, cũng không khắc ra được một tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, quặng của Dương Điền dù sao cũng là ngọc thạch quặng, cho dù phẩm chất kém nhưng lợi nhuận cũng khả quan. Trong hầm cũng không phát hiện điểm gì nghi ngờ, tuy nhiên, sau khi trở về em đột nhiên phát hiện thùng sau xe có nhét một hòn đá vàng có lẫn trắng. Em liền nhặt lên xem kỹ. Phát hiện hòn đá này có khắc một con chim, cũng giống như hòn đá mà cha em để lại. Chẳng lẽ hòn đá của cha cũng lấy từ mỏ Dương Điền về? Kỳ lạ là em kiểm tra hàng mẫu thì không thấy mẫu đá nào có khắc hình chim cả, sao em lưu tâm chuyện này? Lần trước anh trai em về, vô tình nhìn hòn đá đặt trên giá thì thuận miệng hỏi. Em lấy chim hóa thạch này về làm gì? Nghiên cứu sự tiến hóa của động vật à? Diệp Phàm bừng tỉnh, miệng lẩm bẩm hỏi. Chim hóa thạch, chẳng lẽ trong mỏ Dương Điền phát hiện chim hóa thạch? Không phải bọn họ câu kết buôn lậu hóa thạch chứ? Thảo nào mà họ yêu cầu cha em rút cổ phần, chắc là để giữ bí mật. Thứ hai là khoản lợi nhuận này lớn kinh khủng, giá của một khối hóa thạch này chắc cũng không ít tiền đâu.
Diệp Phàm hiểu ra, dường như phát hiện điểm vào của thảm án 88, đầu óc lập tức tỉnh táo hẳn ra. Đương nhiên là đắt rồi. Em đến hỏi chuyên gia ở Bắc Kinh, một hòn to bằng bàn tay, cũng không dưới con số này đâu. Đồng Oanh Oanh giơ năm đầu ngón tay ra. Thật đúng là không rẻ chút nào, 50.000 tệ. Nếu đào được một đống không phải là phát tài lớn hay sao? Diệp Phàm giật mình khẽ lắc đầu, nói. Không phải 50.000, mà là 150.000. Chuyên gia nói, hòn đá này có giá trị nghiên cứu, hơn nữa, niên đại cổ xưa, lại còn khá nguyên vẹn, cho nên giá tiền cao. Đồng Oanh Oanh lập tức lật bàn tay ba lần, nói. Một khoản tiền lớn, nếu thật sự có chuyện này, thì nguyên nhân họ yêu cầu cha em phải rút cổ phần chính là đây. Diệp Phàm nói, nhìn Đồng Oanh Oanh một cái, nói thêm. Trong mục doanh thu của công ty có mục này không? Đương nhiên ý anh muốn nói là những lợi nhuận bí mật mà đại cổ đông như em mới biết được. Không có, mục doanh thu tất cả đều là từ Ngọc Thạch, vừa rồi em cũng nói rồi, tất cả đều là Ngọc Thạch chất lượng kém. Quản Phi vẫn kêu oan trên ban giám đốc, nói là chất lượng của Ngọc Thạch của Dương Điền kém hơn dự đoán rất nhiều, không có Ngọc Thạch chất lượng cao, ngay cả loại trung bình cũng rất hiếm. Ngọc Thạch khai thác được rất ít làm được tác phẩm điêu khắc, đại đa số chỉ để làm đồ trang sức. Cho nên lợi nhuận cũng không phải là cao lắm, chỉ khá thôi. Đồng Oanh Oanh có chút phẫn nộ, nói. Cái này khiến người ta khó mà giải thích được. Trước kia em nói anh thu khối hóa thạch đem đi cất giữ, mà mẹ em từ khối hóa thạch này tìm thấy chiếc laptop mà cha em để lại. Bây giờ xem ra, buổi tối hôm đó, sau khi sự việc xảy ra, chiếc laptop đã bị lục lọi rồi. Khối thạch mà anh lấy đi có vẻ hơi thô ráp, cho nên người ta không chú ý. Diệp Phàm phân tích nói. Có khả năng, tuy nhiên, bất luận thế nào thì mỏ Dương Điền này cũng coi bí mật. Hơn nữa khối hóa thạch trong xe này có thể bán được 150.000. Vậy ai là người bỏ vào xe? Hơn nữa, có lẽ là người tốt đã từng theo cha em, nên nhét vật này lên xe để nhắc nhở em. Đồng Oanh Oanh nói. Chương 1193, thời cơ chín muồi. Người biết chuyện thì là chắc chắn, còn có phải người tốt hay không thì chưa chắc, có lẽ người đó có mục đích khác, ví dụ như muốn mượn tay của em và anh để hạ đối thủ Quản Phi. Tuy nhiên, khả năng người này là bạn của ba em là rất lớn. Anh sẽ về kiểm tra, cố tìm người này, có lẽ, người này chính là mấu chốt của vụ án. Diệp Phàm gật gật đầu nói. Liếc mắt nhìn Đồng Oanh Oanh một cái, nói. Em hãy làm một bản danh sách bản thân của ba em khi còn sống. Chỉ cần là bạn đã từng tiếp xúc với ba em cũng đưa vào. Còn nữa, các tài liệu của tập đoàn Dương Điền mà công an không tìm được cũng cố lấy một bản. Nếu có thể kiếm được tài liệu trung tâm tài vụ của tập đoàn Dương Điền thì tốt. Người ba em từng tiếp xúc có khá nhiều, tuy nhiên em sẽ kiểm tra lại. Về phần tài liệu có liên quan đến tập đoàn Dương Điền, thì anh nghĩ thử xem, họ bắt cha em rút cổ phần thì làm sao đưa tài liệu cho em được. Huống hồ, Quản Phi làm rất tốt. Người này kiếm được khoản lớn lại đầu tư vào việc mua máy móc, xây dựng trụ sở làm việc, hơn nữa còn xây dựng hào hoa sơn trang để tiếp khách. Chỉ là không chia tiền thưởng. Thời gian trước em đến Dương Điền, em cũng đề xuất việc này với ban giám đốc, bởi vì anh cũng biết, Hoàng Triều Đế Đô gần đây vận chuyển khó khăn. Nói thật với anh, trong mấy trăm căn nhà đó, có đến mấy chục tòa biệt thự, nơi này tài chính bên trong còn đến hơn 200 triệu. Công ty hiện nay một đồng tiền vận chuyển cũng không có, hơn nữa, ngân hàng ngày nào cũng giục nợ, nói là nếu không trả thì sẽ kiện. Nếu thực sự có chuyện như vậy xảy ra, có lẽ, nửa năm sau, chúng em phải tuyên bố phá sản, anh sẽ không còn được gặp lại tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô. Gia nghiệp cha em cả đời gây dựng, lại bị hủy hoại dưới tay em. Làm một người nghèo đối với em chẳng vấn đề gì. Khoản nợ của cha em cũng không sợ, nhưng cha mẹ em không thể chết như vậy được. Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Họ chắc chắn là bị hãm hại. Đồng Oanh Oanh vẻ mặt ảm đạm, đôi mắt rưng rưng lệ. Tuy nhiên, cô rất kiên cường không để cho nước mắt rơi xuống. Nếu những tòa nhà, biệt thự này bán đi thì tình hình thế nào? Diệp Phàm hỏi, rồi đưa tay lau đi những giọt lệ trong khóe mắt của cô. Thì sẽ thu được khoảng 500 triệu, chỉ có điều, hiện tại chúng em đã đến đường cùng rồi. Thế chấp biệt thự và nhà họ cũng không cần. Nói là những căn nhà này tuy được xây dựng không tồi, nhưng hiện tại trị an của Ngư Đồng quá kém.
đến ngay cả chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cũng bị giết thì sao bảo đảm được những căn nhà này không có vấn đề gì? Hơn nữa, chủ yếu là người Việt Đông giờ cũng nói, ngư đồng biến tính rồi, mạng không giữ được còn lấy tâm trí đâu để đến nơi này mua nhà nữa. Giống như biệt thự hải cảnh của bọn em cũng khá có phong cách, trước kia một căn cũng phải lên trên chục triệu, còn bây giờ 5 triệu cũng chẳng có ai dám mua. Đám người giàu nói căn biệt thự này xui xẻo, cản vận làm quan, còn những người dân bình thường thì ai mua nổi, Đồng Oanh Oanh vẻ mặt bi thương, cả người không biết lúc nào đã nằm gọn trong lòng Diệp Phàm rồi, cô bỗng nhiên khóc nức nở. Cứ bình tĩnh, để anh xem có thể thương lượng với ngân hàng được không, để bọn họ gia hạn thêm cho một thời gian nữa. Diệp Phàm an ủi nói, hắn bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ là phải bảo vệ cô gái yếu ớt này. Vô ích thôi, mấy ngân hàng lớn đều cùng nhau ra thông điệp, là gần đây ngân hàng trung ương thắt chặt tài chính, yêu cầu phải thu lại hết nợ. Chúng em phải trả cũng là phải, vì vay lâu quá rồi, người ta nói cũng có lý. Về phần bạn bè của cha em thì, xã hội bây giờ người đi thì tình hết, đi gãy cả chân mà không vay được 1 triệu, toàn là đám nịnh bợ cả. Thậm chí còn có người còn đề xuất với em ý tưởng đầy ghê tởm nữa cơ, trong đó có người từng là bạn làm ăn của cha em, toàn là lũ dê già cả. Em khinh. 2. Xã hội bây giờ, chuyện này cũng là bình thường. Diệp Phàm thở dài, vuốt vuốt mái tóc của Đồng Oanh Oanh. Đột nhiên thân thể cô vừa động, chiếc áo mỏng giống như áo ngủ kia bị cô kéo xuống, để lộ ra hai ngọn núi cao ngất, đầy quyến rũ. Mặt cô đỏ ửng, nói. Công ty không thể xoay được tình thế, có lẽ nửa năm sau là anh không còn được gặp em nữa, trước khi đi, em muốn hiến dâng cho anh. Một mong muốn duy nhất là anh hãy kiên trì điều tra vụ án này, bất luận là bao giờ phá được, thì cha mẹ em trên trời cũng thấy được an ủi phần nào. Tuy nhiên, anh cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều, em dùng thân thể để đổi lấy lời hứa phá án của anh, em không cần anh hứa hẹn điều gì khác, chỉ cần anh hết sức là được rồi. Em cũng biết. Việc phá án cũng không phải việc dễ dàng, vội vàng thì sẽ chẳng làm được. Đây là em tự nguyện, hơn nữa, từ khoảng thời gian chúng ta kết giao đến nên anh là người đáng tin cậy nhất, từ trước đến nay em chưa thấy người đàn ông nào có cá tính như vậy. Có cá tính, ý em muốn nói là anh dễ khiến người ta ghét. Diệp Phàm có chút chua xót cười nói. Khiến người ta ghét có gì là không tốt chứ, chứng tỏ anh là người có năng lực, người ta đố kỵ thôi. Hơn nữa. Rồi cũng có người ghét anh thôi, ví dụ như em chẳng hạn. Đồng Oanh Oanh duyên dáng cười, nói. Em dự định đi đâu? Diệp Phàm vô thức lấy tay âu yếm lên ngọn núi cao ngất kia. Còn chưa quyết định, có lẽ sẽ đi Canada, hoặc là Thụy Sĩ. Đồng Oanh Oanh có chút run rẩy, dù sao cũng chưa trải qua chuyện này, bị Diệp Phàm làm như vậy nên cũng có chút chưa quen, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn, hai mắt hơi nhắm lại. Giống như chú cá đang trở lên thất vậy. Mấy đại cổ đông khác không có thái độ gì sao? Diệp Phàm bất động, tiếp tục hỏi. Bọn họ vẫn ép đòi phải giải thể, bảo em bỏ tiền ra mua cổ phần, nhưng em đâu có tiền. Tuy nhiên bọn họ cũng nhìn thấy tình trạng công ty không có tiền cho nên không muốn mất cả chỉ lẫn chài. Ban đầu tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô một cổ phần có giá 10 tệ, bây giờ cũng coi như không tồi, đã thét lên 5 tệ rồi. Nhưng em không có tiền, bả lại, mấy trăm căn nhà không có người mua căn bản chỉ là một đống rác, 5 tệ cũng không đáng. Nếu có thể bán 5 tệ, thì cổ phần của em đã sớm bán rồi, ít nhất cũng có thể để lại chút tiền cho anh trai em, bằng không, cuối cùng ngân hàng kiện, không những không lấy được đồng nào mà còn phải đeo nợ trên người. Đồng Oanh Oanh đột nhiên giơ tay, đặt bàn tay Diệp Phàm lên ngực mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Không lâu, bàn tay Diệp Phàm đã di chuyển đến rốn, miệng cô lẩm bẩm nói. Anh đến đi, Đồng Oanh Oanh đã chuẩn bị rồi. Thân thể này chỉ dành cho người em coi trọng mà thôi. Trên đời này anh là người đàn ông duy nhất mà em động lòng. Oanh Oanh, Diệp Phàm cũng có chút động lòng, đôi tay ma quái đã luồn vào trong chiếc áo ngủ. Ôm, hãy ôm em. Đồng Oanh Oanh ánh mắt rung động, thân thể cũng khẽ khàng run rẩy. Ở đây. Diệp Phàm trên môi có chút khô khốc, ừ một tiếng. Vâng. Đồng Oanh Oanh khẽ di chuyển ra ghế sofa, hai chân vừa hé mở, đã để lộ ra vùng đất thần bí trống trải, một bầu máu nóng của Diệp Phàm như muốn bật ra ngoài lồng ngực, phía dưới vật kia đã sớm hưởng ứng mãnh liệt. Không được.
Diệp Phàm đột nhiên như tỉnh ra, kêu lên. Đồng Oanh Oanh khẽ mở đôi mắt, thấy Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm trọng, trong tay đang cầm một ly rượu hồng. Anh làm như vậy là không được, đó là lợi dụng người khác gặp khó khăn, đó không phải là điều một đại trượng phu nên làm. Diệp Phàm ánh mắt thanh minh, ngửa cổ lên uống cạn một ly brandy. Em biết, đàn bà của anh rất nhiều, có lẽ, em không thể khiến anh động lòng. Đồng Oanh Oanh rốt cục cũng đã rơi lệ, nhìn Diệp Phàm nói. Không phải như thế. Diệp Phàm lắc lắc đầu, trong lòng vẫn không sao bình tĩnh được. Như vậy đi. Đồng Oanh Oanh đột nhiên kêu lên một tiếng, chậm rãi đi đến chỗ tường, chiếc áo ngủ cũng đã tuột xuống nền nhà, cô mở tủ ra, một lúc sau ném một chiếc túi ra trước mặt Diệp Phàm. Em làm cái gì vậy? Diệp Phàm nhìn cô chằm chằm. Bên trong là 1 triệu, anh cầm đi. Chỉ hy vọng sau này anh là quan tốt, một quan không tham. Em chỉ có bằng này tiền, để lại cho anh trai em 3 triệu, em còn hơn 1 triệu để ra nước ngoài. Có lẽ anh không thể giải quyết được thảm án Ngư Đồng trong một sớm một chiều được, nhưng đợi anh có địa vị cao rồi quay lại điều tra cũng được. Đồng Oanh Oanh thản nhiên nói, sau khi nói xong liền đi đến trước mặt Diệp Phàm, những giọt lệ đã lăn dài trên đôi má. Có phải em nghe phong thanh được điều gì không? Diệp Phàm nhíu nhíu mày, rồi ôm cô vào trong lòng. Cục trưởng Cục Tài chính An Lôi, người bị anh làm mất chức quan đó, bây giờ lại quay lại rồi, và tuyên bố sẽ cho anh biết tay. Còn có Từ Lâm và Trung Nhất Minh nữa, hôm đó cũng ngồi với Mã Bách Sinh, không biết là bàn bạc chuyện gì. Bên ngoài đồn đại, nói anh không thể hoàn thành phá án trong nửa năm được, hiện tại đã qua 3 tháng rồi, phỏng chừng anh sẽ trốn mất. Họ còn nói anh đã chuẩn bị nơi để chuồn rồi. Đồng Oanh Oanh nói. Mẹ kiếp, bịa đặt. Diệp Phàm tức giận, chén rượu trong tay cũng bị quăng vỡ vụn. Chúng ta làm 1 ly nhé. Lại rót 2 ly nữa. Đồng Oanh Oanh cũng không nói chuyện, ngửa đầu lên uống cạn, lập tức, mặt trở nên đỏ ửng. Nhằng nhãi này cũng gần như vậy, một hơi uống cạn ly rượu, hắn bị chọc giận, đạn đã lên nòng rồi, liền bế cô gái lên giường, sau đó là những tiếng thở gấp gáp của sự hòa quyện. Chương 1194, thủ đoạn thâm độc. Ánh nắng ban mai chiếu lên biệt thự của Đồng gia. Hai người cùng mở mắt ra, trên tấm ga giường là những vệt máu hồng. Có đau không? Diệp Phàm hỏi khẽ. Có, như là bị xé rách ra vậy. Anh mạnh mẽ quá, em mới lần đầu tiên. Đồng Oanh Oanh khẽ đáp, định nhấc chân đứng dậy, nhưng đột nhiên nhíu mày lại. Khẽ thôi, lần đầu tiên, cẩn thận một chút. Diệp Phàm cười nói. Đều tại anh cả, đáng ghét, người ta đau đến chết đây. Đồng Oanh Oanh lườm Diệp Phàm một cái, hừ nói. Lẽ nào không thoải mái? Diệp Phàm giả bộ ngạc nhiên, hỏi. Không nói chuyện với anh nữa, nói thẳng như vậy, không có tí trình độ gì cả. Đồng Oanh Oanh hừ một cái, quay người đi. Anh là người nhà quê, thô lỗ mà. Diệp Phàm bộ dạng đắc ý liếc Đồng Oanh Oanh một cái. Em thật sự định bán cổ phần với giá 5 tệ một cổ phiếu hay sao? Còn những cổ đông khác có chịu bán hay không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên, ít nhất còn có thể lấy lại 8 phần vốn. Còn đừng mơ có lãi. Nếu bán hết tất cả, Đồng gia ít nhất có thể được chia 100 triệu. Đồng Oanh Oanh vẻ mặt nghiêm túc, nói rồi bước xuống giường, vào nhà tắm tắm rửa một lát rồi quay lại. Diệp Phàm cũng vào tắm rửa qua loa. Để em làm cái gì đó ăn tạm nhé. Đồng Oanh Oanh như một người vợ hiền dịu, nhẹ nhàng nói. Cũng được. Diệp Phàm cười đáp. Lát sau, vừa ăn điểm tâm, vừa nhìn Đồng Oanh Oanh, cười nói. Thế này đi, anh giới thiệu cho em một công ty, bọn họ có lẽ sẽ đồng ý rót vốn vào công ty Đế Đô Hoàng Triều. Mua với giá 5 tệ một cổ phiếu, đương nhiên, bọn họ phải chiếm 51% cổ phần, em hiểu chứ? Em hiểu, bọn họ muốn có cổ phần khống chế, em không có ý kiến gì, bán hết cho họ cũng được, nhưng trong giai đoạn hiện tại đâu dám có hy vọng viển vông đó. Đồng Oanh Oanh vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Miếng trứng ốp lết gắp trên đũa hồi lâu vẫn không cho vào miệng. Đừng vội, 10 ngày là xong. Diệp Phàm cười bí hiểm. Được, em đợi. Đồng Oanh Oanh nhoẻn miệng cười, như một bông mẫu đơn khoe sắc. Trong này có 10 triệu, anh vay được, em cầm lấy mà lo việc trước mắt. Diệp Phàm lôi từ trong cặp ra một tờ ngân phiếu. Cái này, em không thể cầm được, nếu vì nó mà anh phạm pháp thì làm thế nào?
người khác sao có thể tốt bụng cho anh vay nhiều như vậy được, sau này nhất định ép anh làm những việc không chính đáng. Đồng Oanh Oanh lắc đầu, không chịu cầm lấy. Cầm lấy đi, chẳng phải 10 ngày là có thể trả được hay sao? Anh có một người anh em, ở Thủy Châu, gia đình rất có tiền. Nếu nói là ép anh thì không thể nào, cô anh ấy hiện đã là thường vụ tỉnh ủy, quan to hơn anh nhiều, sao còn cần nhờ vả anh nữa, ha ha. Diệp Phàm vẻ mặt thản nhiên nói. Anh, đã sớm chuẩn bị rồi có phải không? Đồng Oanh Oanh liếc Diệp Phàm một cái. Ha ha. Diệp Phàm chỉ cười không đáp. Coi như em không nhìn lầm người, tấm thân này cũng không uổng phí, hừ. Đồng Oanh Oanh cố ý hừ, cũng không làm ra vẻ nữa, cầm lấy tờ ngân phiếu. An Lôi hiện nay làm chức vụ gì? Vẻ mặt Diệp Phàm lại trầm xuống. Nghe nói điều sang ban tổ chức cán bộ thành ủy làm phó trưởng ban thường trực, cấp bậc không đổi, quyền lực lớn hơn không ít. Trưởng ban tổ chức thành ủy Khang Văn Sinh vốn cùng phe cánh với Hà Chấn Nam, bây giờ thêm vào An Lôi nữa, ban tổ chức thành ủy coi như đổi sang họ Hà rồi. Đồng Oanh Oanh vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Phàm, khẽ cầm khăn lau vết dầu trên mép hắn. Mục đích của bọn họ không chỉ có vậy, hừ. Diệp Phàm hừ nói. Có phải là muốn làm chuyện bất lợi với anh không? Đồng Oanh Oanh ngả vào người Diệp Phàm, thân người run run. Đừng sợ, anh không dễ bị người khác lật đổ như vậy đâu. Diệp Phàm giơ tay khẽ vỗ nhẹ eo của cô. Nếu không được để em nói với anh trai em một câu, dù sao anh ấy cũng công tác ở văn phòng tỉnh ủy, tuy chỉ là thư ký chạy việc linh tinh, nhưng ít nhiều cũng quen với quan chức trên tỉnh. Đồng Oanh Oanh nói. Ha ha, nhắc đến anh em anh suýt nữa quên. Cơ nghiệp lớn như vậy không quay lại quản lý, lại cứ nằm mãi ở văn phòng tỉnh ủy làm một tay thư ký quèn, hình như hiện tại vẫn chưa có vị lãnh đạo nào để mắt đến anh ấy, tiền đồ chưa thấy có tia hy vọng gì cả. Diệp Phàm mỉm cười nói. Anh trai em ghét buôn bán, muốn tiến thân trên đường quan trường, 8 phần gia sản để lại hết cho em, nói là mỗi năm chia cho anh ấy 1-2 triệu tiền tiêu là được. Nhưng trốn quan trường cũng không dễ dàng, 2 năm rồi vẫn chỉ là nhân viên quèn. Tuổi còn lớn hơn anh xem đấy, ôi. Đồng Oanh Oanh thở dài, liếc Diệp Phàm một cái, cười nói. Em quên mất, năng lượng của anh có lẽ còn lớn hơn anh ấy nhiều. Hay là anh nghĩ cách tìm cho anh ấy một chỗ dựa đi có được không? Anh ấy tốt nghiệp trường gì? Diệp Phàm hỏi. Khoa văn trường Đại học Trung Sơn, nhưng gần đây đang học thạc sĩ kinh tế. Đồng Oanh Oanh nói. Có năng lực để làm thư ký đấy. Để anh hỏi xem thế nào, xem có lãnh đạo nào thiếu thư ký không. Nếu không em gọi anh ấy về, để anh hỏi xem, đến ban tổ chức tỉnh ủy, thế nào? Diệp Phàm cười hỏi. Ban tổ chức tỉnh ủy đương nhiên là tốt rồi, nhưng mà khó quá. Đồng Oanh Oanh lắc đầu. Việc khác em đừng lo, cứ giao cho anh, coi như là bù đắp cho em vậy. Diệp Phàm cười cười. Em không cần bù đắp gì cả, anh coi em là cái gì thế? Đồng Oanh Oanh vẻ mặt không vui, lườm Diệp Phàm một cái. Quay về cục, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch phân quản ủy ban kỷ luật Vu Chí Hải, hỏi. Việc của An Lôi thông qua rồi sao? Lúc đó anh xin nghỉ, chúng tôi biết An Lôi và anh không hợp nhau, cho nên tôi và Tư lệnh Lô, Chu Minh Ngọc đều đã nêu ý kiến, phản đối việc sử dụng lại An Lôi, bởi rắc rối do cô ta gây ra vừa mới qua, lãnh đạo ở trên vẫn còn đang để ý. Nhưng cũng không hiểu vì lý do gì, lần này Chủ tịch Lý Quốc Hùng và Thôi Minh Khải lại không nói gì cả. Thái Chí Dương cũng đã nói mấy câu, nhưng thấy Lý Quốc Hùng không nói gì thì cũng đoán ra là người ta đã có hiệp ước gì đó với Hà Chấn Nam rồi, cho nên, Thái Chí Dương cuối cùng cũng không nói gì nữa. Quả nhiên, trong nghị trình sau đó Lý Quốc Hùng đã giành được cái ghế bí thư huyện ủy của huyện An Ninh. Lý Quốc Hùng đưa ra tề giã, Hà Chấn Nam không hề phản đối gì. Tuy sau đó tôi và anh Lô, anh Chu đều bỏ phiếu phản đối, Thái Chí Dương bỏ phiếu trắng, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, vẫn thông qua việc bổ nhiệm An Lôi. Hà Chấn Nam để có thể đưa An Lôi lên ghế đó cũng đã cắn răng bỏ cái ghế bí thư huyện ủy huyện An Ninh. Ôi! Vu Chí Hải thở dài. Hà Chấn Nam chắc là vẫn còn dự tính khác, nếu không sao có thể để mất một cái ghế bí thư huyện ủy để đổi lấy cái ghế phó trưởng ban tổ chức thành ủy được, rõ ràng là thiệt lớn. Cho dù nghe nói Hà Chấn Nam và An Lôi có quan hệ mờ ám, nhưng Hà Chấn Nam cũng là kẻ khôn ngoan, sao có thể làm chuyện hồ đồ như vậy được. Bí thư huyện ủy huyện An Ninh có thể khống chế được cả một huyện,
bỏ cả một huyện đi, tổn thất quá lớn. Diệp Phàm hừ nói. Tôi cũng đã mơ hồ cảm nhận thấy, tối hôm đó tôi cùng Tư lệnh Lô, Chu Minh Ngọc bàn bạc một chút, cảm thấy rất kỳ lạ. Khang Văn Sinh ở ban tổ chức thành ủy vốn là người của Hà Trấn Nam, ban tổ chức đã nằm gọn trong tay Hà Trấn Nam rồi, quyền nhân sự đã thuộc quyền kiểm soát của ông ta, sao còn phải đưa thêm An Lôi vào đấy nữa chứ, có cảm giác lãng phí chức vụ. Vu Chí Hải cũng không thể hiểu nổi, đang thấy buồn bực trong lòng. Gần đây lẽ nào các anh không nghe thấy tin đồn gì hay sao? Diệp Phàm hỏi. Có nghe nói là anh sắp đi rồi. Cái này tôi không tin, nhưng 3 tháng qua rồi mà thảm án 88 vẫn chưa có chút manh mối gì, tôi thấy anh chuyển đi chỗ khác có lẽ sẽ tốt hơn. Vu Chí Hải không ngờ lại nói như vậy, hiển nhiên cũng đã có chút dao động. Hừ, dù có lột bộ cảnh phục này thì tôi cũng không rời khỏi Ngư Đồng đâu, anh nói với Phó Chủ tịch Chu và Tư lệnh Lô, Diệp Phàm tôi xưa nay làm việc luôn có trước có sau. Diệp Phàm có chút tức giận, khẩu khí cũng nặng hơn không ít. Trầm ngâm một lúc rồi lại nói. Nếu không tối nay chúng ta lại ngồi lại trò chuyện một chút. Được. Vu Chí Hải đáp rất dứt khoát, trầm ngâm một lúc rồi lại nói. Thực ra tạm thời anh rời khỏi Ngư Đồng cũng không phải là việc tôi. Lẽ nào anh định đợi đến lúc hết thời gian rồi, bị lột bỏ cảnh phục, như vậy thì thật không khôn ngoan. Anh có thể lên cơ quan nào đó trên tỉnh một thời gian. Ví dụ như Sở Công an hoặc Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh chẳng hạn, qua 1-2 năm rồi lại quay lại. Đó chẳng qua cũng chỉ là một loại chiến thuật, cũng không thể coi là mất mặt, tới lúc đó anh phá được án, chẳng phải lại có tiếng vang hay sao? Vu Chí Hải là bà con của Lý Khiếu Phong, biết ông rất coi trọng Diệp Phàm, nên cũng thực lòng quan tâm Diệp Phàm. Không cần nói gì thêm nữa, tôi đã từng nói, việc gì tôi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Hơn nữa, thời hạn 6 tháng vẫn chưa hết, có lẽ vẫn còn hy vọng. Diệp Phàm vô cùng quyết tâm. Theo như phân tích của anh, tôi cảm thấy, có lẽ Hà Trấn Nam đang nhòm ngó vị trí của anh, đến lúc đó chuyển Khang Văn Sinh sang vị trí của anh chẳng phải là có thể đưa An Lôi lên ghế trưởng ban tổ chức thành ủy rồi sao? Vu Chí Hải nói. Tôi cũng có ý nghĩ đó, nhưng tin rằng ông Hà sẽ vô cùng thất vọng. Diệp Phàm thản nhiên nói, ngẫm nghĩ rồi lại nói. Nếu Hà Trấn Nam và Lý Quốc Hùng mà kết thành liên minh, sau này họp thường vụ thành ủy sẽ chẳng còn cơ hội cho chúng ta lên tiếng nữa. Nhân vật số 1 và số 2 liên kết với nhau, ai có thể chống lại được chứ? Việc này có chút khó khăn rồi đây. Cũng có khả năng này, nhưng tôi cảm thấy có lẽ sẽ không kéo dài, liên minh của họ chỉ là tạm thời, có lẽ, chỉ lần này thôi. Khát vọng quyền lực của Hà Trấn Nam rất mãnh liệt, không chỉ nắm giữ quyền nhân sự, mà ngay cả bên chính quyền của Lý Quốc Hùng ông ta cũng âm thầm nhúng tay vào. Việc Cục trưởng Cục Tài chính An Lôi chặn tiền lại là một ví dụ rõ nét. Hà Trấn Nam nhờ đó mà kiếm thêm được không ít uy danh, còn uy danh của Lý Quốc Hùng thì giảm sút rất nhiều. Do vậy, Lý Quốc Hùng quyết không thể nào chấp nhận để Hà Trấn Nam khống chế toàn cục, còn Hà Trấn Nam cũng không chịu để Lý Quốc Hùng mở rộng quyền lực của mình. Nỗi sỉ nhục mà Hà Trấn Nam gây ra cho Lý Quốc Hùng, ông ta nhất định sẽ không thể nào quên. Nhưng chúng ta cũng phải thường xuyên liên lạc với Lý Quốc Hùng, kết nối quan hệ tình cảm mới được. Vu Chí Hải phân tích rất có lý. Lý Quốc Hùng và Thôi Minh Khải là một cặp, nghe nói bí thư thành ủy thành phố Thanh Châu La Bình cũng có quan hệ rất tốt với Lý Quốc Hùng, như vậy bên bọn họ đã có 3 phiếu rồi. Bên chúng ta có 4 phiếu, gộp lại là 7 phiếu. Nghe nói Hà Trấn Nam trước kia nắm chắc 5 phiếu, sau khi tôi đến thì còn 4 phiếu. Cũng không biết ông ta có phát triển thêm người mới không. Nếu liên kết liên minh với Lý Quốc Hùng, bên chúng ta sẽ nắm chắc 7 phiếu, trong hội nghị thường vụ 13 người Hà Trấn Nam chắc chắn sẽ phải đau đầu. Nếu ông ta chỉ mở cuộc hội ý, Thái Chí Dương cũng có ý đồ riêng, còn Lý Quốc Hùng liên kết với anh, cũng có 2 phiếu rồi. Nếu Thái Chí Dương mà liên kết với Hà Trấn Nam thì vẫn chỉ là 22, nên trong cuộc họp rút gọn Hà Trấn Nam cũng không có ưu thế gì cả. Ông thấy thế nào? Diệp Phàm đột nhiên cười. Nhưng bên Lý Quốc Hùng biến động rất lớn, hơn nữa, La Bình ở thành phố Thanh Châu và Lý Quốc Hùng cũng không phải là quan hệ khăng khít, người này dao động khó lường, một phiếu của ông ta cũng không thể tính vào được. Như vậy cho dù chúng ta có liên kết được với Lý Quốc Hùng thì trong hội nghị thường vụ cũng chỉ mới có 6 phiếu, chưa quá bán, uy lực sẽ giảm đi không ít. Hơn nữa, gần đây Hà Trấn Nam cũng đang âm thầm lôi kéo La Bình. Thường xuyên đến thành phố Thanh Châu, có lẽ, La Bình đã sớm bị ông ta lôi kéo rồi.
cho dù là Song Tử Tinh Lý Quốc Hùng và Thôi Minh Khải thì trong hội nghị thường vụ cũng không đáng tin. Trên quan trường làm gì có cái gọi là quan hệ thân thiết, tất cả đều vì một chữ lợi. Thôi Minh Khải lẽ nào không muốn leo lên vị trí của Lý Quốc Hùng, cho nên có lúc khó mà biết được lòng người, rất khó nói trước được. Mọi việc đều đang thay đổi, trái đất vẫn luôn quay, lòng người cũng đang thay đổi. Hơn nữa, nếu thực sự xảy ra cục diện Hà Chấn Nam không thể khống chế được hội nghị thường vụ thì có lẽ tỉnh ủy cũng sẽ không chấp nhận nhìn cục diện đó. Dù sao đi chăng nữa, đảng cũng quản lý chức vụ, Hà Chấn Nam đại diện cho quyền uy của đảng. Ông ta mà bị cô lập, lãnh đạo tỉnh ủy cũng sẽ ra tay, hoặc Hà Chấn Nam tự mình ra tay, chuyển chỗ một hai người trong chúng ta là lại nắm lại được hội nghị thường vụ thôi. Cho nên, muốn khống chế ông ta không phù hợp với quy tắc thể chế hiện tại. Đương nhiên, trọng lượng của liên minh chúng ta mà lớn lên thì quyền phát ngôn cũng sẽ tăng lên không ít. Vu Chí Hải phân tích rất cặn kẽ, Diệp Phàm thầm gật đầu. Thầm nghĩ chỉ cần không cản trở tôi phá án, tôi can dự vào việc của Hà Chấn Nam và Lý Quốc Hùng làm gì. Nhưng có những việc lại cứ liên quan đến nhau. Ví dụ như việc An Lôi cản trở phá án, Mã Bách Sinh dở trò, chức vụ của những người này đều vô cùng quan trọng. Cho nên, muốn độc lập phá án cũng không thể nào. Trên đời này vòng lớn ôm vòng nhỏ, liên kết với nhau. Có lẽ việc thay đổi chức vụ của An Lôi có thể ảnh hưởng đến việc phá án của Cục Công an. Chị ta là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức thành ủy, có ảnh hưởng rất lớn đến việc sắp xếp nhân sự đội ngũ lãnh đạo Cục Công an thành phố. Sáng hôm sau Vương Triều và Điền Thất Hòa đi đến công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng, hành động rất nhanh gọn, khi Tổng Giám đốc Đới Chí Quân còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã bắt đi, xe BMW cũng bị tạm giữ. Quay trở về cục liền lập tức thẩm vấn, Phạm Tiếu Lâm và Trương Mai ở bên ngoài phòng thẩm vấn nhìn thấy Đới Chí Quân liền lập tức ghi khẩu cung báo án, đương nhiên thời gian ghi là tối ngày hôm qua. Đới Chí Quân đầu tiên không chịu mở miệng chứng nhận việc đánh vợ chồng Phạm Tiếu Lâm, nhưng Vương Triều không phải hạng tay mơ, anh ta vốn là người trong giang hồ, tất cả mọi trò thâm độc hiểm ác đều dở hết ra, những cách xử lý, đe dọa người khác đều biết rất rõ. Cuối cùng đóng cửa lại ra tay. Ngay cả Điền Thất Hòa ở bên cạnh cũng không khỏi rụng rời chân tay. Vương Triều học được một món tuyệt kỹ, đó là có thể căn cứ vào tình hình xương khớp của người đó mà tháo rời từng đoạn xương của người đó ra, thực ra là làm cho xương cốt bị chật khớp. Chương 1195, đánh cắp thi thể. Nghĩ thử mà xem, chỉ một chỗ bị chật khớp thôi đã đau chết người rồi, nếu toàn thân bị chật khớp thì sẽ đau đớn đến thế nào? Nhưng nói thì dễ, làm được thì lại rất khó. Chỉ thấy Vương Triều vận khí một hồi, tay gõ gõ đập đập trên người Đới Chí Quân, như bác sĩ đang kiểm tra tình trạng bệnh nhân, lại giống như đang làm xiếc, nhưng không lâu sau, Đới Chí Quân nằm trên giường liền không ngừng kêu gào, mồ hôi tuôn ra như tắm. Nhưng xương khớp của Đới Chí Quân đều bị chật khớp cả, muốn động đậy cũng khó, cơ thịt rung lên bần bật, cuối cùng tên này đau quá không chịu nổi, đành phải khai ra hết. Ngay cả thời gian địa điểm thuộc hạ là ai, đánh vào chỗ nào đều khai ra sạch. Vương Triều cũng rất thâm hiểm, khi nắn lại khớp cho hắn thì từng chỗ một, khi chỗ này vừa cảm thấy dễ chịu xong thì chỗ kia đã lại cảm thấy đau, cuối cùng khi nắn lại hết mọi chỗ thì Đới Chí Quân cũng đã khai ra hết sạch. Vương Triều, không tồi, thủ pháp này gọi là gì vậy? Diệp Phàm ngồi trong văn phòng, Vương Triều vẻ mặt trắng bệch đi ra, mồ hôi từng giọt đọng trên trán. Diệp Phàm biết anh ta dùng thủ pháp này quá tốn sức, giống như thủ pháp hóa âm mê thuật của mình vậy, cũng vô cùng tốn sức lực. Phân cân thác cốt thủ, bí kỹ của sư môn tôi. Thủ pháp này không chỉ dùng để hành hạ người khác mà còn là một trong những chiêu đối địch. Ví dụ như bắt được khớp tay của anh, giật một cái vặn một cái khớp tay liền bị chật ra, khi khớp bị chật rồi thì sẽ không phát lực được nữa. Đương nhiên, thủ pháp này chỉ có thể dùng với người có thân thủ thấp hơn mình, trong thực chiến cũng rất khó có được hiệu quả. Người ta phòng vệ cẩn thận rồi thì rất khó, nhưng nếu bất ngờ ra tay thì cũng có thể thu được hiệu quả bất ngờ. Vương Triều nhìn Diệp Phàm một cái, lại nói tiếp. Nhưng rất tốn sức, phải một tháng sau mới khôi phục lại được. Nhưng nếu là anh ra tay thì chắc sẽ dễ hơn nhiều, bởi nội kình của anh mạnh hơn tôi rất nhiều. Nội kình càng mạnh thì sử dụng phân cân thác cốt thuật này càng dễ. Đương nhiên, đây cũng là bí thuật của sư môn tôi, không mấy người biết cả. Đúng là bí thuật, một loại bí thuật dùng để hành hạ người khác. Diệp Phàm gật đầu. Đây là thủ pháp đồ. Anh cầm lấy mà xem xong hủy đi là được. Vương Triều đưa một tấm bản vẽ ra.
Cái này e rằng không được, đây là bí thuật của sư môn của anh mà. Diệp Phàm không cầm. Bốn anh em tôi đã quyết định đi theo anh thì còn giấu gì nữa, chỉ cần là thứ có thể giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn, chúng tôi tuyệt đối không giấu nữa. Hơn nữa, sư phụ tôi cũng đã qua đời rồi. Vương Triều khẽ đặt bí thuật đồ lên bàn. Ừ, Vương Triều, công lực của anh có lẽ cũng đã đạt tới ngũ đẳng khai nguyên rồi. Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy, thực ra tôi đã có thể đột phá lên tầng thứ hai rồi, kỳ lạ là không thể nào đột phá lên được, đã dừng lại ở tầng này 3 năm nay rồi. Vương Triều có chút buồn bã nói. Đáng tiếc là tôi không còn dược liệu, nếu không nhờ cao nhân bảo chế có thể giúp được anh. Diệp Phàm có chút tiếc nuối, nghĩ đến việc không còn thái tuế tinh hoa hay thịt mãng xà, không thể nào bào chế được lôi âm cửu long hoàn, trong lòng cũng rất buồn bực. Thầm hối hận trước kia đã quá lãng phí. Anh cần dược liệu gì, bốn huynh đệ chúng tôi đi tìm đến. Vương Triều nghe nói thầm mừng, nét mặt cũng giãn ra không ít. Có lẽ rất khó coi, thái tuế ngàn năm, hoặc là mãng xà 500 tuổi trở lên. Diệp Phàm nói xong còn lắc đầu. Cái này, tìm ở đâu ra? Vương Triều tròn mắt. Đương nhiên là khó kiếm rồi. Cho dù là bộ đội bí mật của quốc gia dốc toàn lực của đất nước cũng khó mà tìm được, đừng nói là mấy người chúng ta. Những thứ này đều chỉ có thể có cơ duyên thì mới gặp được, không phải có tiền là có thể mua được, cũng không phải dễ dàng gặp được. Trong đời tôi 2 lần gặp được 2 thứ này thì đều suýt nữa mất mạng, có được cũng không dễ dàng, nhưng lại dùng lãng phí quá, không ngờ đã dùng hết mất rồi. Đương nhiên, cũng đã đào tạo ra được mấy cao thủ, làm lợi cho quốc gia, ha ha. Diệp Phàm nói rất thanh thản, nhưng cười lại chua chát. Những thứ này đều là những thứ dược liệu cao cấp tập trung rất nhiều dinh dưỡng, lại có cả chất kích thích nhất định nữa. Vương Triều nói. Anh nói như vậy cũng có lý. Diệp Phàm gật đầu. Nghe sư phụ tôi nói hình như bát quái môn có một cây âm dương sâm rất lâu đời, nếu mà đủ tuổi thì có lẽ có tác dụng. Vương Triều nghĩ một lát, nói. Âm dương sâm. Diệp Phàm lẩm bẩn. Thực ra tôi cũng không rõ lắm. Vương Triều nói. Bát quái môn, lưu truyền trong xã hội thì là chuyên đi xem bói, nhưng thực ra không phải vậy. Bát quái môn thực ra cũng là một loại quyền thuật. Quyền chiêu của bọn họ cũng có nhiều nét đặc sắc, có nét giống với võ thái, chú ý đến nhanh, chuẩn, hiểm. Giao thủ với bọn họ, anh thường chưa kịp phản ứng thì quyền của bọn họ đã đến ngay trước mặt rồi. Ở Bắc Kinh, bọn họ mở một công ty gọi là Tập đoàn Bát Xương. Cụ thể làm gì tôi cũng không rõ lắm, hình như cũng có tiền lắm. Ngoài ra còn mở lò võ, lừa tiền của đám lắm tiền nhiều của, toàn dạy mấy chiêu vớ vẩn, nhìn thì oai phong nhưng thực ra chẳng có tác dụng thực chiến gì cả, cùng lắm là tăng cường sức khỏe. Đương nhiên là cũng có mấy đệ tử thân thủ không tồi, nếu có tiền đồ phát triển thì có lẽ bọn họ sẽ cho chính thức nhập môn. Nhưng bát quái môn hiện nay không thể so sánh với thời cổ đại được, bây giờ võ thuật của bọn họ chỉ là để tăng cường sức khỏe. Nhân tiện bảo vệ công ty không bị các thế lực bên ngoài làm phiền. Ngoài ra cũng có một bộ phận đệ tử chuyên đóng thế trong các công ty điện ảnh. Nhưng cũng không được coi thường bọn họ, nghe nói trưởng môn hiện tại, Bạch Phác cũng là lục đẳng cao thủ, còn ông ta là Bạch Thủy Dương hiện là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Bát Xương. Còn về âm dương sâm thì tôi cũng chỉ nghe sư phụ buột miệng nói thôi, cụ thể có hay không cũng không rõ, có tác dụng hay không cũng khó biết được. Vương Triều nói xong lắc đầu, tự thấy mình có vẻ hơi nhiều chuyện. Ha ha, không sao, rảnh rỗi đi một chuyến cũng không sao, coi như mở rộng tầm mắt. Diệp Phàm cười nói. Đới Chí Quân ngoài việc của Phạm Tiếu Lâm thì còn khai ra cái gì khác không? Không. Vương Triều lắc đầu, lại nói. Nhưng hắn đồng ý trả lại 8 triệu cho cục chúng ta, thậm chí còn thêm 2 triệu tiền lãi, tổng cộng là 10 triệu. Có lẽ là vẫn còn điều gì đó chưa nói ra. Người này là phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Dương Điền, có lẽ còn khai thác được gì khác. Diệp Phàm cười, rồi lại nói. Đương nhiên, 10 triệu này hắn cũng phải trả cho chúng ta, cho nên cũng không cần khách sáo làm gì cả, bảo hắn trả xong rồi tính tiếp. Đáng tiếc, món phân cân thác cốt thủ này tôi 1 tháng chỉ có thể thi triển 1 lần, nếu không cho hắn thêm 1 lần nữa cũng được. Nhưng tên này cũng rất xảo quyệt, thậm chí là ngoan cố. Bị như vậy mà vẫn không chịu nói ra những thứ khác, xem ra đầu óc hắn vẫn chưa hồ đồ, chứng tỏ phân cân thác cốt thủ cũng không phải là vạn năng. Gặp phải người có ý chí vô cùng kiên cường thì có lẽ không có nhiều tác dụng. Vương Triều có vẻ tiếc nuối.
vạn vật đều là tong sinh tương khắc, trên đời này không có gì là vạn năng cả. Có âm thì có dương, có nước thì có lửa, tạo hóa đã tạo ra một cặp rồi. Nếu không mà gặp trường hợp độc bá thiên hạ thì gai to, ha ha. Diệp Phàm không lấy làm lạ, nhìn bí kỹ đồ trên bàn một cái. Vương Triều đương nhiên cũng hiểu, cười nói. Tôi đã quên mất anh cũng là cao thủ, nếu anh mà dụng tâm nghiên cứu, có lẽ nửa năm là có thể nắm vững thủ pháp này. Nửa năm, xem ra chúng ta không đợi được nữa rồi. Diệp Phàm nhíu mày, nhìn Vương Triều một cái, nói. Mã Hán và anh là đồng môn, lẽ nào không biết phân cân thác cốt thủ này hay sao? Không biết. Vương Triều lắc đầu, thấy Diệp Phàm vẫn có vẻ không hiểu, cười nói. Kỹ thuật này không phải cứ muốn học là được, năm xưa sư phụ tôi từng nói, vốn dĩ bí kỹ này chỉ có đại đệ tử mới có thể học được, nhưng sư phụ tôi là người rất công tâm, ông truyền cho cả bốn đệ tử. Tôi lúc đó luyện 3 năm mới bước đầu hiểu được, đến bây giờ cũng chỉ có thể nói là hiểu được một nửa mà thôi. Còn Mã Hán bọn họ luyện 3 năm vẫn không ra gì cả, chúng tôi cũng đã tìm người thử rồi, bọn Mã Hán mà ra tay thì thường khiến người ta bị trọng thương, chưa đạt được đến mức phân cân thác cốt, như vậy thì có tác dụng gì chứ, chẳng bằng giơ chân đá luôn cho xong. Cho nên bọn họ cũng từ bỏ không tập tiếp nữa. Vương Triều nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Diệp Phàm toát cả mồ hôi, mỉm cười nói. Những người đó số khổ rồi, thành vật thí nghiệm cho mấy sư huynh đệ các anh. Ha ha. Thực ra chúng tôi đều thí nghiệm ở nước ngoài, toàn đi sang Nhật cả. Hơn nữa toàn là đám du côn, chúng tôi không ức hiếp những người lương thiện. Vương Triều cười nói. Ừ, có võ nghệ nhưng cũng phải chú ý võ đức cũng là đức, ví dụ như Nhật Bản, tinh thần võ sĩ đạo của bọn họ là một loại võ đức. Đương nhiên, những lúc bất đắc dĩ thì vẫn phải dùng những thủ đoạn đặc biệt. Ví dụ như việc anh dùng bí kỹ trên người đối chí quân chẳng hạn. Diệp Phàm cũng không để ý lắm, xua tay nói. Vương Triều lui ra ngoài, Diệp Phàm cầm tấm bí kỹ đồ lên, phát hiện trên đó là bản đồ vị trí kinh mạch, huyệt đạo của con người, lại còn có cả giải thích, giấy cũng đã ngả sang màu vàng, có lẽ là do sư phụ của Vương Triều để lại, chưa biết chừng còn là đồ cổ. Đại ca, tối qua xảy ra một chuyện lạ. Điện thoại vang lên, tiếng của Lô Vĩ truyền đến. Chuyện lạ gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Chính là thảm án xảy ra ở khu Thủy Hồ ở Thủy Châu, một nhà bốn người bị chết. Chúng tôi đã để thi thể trong kho lạnh của bệnh viện, hơn nữa còn điều hai cảnh sát trực ban. Hôm qua một cảnh sát trực ban đột nhiên đau bụng, nói với nhân viên quản lý kho rồi đi vệ sinh. Không ngờ lúc quay về thì phát hiện ra người quản lý kho lạnh đã bị ngất. Anh ta vội chạy vào trong kho thì phát hiện cửa đã mở toang, hơn nữa bốn thi thể vẫn còn, cũng không bị tổn thương gì. Việc này thật là lạ. Lô Vĩ có chút không hiểu. Chương 1196, có thể kiếm được bao nhiêu? Người quản lý mở cửa kho lạnh à? Diệp Phàm hỏi. Không phải, người quản lý nói là sau khi uống xong cốc trà thì thấy rất buồn ngủ nên ngủ mất. Lúc đó tôi đã cho người mang cái cốc đó đi hóa nghiệm thì phát hiện ra có thành phần chất gây buồn ngủ, sau khi uống vào thì lập tức ngủ say. Thực ra, nó cũng gần giống như chất gây mê tạm thời mà đám lừa đảo hay dùng bây giờ. Lô Vĩ nói, xem ra cái thi thể đó có vấn đề, có phải là có người muốn kiếm cái gì đó ở trên thi thể không? Chắc là không phải, lúc đó mọi thứ trên thi thể đều đã bị chúng tôi cất giữ hết rồi, bên trên chỉ che một lớp vải trắng, có cái gì để mà kiếm chứ? Lô Vĩ nói, lẽ nào là định ăn cắp thi thể? Diệp Phàm thầm giật mình, hỏi, có khả năng lắm, có lẽ là phát hiện ra cảnh sát quay lại sớm nên không dám động thủ. Nhưng cũng không loại trừ có người muốn ăn cắp nội tạng, bây giờ có rất nhiều người làm trò này. Lô Vĩ nói, ăn cắp nội quan, cậu có phải xem phim Mỹ nhiều quá rồi không, nội tạng hình như phải lấy ngay sau khi chết thì mới có tác dụng chứ. Diệp Phàm cười nói, cũng chưa biết chừng, có lẽ còn có tác dụng khác. Nhưng khả năng này cũng rất nhỏ, ăn cắp nội tạng thì cũng không ngốc đến nỗi đi ăn cắp thi thể có cảnh sát trông giữ. Việc này nhất định có vấn đề. Lô Vĩ cười nói, điều thêm mấy cảnh sát nữa bí mật canh giữ, có lắp camera quan sát không vậy? Diệp Phàm hỏi, vừa lắp rồi, nhưng có lẽ trong thời gian ngắn tới thì bọn chúng sẽ không mò đến nữa. Thật là đáng tiếc, nếu trước kia mà lắp rồi, bây giờ xem lại thì biết ngay. Nhưng cũng chưa biết hừng người ta là cao thủ, camera cũng bị người ta che đi hoặc phá hỏng mất. Lô Vĩ vẻ mặt nuối tiếc nói,
Cứ bình tĩnh chờ câu con cá to, chỉ cần thi thể vẫn còn thì bọn chúng có lẽ sẽ còn tìm cách đoạt được, chúng ta không cần phải vội, chưa biết chừng đây chính là mấu chốt để phá án. Còn nữa, bên cậu điều tra thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Chưa có tiến triển gì, tập đoàn khoáng sản Đế Hoa là doanh nghiệp lâu năm, nền móng vững chắc. Nghe nhân viên của tập đoàn Đế Hoa nói, Phó Tổng Giám đốc Mã Văn Tài đối xử với bọn họ rất ôn hòa, có thể loại trừ khả năng kẻ thù thuê người giết hại. Còn vợ ông ta là Tống Liên Hương là phóng viên báo Thủy Châu, nên quan hệ xã hội khá phức tạp, bạn bè nhiều nên trước mắt khó mà điều tra rõ được. Hơn nữa, theo thủ pháp gây án thì thủ đoạn rất khôn khéo, rất có kinh nghiệm, không hề có dấu vết gì. Có cảnh sát còn nghi ngờ là do ngộ độc khí ga nên mới bị chết, cho rằng nên lấy lý do là sự cố khí ga để kết thúc vụ án. Lô Vĩ thở dài, vừa điều đến Thủy Châu chưa lâu thì không ngờ lại xảy ra việc này. Ảnh hưởng trong xã hội rất mạnh mẽ, cảm thấy áp lực rất nặng nề. Thật là vớ vẩn, muốn đùn đẩy trách nhiệm thì cũng không thể vô trách nhiệm như thế được, sinh mạng con người vô cùng quan trọng, nhiều điểm nghi vấn như vậy sao có thể vì chút danh dự hoặc sợ ảnh hưởng mà có thể tùy tiện kết thúc vụ án được chứ? Diệp Phàm tức giận. Đại ca, anh không biết cục diện của Thủy Châu, tôi do Đoàn Hải Thiên đưa lên. Lô Vĩ thở dài. Ý cậu là có người muốn làm khó Đoàn Hải Thiên? Diệp Phàm hiểu ngay ra, hỏi. Ừ, Thủy Châu là tỉnh lỵ, ngay dưới mắt lãnh đạo tỉnh, có chút động tĩnh gì là truyền đến tai mấy ông lãnh đạo tỉnh chỉ biết nói mồm mà chả làm được việc gì ngay. Nghe nói gần đây trên tỉnh ủy có người chỉ trích Đoàn Hải Thiên làm gì cũng không ra hồn, thích phô trương bày vẽ, tình hình trị an ngày càng xấu đi, môi trường đầu tư kém sức hút, khu kinh tế mới như trò hề. Lô Vĩ chua chát nói. Là ý gì, nói rõ xem nào. Diệp Phàm hỏi tiếp, Đoàn Hải Thiên cũng giúp đỡ hắn rất nhiều, gần đây lại có quan hệ thân mật với Tề Chấn Đào và Thiết Thác, Diệp Phàm đã coi ba người này là chỗ dựa sau này của mình, cho nên việc của ba người hắn đương nhiên rất quan tâm. Khu kinh tế mới Hồng Liên do Đoàn Hải Thiên đề xướng, lúc đó đã mạnh miệng tuyên bố là sẽ xây dựng thành điển hình của khu kinh tế mới để giới thiệu lên Trung ương, nỗ lực trong 5 năm sẽ xây dựng khu kinh tế mới Hồng Liên không chỉ trở thành nơi thí điểm của tỉnh Nam Phúc mà còn được Trung ương công nhận. Mở rộng mô hình ra toàn quốc. Nhưng mấy tháng đã qua mà khu kinh tế mới Hồng Liên phát triển vẫn không được như ý muốn, thậm chí có thể nói là một đống hỗn loạn. Hồi đó để thành lập khu kinh tế mới Hồng Liên đã sáp nhập cả khu Hoành Đô và khu Mã Cảng vào, nhân sự của ba khu vô cùng hỗn loạn, Đoàn Hải Thiên mỗi tuần đều thị sát khu này một lần, đích thân chỉ đạo, kiểm tra công tác, nhưng hiệu quả vẫn không được như ý. Hơn nữa cứ như vậy Chủ tịch thành phố Cao Minh Hoài cũng không thoải mái. Có người còn ngấm ngầm nói Đoàn Hải Thiên để kiếm thành tích đã vượt quá ranh giới, không những chỉ quản lý chức vụ mà còn quản lý chỉ đạo cả công việc của Chủ tịch thành phố, ngày nào cũng kiểm tra giám sát thì Chủ tịch còn biết làm gì nữa. Đúng lúc đó thì lại xuất hiện thảm án chết cả 4 người trong gia đình, người ta lại lôi việc này ra bàn tán, nói là người mà Đoàn Hải Thiên để cử là đồ ăn hại, đương nhiên là nói tôi rồi. Hơn nữa còn yêu cầu sáp nhập chức bí thư ủy ban chính trị pháp luật và chức cục trưởng cục công an. Có nghĩa là gì, chính là giải tán cái chức của tôi. Mẹ kiếp, điên hết cả tiết. Lô Vĩ tức giận nói. Việc này là chuyện đấu đá giữa các vị lãnh đạo trong tỉnh ủy, Lô Vĩ, cậu chỉ là vật hy sinh trong cuộc tranh chấp này thôi. Nhưng quan trọng là Đoàn Hải Thiên có thái độ thế nào. Diệp Phàm nói một cách động viên. Thái độ của Đoàn Hải Thiên rất kiên quyết, khu kinh tế mới Hồng Liên tiếp tục tiến hành xây dựng, thái độ đối với tôi cũng không tồi, động viên nhiều hơn là phê bình. Động viên nhiều hơn phê bình, vậy xem ra vẫn bị phê bình rồi. Còn về khu kinh tế mới Hồng Liên, tôi đoán là Đoàn Hải Thiên có cái khó mà không thể nói ra, ban đầu chức bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Hồng Liên định đề cử tôi lên, sau đó tỉnh ủy không thông qua, bây giờ các vị lãnh đạo tỉnh lại quay lại chỉ trích, người mình đưa lên không làm được việc lại đi chỉ trích Đoàn Hải Thiên, mẹ kiếp, là hạng người thế nào không biết. Lẽ nào làm cấp dưới thì đều phải chịu cục tức này sao? Diệp Phàm bực mình chửi. Ừ, việc này cô tôi làm không đúng, còn về việc vụ án, tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra, chỉ cần đại ca chưa cho phép tôi sẽ không kết thúc vụ án. Cùng lắm thì, Lô Vĩ kiên quyết, cố gắng, trong vòng 3 tháng sẽ có kết quả thôi. Diệp Phàm hừ nói, rồi lại nói tiếp. Có phát hiện ra Mã Văn Tài, Tống Liên Hương có liên quan gì đến tỉnh Việt Đông bên này không? Mã Văn Tài tạm thời chưa phát hiện được gì. Tống Liên Hương đã từng đến phỏng vấn ở Việt Đông, dù sao cũng là phóng viên báo tỉnh, đi khắp đất nước thì cũng là bình thường.
từng đến Ngư Đồng chưa? Diệp Phàm vội hỏi. Đến rồi, hình như là mấy năm trước ở cục công an thành phố Ngư Đồng có lễ cắt băng khánh thành tượng đồng, nghe nói chị ta nhân tiện cũng tới. Cụ thể thế nào thì không điều tra được. Lô Vĩ nói. Sao lại không điều tra được? Lô Vĩ, cậu nghĩ xem, đến Ngư Đồng phỏng vấn, ngủ nghỉ xe cậu chẳng phải cần đem về thanh toán hay sao? Chỉ cần đến báo Thủy Châu điều tra hóa đơn là ra ngay. Trừ phi chị ta tự bỏ tiền ra, nhưng thường thì khả năng đó rất ít, có mấy người bỏ tiền túi ra vì việc công, có mà lấy tiền công vì việc riêng thì có. Diệp Phàm hừ nói. Đúng vậy, việc này tôi lại quên mất, được, tôi lập tức cho người đi điều tra. Lô Vĩ suýt nữa kêu to lên. Ừ, ngoài ra, bố cậu chẳng phải làm bên kinh tế hay sao, tôi muốn nhờ ông ấy làm một việc không biết có được không? Diệp Phàm hỏi. Được, anh cứ nói xem. Cả nhà Lô Vĩ đang lo lắng không biết làm cách nào để đền ơn Diệp Phàm, bây giờ Diệp Phàm lại tự nói ra thì càng tốt. Cậu biết đấy, tôi có một khoản tiền, hơn 200 triệu, kiếm được bằng con đường chính đáng, hợp pháp. Tôi nghĩ số tiền đó để không cũng chẳng để làm gì, thì sao không tìm cách cho nó sinh sôi nảy nở. Anh trai tôi xưa nay cũng chẳng làm gì nên hồn, hôm nay ở Hồng Kông, ngày mai lại sang Thâm Quyến. Cuối cùng toàn đi nộp học phí ngu, chẳng kiếm được đồng nào cả. Cho nên tôi muốn mở một công ty để anh ấy quản lý, anh ấy cũng đã chạy nhảy mấy năm rồi, chắc cũng đã có được ít kinh nghiệm. Diệp Phàm nói, anh muốn nhờ bố tôi đăng ký cho anh ấy một công ty phải không? Lô Vĩ nghe là hiểu luôn. Ừ, lấy danh nghĩa của anh tôi để đăng ký, không được lấy tên tôi. Phạm vi kinh doanh rộng một chút, nhất định phải có hạng mục bất động sản. Phải nhanh. Trong vòng 10 ngày liệu có xong được không? Tên công ty gọi là Tập đoàn Bàn Đế. Cậu ở Thủy Châu cũng giúp tạo chút thanh thế cho công ty của anh tôi với nhé. Diệp Phàm cười nói. Bàn Đế, cái tên thật là hoành tráng, ha ha ha. Lô Vĩ không kìm được cười lớn, rồi nói. Không vấn đề gì, đảm bảo 10 ngày là xong. Nhưng đại ca, công ty của anh rốt cuộc là để làm gì vậy? Lô Vĩ cũng có chút tò mò. Thầm nghĩ đại ca tại sao đột nhiên lại muốn mở công ty. Ở bên Ngư Đồng có một công ty gọi là Tập đoàn Đế Đô Hoàng Triều, có mấy lô chung cư không bán được, tôi định mua lại, đầu tư vào Tập đoàn Đế Đô Hoàng Triều. Hồi trước do ảnh hưởng của thảm án 88 nên ai ai cũng sợ hãi, do vậy chung cư cũng không bán được, nhưng tôi tin là sau khi thảm án này được phá, chung cư này sẽ tăng giá, tới lúc đó nhất định có thể kiếm lời lớn. Diệp Phàm cười nói. Đại ca rất tự tin, nhưng đừng bảo tôi chỉ biết dội nước lạnh nhé, trên bộ bây giờ vẫn còn hàng trăm vụ án chưa phá được, nên chưa phá được án cũng là điều bình thường, tới lúc đó mà không phá được án, 200 triệu của anh e rằng cũng nguy to. Tuy anh kiếm tiền dễ hơn chúng tôi, nhưng một lúc mà mất mấy trăm triệu thì cũng sót lắm, nên anh phải cẩn thận. Anh với tôi, nói thật nhé, làm quan thì còn tạm, chứ kinh doanh thì chúng ta đều chẳng biết gì cả. Có thứ nhìn thì có vẻ kiếm được. Nhưng chỉ cần không cẩn thận thôi là thua sạch sành xanh. Nếu không thì để tôi bảo ông già nhà tôi đem theo mấy chuyên gia đến Ngư Đồng điều tra trước đã. Nếu bọn họ cảm thấy có thể làm được thì chúng ta đăng ký, thế nào? Lô Vĩ cũng rất quan tâm đến Diệp Phàm. Cảm ơn, nhưng không cần. Tôi có mục đích riêng của mình. Diệp Phàm nói. Có mục đích khác. Lô Vĩ ngạc nhiên nói. Đại ca chơi trội thật, đem 200 triệu vì mục đích khác. Có liên quan đến thảm án 88, Tập đoàn Đế Đô Hoàng Triều cũng là một trong những cổ đông lớn của Tập đoàn Dương Điền ở Ngư Đồng, một trong những thành viên hội đồng quản trị. Diệp Phàm nói. Chương 1197, Hà Chấn Nam nói nhăng nói cuội. Đại ca, anh định nhân cơ hội này thăm dò tình hình của Tập đoàn Dương Điền hay sao? Lô Vĩ cẩn thận hỏi. Ừ, thời gian không còn nhiều, chỉ còn có 3 tháng nữa thôi, nếu không phá được vụ án này. Tôi phải cởi bỏ cảnh phục, lúc đó chẳng có lỗ nẻ nào để chui vào cả. Tôi cũng bị ép đến đường cùng rồi. Diệp Phàm nói. Vậy được, đã vậy thì tập đoàn Lô Gia của chúng tôi cũng bỏ ra 100 triệu đầu tư vào tập đoàn Bàn Đế, đã làm thì phải làm thành một tập đoàn lớn. Tôi nghĩ, tập đoàn Dương Điền đó có lẽ cũng không bé, đã làm thì hai anh em chúng ta cùng làm, đến lúc đó chia nhau cổ phần của tập đoàn Dương Điền. Nếu khống chế được tập đoàn Dương Điền thì sẽ rất có lợi cho việc phá án. Nếu thua thì coi như là tiền học phí ngu, kiếm được thì chúng ta đi uống rượu, ha ha. Lô Vĩ cười vang, không có vẻ như đang giả bộ. Cảm ơn,
nhưng như vậy không được, đấy là 100 triệu, số tiền quá lớn, nếu cậu có ý thì đầu tư 30 triệu là được rồi. Diệp Phàm cũng không muốn lôi Lô Gia vào việc phiền phức này, bởi trong lĩnh vực thương nghiệp Diệp Phàm không thể biết chắc được, anh ta đã chuẩn bị tâm lý lấy 200 triệu này làm học phí rồi, nhưng sao có thể hại thêm huynh đệ của mình được. Không cần nói như vậy, đại ca, quyết định như vậy đi, Lô Gia bỏ ra 100 triệu, lấy danh nghĩa của anh Diệp Cường thành lập tập đoàn Bàn Đế. Thái độ của Lô Vĩ rất cương quyết. Vậy cũng được. Diệp Phàm đành bất đắc dĩ phải gật đầu, nhưng trong lòng lại thấy rất ấm áp. Chủ tịch, lại có kịch hay để xem rồi, ha ha ha. Phó chủ tịch thường trực Thôi Minh Khải cười nói. Đới Chí Quân cũng thật không ra gì, một thương nhân mà thích khoe khoang, ngay cả một chủ tịch thành phố như tôi mà anh ta cũng không coi ra gì, tưởng rằng có phó chủ tịch tỉnh Đới Duy Cường chống lưng cho là có thể vô địch thiên hạ hay sao. Cục công an thành phố là cơ quan thế nào, đó là cơ quan chấp pháp của quốc gia, vậy mà còn dám lừa tiền của họ. Trước kia Trịnh Hà Minh là đệ tử ruột của Hà Chấn Nam, Hà Chấn Nam nói gì là làm theo răm rắp, mấy triệu tệ bị một công ty xây dựng lừa mất mà cũng không dám nói một câu, đúng là làm mất mặt chính quyền, còn gọi gì là cơ quan thực thi pháp luật nữa. Bây giờ Diệp Phàm chuyển đến, Đới Chí Quân còn tưởng là có thể làm gì thì làm hay sao? Trước kia có Hà Chấn Nam che chở cho thì còn có thể tinh tướng được, nhưng bây giờ Diệp Phàm thì khác, anh ta đâu thèm nghe lời Hà Chấn Nam. Nhưng Đới Duy Cường cũng là phó chủ tịch tỉnh lâu năm rồi, nhất định sẽ không chịu ngồi im nhìn cháu mình bị bắt đâu. Ông ta lại quản lý mảng kinh tế, chắc là sẽ dựa vào đó để gây khó dễ cho chúng ta. Chủ tịch Lý Quốc Hùng lại không lạc quan như vậy, lắc đầu thở dài. Đới Duy Cường là phó chủ tịch lâu năm, là đệ tử ruột của chủ tịch Uông Chính Tiền. Nghe nói gần đây đang cố gắng chạy vào thường vụ tỉnh ủy, nguyên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Giang Liên về hưu, vị trí đó đã trống gần nửa năm rồi. Mấy ông phó chủ tịch tỉnh đều nhằm vào cái ghế đó, có lẽ đều đang chạy trọt trên Bắc Kinh. Còn chủ tịch tỉnh Uông và bí thư Triệu mới tới, cũng như phó bí thư tỉnh ủy quản phụ trách đảng quần chúng cũng đều nhằm vào cái ghế đấy, nếu có thể giành được cái ghế đấy thì sẽ thêm được một phiếu trong hội nghị thường vụ, sẽ có thêm không ít lợi thế. Thôi Minh Khải cũng chậm rãi nói. Ừ, nếu Đới Duy Cường mà vào được thường vụ, Hà Chấn Nam nhất định sẽ phải bám chặt lấy. Hà Chấn Nam cũng muốn cái ghế trống của Đới Duy Cường, ai mà chẳng muốn leo lên cao cơ chứ, mà như vậy thì Hà Chấn Nam sẽ phải dốc hết sức làm việc cho Đới Duy Cường. Diệp Phàm bắt cháu của Đới Duy Cường, người đầu tiên ngồi không yên chính là Hà Chấn Nam. Nhưng hiện tại Hà Chấn Nam tiến thoái lưỡng nan, Diệp Phàm cũng không thèm nghe lời ông ta. Mà lúc Diệp Phàm mới tới ông ta cũng đã gây thù chuốc oán với Diệp Phàm rồi. Người ta mà làm đúng pháp luật thì Hà Chấn Nam cũng chẳng thể khoa chân múa tay được. Hơn nữa, ngay cả tôi cũng không nhìn thấu Diệp Phàm, hình như trong hội nghị thường vụ Vu Chí Hải, Chu Ngọc Minh và Lô An Cương đều ủng hộ anh ta. Việc này rất không tầm thường, ba người này trước kia chúng ta, Hà Chấn Nam và Tay Thái đều có ý lôi kéo nhưng đều không được. Bây giờ Diệp Phàm vừa mới tới. Ba người đó đã tập trung lại ủng hộ anh ta. Hà Chấn Nam chắc canh ta là đang bực mình, nghĩ là tôi và Thái Chí Dương đang dở trò, nhưng thực ra không phải như vậy, cho dù là tôi cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc là thế nào. Lý Quốc Hùng nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu. Đúng thế, việc này đúng là kỳ quái. Bối cảnh gia đình của Diệp Phàm tôi cũng từng nghe nói, cũng không có gì đặc biệt, gia đình ăn lương bình thường, bố là một trưởng phòng bé tẹo, rốt cuộc là ai đang chống lưng cho anh ta. Theo lý mà nói người này ở tỉnh Nam Phúc có chỗ dựa thì đã đành, vì anh ta đã ở đó mấy năm rồi, nhưng anh ta vừa mới tới Ngư Đồng chưa được nửa năm, sao lại có nhiều người ủng hộ đến như vậy? Thật là kỳ lạ, lần trước anh ủng hộ An Lôi lên làm phó trưởng ban tổ chức thành ủy, có lẽ cũng là để cho Diệp Phàm xem, nhưng như vậy có lẽ anh ta cũng đã có chút bất mãn với chúng ta. Nhưng mục tiêu lớn nhất của anh ta có lẽ vẫn là Hà Chấn Nam. Kế này của chủ tịch thật là tuyệt, một mũi tên trúng hai đích. Vừa khiến Hà Chấn Nam hài lòng, lại khiến Diệp Phàm hận lão, ha ha ha. Thôi Minh Khải cười đắc ý. Anh có thấy không, lần trước tổ điều tra xuống cũng là đầu voi đuôi chuột. Chúng ta cũng phải chuẩn bị hứng chịu cơn tức giận của Phó Chủ tịch tỉnh đấy thôi. Lý Quốc Hùng vẻ mặt nghiêm trọng. Không chỉ có ông ta, bây giờ đã có người bắt đầu làm khó chúng ta rồi, ôi. Thôi Minh Khải thở dài, lôi từ trong cặp ra một tập tài liệu đưa cho Lý Quốc Hùng. Lý Quốc Hùng cầm lấy xem qua một lượt, hỏi. Sở giao thông tỉnh có ý gì thế, hạng mục đã đồng ý rồi còn thay đổi. Ý gì,
rõ như ban ngày đó thôi. Từ Bạch Kim là ai? Là nhân vật số 1 của Sở Giao thông tỉnh, hạng mục sửa chữa xây dựng đường giao thông Ngư Triều của chúng ta nằm trong tay ông ta. Từ Lâm của Cục Công an thành phố là cháu ông ta, Diệp Phàm nói một câu là khai trừ anh ta, người ta không phục. Trước kia hai cái ghế phó cục trưởng của Từ Lâm và Trung Nhất Minh đều còn trống, nhưng bây giờ thì khác rồi, hai cái ghế đó đều có người ngồi rồi, bây giờ hai tên đó chẳng có chỗ nào để đi cả. Việc này Hà Chấn Nam biết rõ mà cũng không làm gì, rõ ràng là muốn để Từ Bạch Kim làm khó chúng ta, cuối cùng khiến Diệp Phàm trở thành kẻ thù của cả hai bên. Sau này mà xử lý Diệp Phàm thì chúng ta phải đi theo lão, công thì lão hưởng. Đến lúc đó người ta còn phải cảm ơn lão nữa. Đúng là thủ đoạn thâm độc, mẹ kiếp. Thôi Minh Khải vẻ mặt khó coi hừ nói. Hạng mục tu sửa xây dựng đường từ Ngư Đồng đến thành phố Triều Hồ ở bên cạnh năm ngoái đã báo cáo lên Sở Giao thông tỉnh, lúc đó Từ Bạch Kim đã đồng ý, đương nhiên là cũng kín đáo nêu một số điều kiện, đó chính là thành phố Ngư Đồng phải quan tâm đến cháu ông ta là Từ Lâm, chẳng qua là muốn nâng lên một cấp nữa. Lúc đó Lý Quốc Hùng và Hà Chấn Nam đều tỏ ý đồng ý. Nhưng người tính không bằng trời tính. Cả hai ông quan lớn đều không ngờ được rằng đột nhiên Diệp Phàm lại đến Ngư Đồng. Tồi tệ hơn là Từ Lâm không biết thiệt hơn, cậy thế của ông bác là giám đốc Sở Giao thông tỉnh, cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất, cho nên ngày đầu tiên họp đã đấu đá với Diệp Phàm, kết quả là bị Diệp Phàm khéo léo lợi dụng uy thế của toàn bộ cán bộ cảnh sát và đảng ủy cục công an khai trừ anh ta và Trung Nhất Minh ra khỏi cục, khiến bây giờ tuy Từ Lâm và Trung Nhất Minh vẫn có tên ở cục công an thành phố, nhưng chức vụ thì đã bị mất hết. Từ Lâm không những không được thăng chức, lại còn bị khai trừ, Từ Bạch Kim sao có thể cam tâm, đương nhiên phải làm khó hạng mục đường Ngư Triều rồi. Hơn nữa hạng mục đường Ngư Triều còn do Thôi Minh Khải phụ trách, vòng đi vòng lại cuối cùng lại lôi cả Thôi Minh Khải vào cuộc. Lý Quốc Hùng là chủ tịch thành phố, việc phát triển kinh tế là nhiệm vụ đầu tiên, hạng mục đường Ngư Triều mà không thực hiện được thì không thể hình thành vùng kinh tế chung để phát huy ưu thế. Cùng nhau phát triển, yết hầu bị bóp chặt, chức chủ tịch của ông ta cũng không yên ổn được. Hà Chấn Nam đương nhiên đã suy tính kỹ, đợi Lý Quốc Hùng ra tín hiệu liền liên kết đối phó với Diệp Phàm. Như vậy, Lý Quốc Hùng cố vùng vẫy cuối cùng cũng là toi công, xoay đi xoay lại cuối cùng lại xoay về chỗ cũ. Hơn nữa, dường như còn kém hơn cả chỗ cũ nữa, bị Hà Chấn Nam bắt thóp là việc Lý Quốc Hùng hoàn toàn không muốn xảy ra. Còn việc Lý Quốc Hùng muốn hợp tác với Diệp Phàm thì cũng đã trở thành bong bóng. Lý Quốc Hùng cũng chẳng biết làm thế nào, thấy hạng mục đường Ngư Triều bị Sở Giao thông tỉnh gác lại là vô cùng bực bội. Lẽ nào thực sự không thoát khỏi bàn tay Hà Chấn Nam được hay sao? Thôi Minh Khải ở bên cạnh lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng khó coi. Không chỉ có Từ Bạch Kim, bây giờ lại còn thêm Đới Duy Cường, việc tỉnh hỗ trợ thành phố Ngư Đồng của chúng ta xây dựng nhà thi đấu xem ra cũng khó rồi. Việc này lúc trước do Đới Duy Cường nêu ra, thành phố chúng ta đương nhiên hoàn toàn ủng hộ, trong giai đoạn đầu đã đầu tư vào 50 triệu rồi, đại công trình 300 triệu, tỉnh cấp 100 triệu, bây giờ mà Đới Duy Cường cho dừng lại thì công trình này e rằng khó mà hoàn thành nổi, mà tôi với anh là người khởi xướng công trình này, Hà Chấn Nam lại có thể ngồi xem trò hay được rồi. Lúc trước đề xuất xây nhà thi đấu Hà Chấn Nam cũng không hào hứng gì, bây giờ thành ra thế này, hai chúng ta không chết cũng vỡ mặt. Mẹ kiếp, việc gì cũng đổ lên đầu chúng ta, Hà Chấn Nam lại thành ra tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng lại thành ngư ông đắc lợi. Lý Quốc Hùng không kìm được lên tiếng chửi. Ý anh là phó chủ tịch Đới sẽ lấy công trình nhà thi đấu để gây khó dễ, vậy thì phiền phức to, 50 triệu không phải là chuyện nhỏ, chúng ta biết chui mặt vào đâu, sau này mà tỉnh có hỏi đến, Hà Chấn Nam chỉ cần nói tôi lúc đó không ủng hộ công trình này là xong, cuối cùng chỉ chúng ta hứng chịu. Thôi Minh Khải vẻ mặt như đưa đám. Nếu thực sự không được thì tạm thời liên minh với Hà Chấn Nam áp chế Diệp Phàm, tôi thấy người này quá nhiều chuyện, vừa mới tới đã gây ra bao nhiêu rắc rối, chi bằng mời đi chỗ khác. Nhưng nếu vậy thì chúng ta lại quay về lối cũ, vừa có chút hy vọng thì đã lại bị dập tắt rồi, thật là xui xẻo. Lý Quốc Hùng nói, nhìn Thôi Minh Khải một cái, lại nói, việc này cứ quan sát xem sao. Chúng ta cũng không thể để Hà Chấn Nam bóp chẹt mà không phản kháng gì được. Chủ tịch, còn có cách nào khác nữa không? Thôi Minh Khải không cam lòng. Từ Bạch Kim là giám đốc Sở Giao thông, muốn ông ta đồng ý thì khó hơn lên trời. Trừ khi Diệp Phàm chịu cúi đầu, còn phải để bà Từ Lâm lên nữa. Anh nói xem Diệp Phàm chịu cúi đầu hay sao? Nếu là anh và tôi thì có chịu cúi đầu hay không?
Nếu mà cúi đầu thì sau này còn ở lại cục công an thế nào được nữa, ai cũng có thể nhổ vào mặt anh ta. Hơn nữa công trình đường Ngư Triều liên quan quái gì tới anh ta, cho nên, anh ta nhất định sẽ không chịu cúi đầu. Hai là Đới Chí Quân bị bắt, trong tay Diệp Phàm nhất định có chứng cứ xác đáng, nếu không biết rõ sau lưng Đới Chí Quân có Phó Chủ tịch tỉnh Đới Duy Cường chống đỡ cho mà vẫn dám ra tay, chứng tỏ điều gì, chứng tỏ người ta đã hạ quyết tâm rồi. Thực ra anh ta cũng bị ép phải làm như vậy, 3 tháng rồi mà vẫn chưa có manh mối gì, vì cái ghế của mình, anh ta cũng phải liều thôi. Nói thẳng ra thì anh ta bây giờ như một con chó điên, ai ngăn anh ta thì sẽ bị cắn. Tôi rất lo, nếu chúng ta đi theo Hà Trấn Nam chèn ép anh ta sẽ có khả năng cắn cả chúng ta. Tự nhiên lại kết oán với một kẻ thù ghê gớm như vậy thì thật là không khôn ngoan. Tôi luôn cảm thấy người này năng lượng rất lớn, anh có thấy không, làm gì có ai mới 23 tuổi đã là bí thư ủy ban chính trị pháp luật thành phố. Lý Quốc Hùng nhìn xa trông rộng, dáng vẻ lo âu. Chắc anh ta có chỗ dựa, người này lại trẻ, không thể đắc tội được. Bây giờ chúng ta có thể chèn ép anh ta, hoặc liên kết với Hà Trấn Nam đẩy anh ta đi, nhưng biết đâu 10 năm sau anh ta lại trở thành lãnh đạo tỉnh quay lại thì nguy to. Thôi Minh Khải dáng vẻ cũng vô cùng lo âu. Ừ, 10 năm nữa tôi và anh vẫn chưa về hưu, người ta bị chèn ép, ghi hận trong lòng thì phiền phức to. Mẹ kiếp, đau đầu thật, thôi không nói nữa, quan sát tình hình rồi tính. Tốt nhất là không đắc tội ai cả mà vẫn làm được việc, nhưng có lẽ là không thể nào. Lý Quốc Hùng nói xong thở dài, ánh mắt vô thần nhìn ra xa xăm, không biết đang nghĩ ngợi gì. Bí thư Hà, đã thấy chưa, chọc vào tổ ong rồi. Khang Văn Sinh dáng vẻ vui mừng trước tai họa của người khác, đập nhẹ lên tập tài liệu trong tay. Chọc thì đã sao, dù sao vẫn phải giải quyết vấn đề có phải không nào. Hà Trấn Nam vẻ mặt không chút biểu cảm. Chậm rãi nói. Việc này có lẽ chỉ là bước khởi đầu, bên Phó Chủ tịch Đới vẫn chưa có động tĩnh gì. Trưởng ban thư ký Giang Ly Ly vẻ mặt lo lắng, nói. Sẽ có thôi. Hà Trấn Nam chậm rãi nói. Bí thư Hà, việc này chúng ta phải làm thế nào? Giang Ly Ly hỏi. Xem Chủ tịch Lý nói thế nào, dù sao, các hạng mục đó đều là việc của bên chính quyền, chúng ta không tiện nói. Nếu không lại bảo chúng ta vượt quá ranh giới, giơ tay múa chân. Tôi chỉ cần quản lý mấy cái ghế quan là được. Hà Trấn Nam làm như vẻ rất tôn trọng quy tắc, vẻ mặt nghiêm túc khiến người khác bất ngờ. Khang Văn Sinh trong lòng thầm buồn cười, biết là Hà Trấn Nam đang nói vớ vẩn. Chương 1198, không lọt dấu vết. Tuy nhiên, hình như chuyện hai vị phó cục trưởng cục công an bị khai trừ là do bí thư Hà quản, dù sao. Hai người bọn họ đều là cán bộ cấp cục phó, việc này, lại liên quan đến ban tổ chức cán bộ chúng ta, chỉ sợ đến lúc đó Từ Kim Bạch sẽ lấy việc này nói ra. Khang Văn Sinh nhíu mày nói. Phiền phức tự nhiên rơi xuống đầu mình này anh chẳng muốn dính vào chút nào. Dù sao, đi theo Hà Trấn Nam đấu cùng Diệp Phàm, anh ta cũng chỉ là vai phụ, bảo chính mình lấy tay áo trực tiếp đấu Diệp Phàm, bí thư ủy ban chính trị pháp luật này rất mạnh, Khang Văn Sinh nói thật. Vẫn là có phần tránh né. Dù sao, nhìn vào những chuyện xảy ra gần đây, họ Diệp cũng không phải chỉ là quả hồng nhũn dễ bóp, thậm chí, tên kia căn bản không hề ra bài như bình thường. Ngay cả pho tượng Lâm Tắc Từ người ta cũng dám bán, hắn chuyện gì không dám làm. Huống chí, bán pho tượng kia rồi vẫn không bị một chút chuyện dám gì, người ở tỉnh xuống điều tra cũng là đầu voi đuôi chuột, Khang Văn Sinh có ngu ngu, cũng có thể ngửi được chút mùi khác thường từ chuyện đó. Cho nên, Khang Văn Sinh đương nhiên không muốn vì tức giận mà tự đốt mình. Cứ tránh gió nhờ vào cây đại thụ Hà Trấn Nam này. Sợ cái gì, Diệp Phàm là nhân vật số một ủy ban chính trị pháp luật, lại kiêm cục trưởng cục công an, làm ủy viên thường vụ thành ủy, ý kiến hắn dù sao chúng ta cũng phải nghe đúng không nào. Chúng ta không thể làm việc độc đoán, đảng tuy nói quản ngũ quan, nhưng cũng phải để ý đến pháp luật chứ. Huống chi Từ Lâm và Trung Nhất Minh là do hắn khai trừ cũng không phải trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy anh làm. Hà Trấn Nam đương nhiên cũng cân nhắc một chút tính toán nhỏ nhặt trong lòng Khang Văn Sinh, trong giọng nói có chút không khách khí. Nếu không thì cứ cho Từ Lâm hạ một bậc đi làm nhân vật số một cục khác, nói vậy Từ Kim Bạch cũng sẽ dễ chịu một chút. Hơn nữa, Diệp Phàm khai trừ hai người bọn họ, chúng ta lại đề bạt sử dụng họ, người ta trong lòng đương nhiên sẽ cảm kích chúng ta. Khang Văn Sinh đưa ra chủ ý ôi thiêu, anh ta không đoán được tâm tư Hà Trấn Nam.
làm cho đồng chí lão Hà nổi giận, đem chén trà nặng nề đặt trên bàn hừ nói. Chán cậu bị lừa đá vào rồi à? Người từ Kim Bạch tìm chính là Diệp Phàm, cũng không phải cậu, cậu vội vã cho người ta thăng quan làm gì? Chúng ta phải tôn trọng quyết định của đồng chí Diệp Phàm. Không thể người ta vừa lấy mũ cậu lại tới chụp mũ, việc này, giống như đang đùa với nguyên tắc của tổ chức đảng. Huống chi Diệp Phàm cũng là ủy viên thường vụ thành ủy, chúng ta phải tôn trọng lựa chọn của hắn phải không? Cho nên, cách này, không được, không được. Vậy việc này tôi tạm thời mặc kệ. Khang Văn Sinh giọng điệu như đang xin ý kiến. Đó là chuyện của cậu, không nên hỏi tôi. Cậu mới là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, không phải Hà Chấn Nam tôi. Hà Chấn Nam thản nhiên nói. Trưởng ban tổ chức cán bộ ông đây còn không phải là cây súng trong tay anh sao, có khi nào anh coi Khang Văn Sinh ta là một trưởng ban tổ chức cán bộ chứ? Đồng chí lão Khang trong lòng tương đối giận, Hà Chấn Nam muốn áp chế Diệp Phàm, cậu còn cá Lý Quốc Hùng này, sao lại không để ý đến sống chết của Khang Văn Sinh tôi? Đến lúc đó từ Kim Bạch chắc chắn sẽ đổ tội lên đầu Khang Văn Sinh tôi. Nếu bầu phó chủ tịch tỉnh, từ Kim Bạch lên phó chủ tịch tỉnh, lão Khang tôi còn có đường sống sao? Trong lòng Khang Văn Sinh đương nhiên không phục, tuy nhiên, không biểu hiện ra ngoài, gật đầu đi ra. Vừa ra khỏi cửa, sắc mặt bình tĩnh kia lập tức như trời quang chuyển mây mưa. Hừ, nhát gan sợ phiền phức khó thành người tài. Hà Chấn Nam nhìn theo bóng dáng Khang Văn Sinh đi ra, hừ nhỏ một tiếng. Bí thư Hà, thư ký phó chủ tịch tỉnh đới vừa điện thoại tới, nói là phó chủ tịch tỉnh đới gần đây có thời gian rảnh, hiếm khi được nhàn nhã, chuẩn bị đến thác Áp Tử câu cá, chiều nay sẽ đến, hiện tại chắc đã xuất phát. Trưởng ban thư ký thành ủy Giang Ly Ly vừa nói xong. Kỳ thật, vừa rồi cô cũng nghe được Hà Chấn Nam hừ nhỏ, trong lòng chấn động, nghĩ lời này chẳng nhẽ Hà Chấn Nam cố ý nói cho mình nghe, ý là mình gần đây cũng quá nhát gan, cần phải mạnh dạn một chút. Ha ha, tốt tốt, cô đi chuẩn bị cho tôi một chút, chúng ta cùng đi câu cá với phó chủ tịch tỉnh đới. Nghe nói cá của thác Áp Tử hiện tại rất thơm ngon, nướng lên cũng không tệ, phó chủ tịch tỉnh đới thích nhất cá nướng. Cô tìm xem, ở thành phố chúng ta đầu bếp khách sạn nào nướng ngon, kêu ra chỗ nướng cá ở thác Áp Tử ngay. Tâm tình Hà Chấn Nam rất vui vẻ. Thằng nhãi này nghĩ rốt cuộc ông cũng phải ra tay. Không thể tưởng tượng được lần này tự mình xuống dưới, xem ra. Vấn đề của đới chí quân không nhỏ. Được được, càng lớn càng tốt, khó khăn càng lớn ông ta ra tay sẽ càng tàn nhẫn, đến lúc đó, Diệp Phàm càng tối mắt tối mũi, mình nhảy vào thu lợi. Tôi đi chuẩn bị. Giang Ly Ly đi ra cửa, ở lối đi nhỏ lắc lắc đầu. Nghĩ câu cá cái gì, còn đốt nướng chính là đồng chí Diệp Phàm, cá kia không phải là Diệp Phàm sao? Bí thư Triệu, nghe nói đồng chí đới Duy Cường câu cá ở Ngư Đồng. Ha ha, thật đúng là thanh tao quá. Phó chủ tịch tỉnh Lỗ Đông uống một ngụm trà khen. Trà ngon, trà thiết quan âm thanh mà không nồng, nhạt như nước mà dư vị lại kéo dài, trà ngon, trà ngon. Đương nhiên được rồi, là loại hảo hạng nhất đấy. Triệu Sương Sơn thản nhiên nói xong, quét mắt liếc nhìn bạn học cũ Lỗ Đông một cái, cười nói. Ông Lỗ, chúng ta là bạn học cũ, về sau lúc riêng tư cứ gọi tôi Lão Triệu tôi là được. Không cần gọi bí thư đâu, nghe xa lạ quá. Được, tôi gọi Lão Triệu, nhớ lại năm đó học đại học, ông ngủ giường trên tôi ngủ giường dưới. Ông đánh giấm tương đối to, tôi đây phải chịu tội, ha ha ha. Lỗ Đông cười mỉm, ha ha, giấm vang không thối, giấm thối không vang. Nếu đồng chí Duy Cường muốn đi câu cá để cho anh ta đi thôi, công tác cách mạng thì phải làm, nhưng cũng chú ý kết hợp hài hòa lao động và nghỉ ngơi có phải không nào. Nếu chúng ta để phó chủ tịch tỉnh đới mệt mỏi quá thì cũng không tốt. Triệu Sương Sơn cười sang sảng, đặt cốc trà thiết quan âm xuống. Ông Triệu, ông làm hỏng bét đám rau cải tốt rồi, đáng tiếc. Lỗ Nông cười nói lắc đầu, bộ dáng có vẻ đau lòng không dứt. Lại trách tôi có uống trà của ông đâu mà đau lòng cái gì. Triệu Sương Sơn thản nhiên cười nói, liếc mắt nhìn Lỗ Đông một cái. Ông Triệu, ông quên sao? Vừa rồi ông đã nói, cho tôi toàn bộ hộp thiết quan âm còn lại, cho nên, ông pha lại ấm trà khác, cuối cùng, còn lại được bao nhiêu chứ? Giờ, lá trà còn lại là của tôi, của nhà tôi đương nhiên là phải đau lòng. Mượn lão đới mà nói đi, con trẻ hăng hái tranh giành gây ra chuyện lớn bị người ta bắt. Anh ta không quay về câu cá có thể được không? Dù gì cũng là con cháu nhà mình có phải hay không nào?
Lỗ Nông đúng là cao thủ, uống trà cũng đem chuyện cháu của Đới Duy Cường thuận miệng nói ra, đưa ra tương đối tự nhiên, không dấu vết. Việc này đương nhiên là có nguyên nhân lớn. Bởi vì, không một ủy viên thường vụ nào muốn mất đi vị trí, Lỗ Nông và Đới Duy Cường đều là phó chủ tịch tỉnh lâu năm, hai người gần đây tranh đấu rất gay gắt. Mà Triệu Sương Sơn là bạn học cũ với Lỗ Đông, lại còn là quan hệ cao thấp, đương nhiên hy vọng Lỗ Đông có thể thượng vị, giúp đỡ chính mình, bởi vậy nhà họ Triệu gần đây cũng ra tay. Mà Đới Duy Cường luôn đi theo chủ tịch tỉnh Uông Chính Tiền lại theo sát sau nhà họ Phí ở Bắc Kinh, cho nên, nhà họ Triệu vừa ra tay, nhà họ Phí cũng không chậm, lập tức hành động. Trong kinh thành hai gia tộc lớn đang âm thầm đua nhau. Mà bên này hai người ở Việt Đông cũng đang âm thầm chuẩn bị, theo dõi lẫn nhau, nhà ai nếu hơi có biến động nhỏ đối phương sẽ biết ngay. Mà cháu của Đới Duy Cường là Đới Chí Quân bị Diệp Phàm bắt, Lỗ Đông đương nhiên thoải mái. Đới Duy Cường đi xuống câu cá, Lỗ Đông đều ngầm nhìn chằm chằm. Làm sao để Triệu Sương Sơn nhìn rõ ngọn tình việc này, đây chính là mục đích chủ yếu hôm nay Lỗ Đông đến nhà Triệu Sương Sơn uống trà. Cháu ông ta bị bắt, ai có khả năng làm như vậy? Triệu Sương Sơn liền nghĩ tới Diệp Phàm, thầm nhủ người này còn bắt được đúng thời điểm, nếu Đới Duy Cường đứng ra lo cho tên kia, đến lúc đó xảy ra chuyện gì ắt hẳn Diệp Phàm sẽ liều mình làm ầm ĩ. Một khi đã làm ầm ĩ ngay cả chủ tịch tỉnh Uông cũng không cản được, đến lúc đó đem việc này ra nói, chuyện vào thường vụ của đồng chí lão Đới tám phần là thất bại. Cho nên, Triệu Sương Sơn trên mặt có vẻ hơi kinh ngạc, kỳ thực trong lòng đã sớm nở hoa rồi, khen Diệp Phàm là người làm được việc. Trưởng môn của Cục Công an thành phố Ngư Đồng, hình như đồng chí trẻ tuổi tên Diệp Phàm, có vẻ quyết đoán, đồng chí như vậy tôi thích. Lỗ Đông nói thẳng không hối hận, đương nhiên, câu nói này chỉ có thể nói được ở nhà Triệu Sương Sơn. Có lẽ cậu ấy không biết là cháu lão Đới, nếu biết có lẽ đã sớm thả người. Chắc là biết, tuy nhiên cháu Đới Chí Quân cũng quá kiêu ngạo. Nghe nói người này ngang ngược nhất ở Ngư Đồng, làm như thể là người thống trị thiên hạ. Chủ tịch thành phố Lý Quốc Hùng người ta cũng chẳng thèm để vào mắt, chỉ phục một mình Hà Trấn Nam. Năm trước không ngờ, còn cướp trắng của Cục Công an người ta khoản tiền 8 triệu, Diệp Phàm không bắt cậu ta sao có thể lập uy. Lỗ Đông nói tương đối lợi hại, biết Triệu Sương Sơn có chút không hài lòng với biểu hiện của Hà Trấn Nam, bình nào chưa mở thì đưa bình đó ra, lập tức liền nói đến Hà Trấn Nam. Lá gan đủ lớn, tiền của Cục Công an mà cũng dám lấy, thật là có chút choáng đầu, hừ. Triệu Sương Sơn hừ lạnh một tiếng. Không biết đồng chí Diệp Phàm kia có thể dùng được không, ôi khó nói. Lỗ Đông cố ý thở dài một hơi, đương nhiên muốn dẫn Triệu Sương Sơn ra tay. Tên đó, năng lực hơi nhỏ, ha ha, đừng nóng vội, xem thế nào. Triệu Sương Sơn nào không rõ ý tứ bạn học cũ, thản nhiên cười nói. Chẳng lẽ ông cũng biết Diệp Phàm? Lỗ Đông có chút kinh ngạc. Tiểu tứ nhà tôi cũng là bạn hắn. Ha ha, Triệu Sương Sơn cũng không giấu giếm. Khó trách, Lỗ Nông hoàn toàn hết chỗ nói rồi, làm mất nửa ngày ngồi đón trước đón sau, lão Triệu người ta đã sớm lập kế hoạch rồi, có lẽ, Diệp Phàm là người nhà họ Triệu cắm vào Ngư Đồng. Khó trách ngay cả tên Đới Chi Quân ngông cuồng hò hét kia cũng dám bắt, có cái gốc mạnh như vậy chống đỡ thì sợ gì nữa. Có lẽ bắt Đới Chí Quân vẫn là ý tứ sâu xa của Triệu Sương Sơn. Khiến cho mọi việc rối tinh rối mù lên cũng có người nhà họ Triệu chùi đít rồi. Cái này, Lỗ Đông yên tâm, chỉ sợ Đới Duy Cường không gây chuyện, có thể gây chuyện thì tức là có trò hay để xem. Tốt nhất là cho cả Đới Duy Cường vào. Hơn nữa tên Diệp Phàm này cũng để lại ấn tượng thật sâu trong lòng Lỗ Đông, biết người này không thể trêu chọc nhưng có thể kết giao. Kỳ thật, Triệu Sương Sơn càng cao tay hơn, lộ một chút khiến Lỗ Đông hiểu được, lão Triệu tôi bất cứ lúc nào cũng giúp đỡ ông. Đi theo Triệu gia tôi là bước đi đúng. Về phần Diệp Phàm, cảm giác mệt chết đi, ngồi trên ghế xoay ngủ, đang hổn hển mơ giấc mộng xuân thu. Chương 1199, đích thực là hóa thạch. Đột nhiên một tiếng hắt xì đánh thức dậy, rụi rụi mắt nói, quái, là ai nhắc tới mình, không phải là, xong đời, có phải mình với Đồng Oanh Oanh ấy một chút, nên Viên Viên đang mắng mình. Tuy nhiên, cơ thể của Đồng Oanh Oanh quả là làm người ta phát hỏa. Giống như nước có thể làm hóa bùn đàn ông. Chính xác là hóa thạch, vẫn còn thành sắc, tương đối đẹp, hóa thạch loài chim được bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, chắc hẳn đã 200 năm lịch sử. Từ hóa thạch này người ta có thể nghiên cứu tình hình loài chim ở thời điểm đó.
Bởi vì loài chim có tập tính bay, chúng nó rất khó hình thành hóa thạch. Từ năm 1861 khi nước Đức phát hiện chim thủy tổ tới nay, hơn 100 năm sau những nước trên thế giới phát hiện chim hóa thạch có thể đếm trên đầu ngón tay. Giáo sư Trần Khả Phong Đại học Bắc Kinh vẫn truy vấn tôi hòn đá này phát hiện ở đâu. Việc này bảo tôi nói như thế nào, ha ha. Thiết Chiêm Hùng điện thoại nói việc này. Điều này cho thấy nghiên cứu hóa thạch này có giá trị tương đối cao, hẳn là không ít tiền đâu. Diệp Phàm hỏi. Ừ, đặc biệt là loài chim nhỏ, chất lượng trung bình là mấy chục ngàn, tốt hơn thì 100-200 ngàn cũng có, thậm chí giá trị vài triệu cũng có. Nếu trong mỏ Quảng Dương Điền thực sự phát hiện loài chim hóa thạch này, nếu mà nhiều nữa thì quả thật có giá trị dọa người. Tuy nhiên, trước mắt các cậu còn chưa tìm được địa điểm cụ thể đào được hóa thạch, bọn họ làm rất bí mật. Nếu có thể tìm được người hiểu rõ chuyện hóa thạch kia thì có thể tra ra manh mối. Tuy nhiên, việc này Quản Phi làm chủ tịch hội đồng quản trị Dương Điền, hẳn là biết rõ, thứ bọn họ đào ra được khẳng định là đã bán đi rồi. Tuy nhiên vừa rồi cậu cũng nói qua, tập đoàn Dương Điền không kinh doanh xuất khẩu, địa điểm bán loại chim hóa thạch này tốt nhất là nước ngoài. Thần không biết, quỷ không hay, chuyên gia nước ngoài cũng thích phải không nào? Thiết Chiêm Hùng phân tích nói. Nước ngoài, bọn họ lại không kinh doanh xuất khẩu, chất lượng ngọc thạch Dương Điền không tốt, đa số đều cung cấp trong nước. Có thể bọn họ vận chuyển vòng vo giữa các công ty chi nhánh rồi xuất khẩu không? Diệp Phàm nói, có khả năng này, hơn nữa, thông thường mà nói bọn chúng sẽ không công khai làm chuyện này đâu, có phải chuyển đến công ty khác thì cũng làm bí mật, trong tập đoàn Dương Điền không có bất cứ ghi chép gì, cho nên, cậu muốn tìm cũng không tìm được đâu. Thiết Chiêm Hùng nói, việc này thật ra tương đối khó làm, loại việc bí mật này, chỉ sợ có vài lãnh đạo cấp cao Dương Điền đã biết, hơn nữa, Quản Phi và Đới Chí Quân hẳn đều biết. Đới Chí Quân hiện tại đã bị em bắt, tiểu tử này rất thận trọng, nghe nói chú cậu ta chính là phó chủ tịch tỉnh Việt Đông Đới Duy Cường. Vừa rồi con của trưởng ban Kim là Kim Hạo cũng đã điện thoại cho em, nói là Đới Duy Cường đã đến bãi câu cá ấp tử ở Ngư Đồng. Trưởng ban thư ký thành ủy Giang Ly Ly nói là buổi chiều có việc phải đi ra ngoài. Giao cho Kim Hạo một việc, đó là tìm đầu bếp nướng. Chắc hẳn đám bọn họ khi đi câu cá sẽ đốt nướng gì đó. Người tiếp khách chắc chắn là nhân vật số 1 Hà Chấn Nam. Diệp Phàm thản nhiên nói. Lai giả bất thiện kẻ đến thì không có ý đồ tốt. Thiết Chiêm Hùng thở dài có vẻ hơi lo lắng. Vâng, em đã sớm có chuẩn bị tốt, chuẩn bị nhận mưa gió từ phó chủ tịch tỉnh Đới. Tuy nhiên, Đới Chí Quân thật sự phạm tội. Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, em cũng không sợ Đới Duy Cường gây sóng gió gì. Diệp Phàm bình tĩnh nói, trong lời có vẻ rất kiên quyết. Tốt hơn nên tìm gốc đại thụ Triệu Sương Sơn dựa vào đi. Thiết Chiêm Hùng đột nhiên mỉm cười. Tìm ông ta, chưa chắc chịu giúp em. Nghe nói Triệu ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh Đới là phó chủ tịch tỉnh già nhất. Trong cách chức phó xếp hạng khá cao, năng lực không nhỏ. Dù là Triệu Sương Sơn cũng phải cân nhắc được mất. Em so với phó chủ tịch tỉnh Đới, có vẻ kém quá nhiều. Diệp Phàm thản nhiên nói, trong lòng cũng không quá lo lắng. Ha ha, cậu chỉ biết một mà không biết hai. Thiết Chiêm Hùng đột nhiên mỉm cười. Có ý gì vậy? Diệp Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Xem ra cậu em đối với thế cục trong tỉnh Việt Đông phản ứng vẫn tương đối chậm chạp, đối với lãnh đạo cao tầng ở tỉnh không đi hỏi thăm, nghiên cứu và cân nhắc. Điều này thật không tốt, cậu mải mê phá án. Một câu của người ta có thể kéo đổ cậu, thành tích làm ra tất cả đều là nói suông. Thiết Chiêm Hùng nói có vẻ trách cứ. Trước mắt phá án còn chưa xong, chỉ riêng các ủy viên thường vụ ở thành phố Ngư Đồng cũng đủ làm em đau đầu, làm sao có thời gian quản chuyện gì ở tỉnh. Huống chi ở tỉnh em cũng không biết người nào, cho dù có biết một hai người, cũng không thân quen, làm sao người ta có thể đem việc lãnh đạo cấp cao của tỉnh nói cho em nghe. Diệp Phàm có chút buồn rầu. Gần đây quả thực bề bộn nhiều việc, buổi tối có khi tự mình đi tìm manh mối, thời gian rất eo hẹp. Vụ án, như treo trên đầu hắn một thanh thượng phương bảo kiếm, như mũi nhọn trước ngực. Nói vậy cũng đúng, những chuyện bí mật thế này người ta chưa chắc đồng ý nói cho cậu. Hơn nữa, ông em tự mình bước mình đến chân tường, dù sao cũng phải xông về phía trước. Nói cho cậu nghe, gần đây hai phó chủ tịch tỉnh Đới Duy Cường và Lỗ Đông đều hoạt động ở Bắc Kinh, mục đích. Đương nhiên chính là danh ngạch ủy viên thường vụ tỉnh ủy còn trống, danh ngạch phó chủ tịch tỉnh rồi. Tôi cũng chỉ là tình cờ nghe được,
nghe nói chủ tịch tỉnh Uông ủng hộ Đới Duy Cường, Triệu Sương Sơn ủng hộ Lỗ Đông. Ông em, hiện tại đã biết rõ chưa, cho nên, thật sự nên đi tìm lão Triệu đi, chắc chắn ông ta vui vẻ ủng hộ cậu, ha ha. Thiết Chiêm Hùng cười gượng nói. Thì ra là thế, em đây càng thêm tự tin, thật sự không thể đến văn phòng Triệu Sương Sơn, có lẽ, bí thư ủy ban chính trị pháp luật khác muốn đến gặp Triệu Sương Sơn nhân vật số 1 Việt Đông thì khó, nhưng tin rằng ông ta đồng ý gặp em. Diệp Phàm cười nói, cảm thấy thoải mái không ít. Không phải sợ Đới Duy Cường đối với mình như thế nào, chỉ sợ ông ta quấn đít làm dối, trì hoãn thời gian phá án, như vậy sẽ mất nhiều hơn được. Anh Thiết, phó bí thư thứ nhất phần quản ủy ban kỷ luật tỉnh Việt Đông Lôi Ngư là người thế nào? Anh có nghe nói qua về anh ta chưa? Diệp Phàm hỏi. Tôi cũng không phải thần tiên, sao có thể biết được mọi chuyện? Nếu không phải ông em ở Việt Đông, tôi cũng chẳng muốn đi hỏi thăm chuyện Đới Duy Cường. Mấy chuyện mục nát trong bộ đủ để tôi suy tính, quốc gia lớn như vậy, sao có thể đều được lòng mọi người? Ngay cả chủ tịch nước, nhà họ cũng có đoàn mưu sĩ. Thiết Chiêm Hùng tức giận hừ nói. Ha ha, lần trước về Thủy Châu, ở nhà chú Tề có gặp anh trai Thiết Thác của anh. Là anh ấy nói với tôi, Lôi Ngư là bạn học cũ của anh ấy, bảo em nếu gặp khó khăn gì thì đi tìm anh ta. Diệp Phàm cười nói. Ờ, anh tôi bảo cậu đi tìm anh ta cậu phải tìm, sao lại không tìm? Anh tôi nói Lôi Ngư là bạn của anh ấy, thì chắc chắn là bạn tốt. Anh tôi rất để ý chọn người, có thể làm bạn của anh ấy không nhiều. Bình thường đều là quan hệ giao tiếp hời hợt, không phải là bạn, đúng rồi, Lôi Ngư là phó bí thư thường vụ ủy ban kỷ luật tỉnh, hẳn là biết một chút động hướng trong tỉnh, cậu có thể hỏi thăm anh ta. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Ừ, em sẽ tìm cơ hội đi hỏi thăm anh ta. Diệp Phàm nói, lại hỏi. Vụ án liên quan tới Lâm Thiên Dân bên Đức Bình điều tra thế nào rồi? Lâm Thiên Dân rất giàu hoạt. Đến bây giờ Hạ Hải Vĩ cũng chưa tìm được chứng cứ trực tiếp liên quan tới gã ta. Không có chứng cứ trực tiếp mà muốn đụng vào gã ta, điều này thật không thể. Sợ rút dây động rừng, ngay cả Lâm Thiên Cục Công an cũng không dám động vào gã ta, khẽ động thì nhà Lâm Thiên Dân sẽ biết ngay. Làm không xong chuyện tốt chưa được thưởng thức lại rước họa vào thân. Lão già này, ngày hôm qua trong cuộc họp các bộ và ủy ban trung ương lại chống lại tôi, vẻ mặt, cứ như giáo huấn người khác. Ông đây giận quá đã nói lại lão ta hai câu, cậu nói cuối cùng thì sao chứ, bộ trưởng đập tay xuống bàn, bảo tôi chú ý cách nói chuyện. Mẹ nó, Lâm Thiên Dân có thể đánh giám được mà không cho tôi đây nói hai câu. Nếu ở báo sắn, ông đây sớm rút súng ra kết liễu tên kia rồi, cái thứ trò gì chứ? Thiết Chiêm Hùng có chút không cam tâm, thậm chí là phẫn nộ. Ha ha, đừng nóng vội, đừng tức giận, anh hiện là người đứng cuối hàng, vài năm có người lui. Không phải xếp hạng của anh sẽ tăng lên sao? Hơn nữa, anh mới bao nhiêu tuổi, trong bộ công an chắc là người trẻ tuổi nhất, các phó trưởng ban khác hẳn là đều từ 45 hoặc 50 tuổi trở lên, anh còn chưa đến 40. Với lão già kia, thời gian nắm quyền không còn nhiều, đương nhiên hung hăng ôm chặt quyền, bằng không, đến lúc về hưu làm sao còn có cái dám gì nữa đúng không nào? Kể ra thời gian anh Thiết nắm quyền lực nhiều hơn rất nhiều so với bọn họ. Bọn họ đương nhiên có chút đố kỵ. Ngay cả em mà nói, chính là bởi vì trẻ tuổi, chỗ nào cũng bị mọi người xem xét kỹ. Ngày hôm đó, thực gian nan. Hôm trước nằm mơ, đột nhiên mơ thấy mình đã 30 rồi. Cũng hoảng sợ, vẫn còn hô, ông đây còn chưa cưới vợ sinh con, đây là sao chứ, anh nói thử coi. Diệp Phàm cười nói. Ha ha ha, ông em nói có lý, tôi không cần tức giận, nhà có rồi, vợ thì rất hài lòng. Nói theo kiểu người ta thì đó là tiền và tình đều có, tôi còn cần cái gì chứ? Thiết Chiêm Hùng cười rồi gác điện thoại. Cái này phải chúc mừng anh Thiết một chút, nhân sinh đắc ý nên càng, khôn nỡ để chén vàng chơi với Nguyệt. Thôi, ở bộ vẫn tốt, thảnh thơi hơn nhiều, anh xem chúng em làm việc rất vất vả, thời gian cấp bách, chân trước chạy dán vào sau lưng, còn cả ngày bị khinh bỉ, mắng mỏ. Diệp Phàm cười nói. Thôi vậy. Nhà nào cũng có chuyện khó nói, nắm chắc phương hướng đi là được. Thiết Chiêm Hùng khuyên nhủ, gác điện thoại. Diệp Phàm nhấp ngụm trà, vừa mới nhấm nháp một chút, điện thoại bên này lại vang lên. Diệp Phàm, Từ Lâm có người chú tên là Từ Kim Bạch là nhân vật số 1 ở Sở Giao thông tỉnh chúng ta, huyện Ngư Đồng chúng ta đang làm dự án cải tạo quốc lộ Ngư Dương Triều Hồ đưa tới Sở Giao thông tỉnh, hình như nghe nói là đã thông qua.
Tuy nhiên, buổi chiều hôm nay tôi đi làm, Chủ tịch thành phố Lý và Chủ tịch thành phố Thôi sắc mặt tương đối khó coi, Thôi Minh Khải mắng, sói mắt trắng, đã nói rồi giờ lại hủy, thương gia phải coi trọng chữ tín, chẳng lẽ các phòng ban trong chính phủ làm việc không chú ý điều này? Sau khi nghe ngóng, hóa ra Thôi Minh Khải đang nói chuyện quốc lộ Ngư Dương Triều Hồ. Ôi, ắt hẳn việc này lại thất bại. Đúng là mục nát, chắc là sẽ ghi lên đầu cậu. Nếu chọc giận cả chòm sao song tử Chủ tịch thành phố Lý và Chủ tịch thành phố Thôi, sau này chúng ta sẽ càng không thuận lợi. Phó Chủ tịch thành phố Chu Minh Ngọc có chút lo lắng gọi ngay cho Diệp Phàm để nhắc nhở hắn. Có thể khẳng định là Từ Kim Bạch đang giở trò ở Sở Giao thông sao? Diệp Phàm trong lòng chợt lạnh hỏi, không thể tưởng tượng việc khai trừ Từ Lâm và Trung Nhất Minh lại gây ra hậu quả này. Nhưng, Diệp Phàm không hề hối hận chút nào, ít nhất phải trải qua trận náo nhiệt như vậy, hiện tại, Cục Công an cơ bản đã nằm trong lòng bàn tay mình. Một cục cảnh sát, không thể nắm trong tay thì làm sao có thể làm việc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1200, làm người phải quyết đoán. Sau đó tôi lại cùng bọn họ tán gẫu, đích thực là do Từ Kim Bạch đang dở trò. Chu Ngọc Minh có vẻ ưu sầu nói. Hừ, Hà Chấn Nam giờ có trò hay để xem rồi. Lý Quốc Hùng vì chuyện đường quốc lộ bị ép phải cùng ông ta hợp tác. Tuy nhiên, tôi sẽ không để cho đồng chí Hà đạt được mục đích đâu. Thái độ Diệp Phàm rất kiên quyết. Cậu đã nghĩ được biện pháp. Chu Ngọc Minh có chút bất ngờ, hỏi. Tạm thời chưa có. Đơn giản là khai thông các khâu ở Sở Giao thông thôi. Từ Kim Bạch muốn làm khó dễ, tôi không tin, gã ta là lớn nhất ở tỉnh Việt Đông này. Diệp Phàm hừ giọng nói. Ít nhất phải tìm đến Phó Chủ tịch tỉnh Lỗ Đông người được phân công quản lý giao thông. Tuy nhiên, nếu thật sự Từ Kim Bạch muốn làm khó dễ, ngay cả Lỗ Đông đến nói chuyện cũng đều vô dụng. Trước mắt ở tỉnh dường như có một số nhân vật số một cũng đang nhìn về phía chức phó, nếu mang chữ thường lại không giống. Tuy nhiên, vẫn là một lũ tiểu nhân, Đới Duy Cường mới là đầu to, nghe nói ông ta đã đến Ngư Đồng rồi. Chu Ngọc Minh nói, ừ, Phó Chủ tịch tỉnh không quyết định được vận mệnh gã ta, nhiều nhất là ngáng chân phê bình vài câu. Mang chữ thường quyền lực lớn hơn nhiều, ví như Phó Bí Thư, thường thường có thể là một cửa quyết định cất nhắc bọn họ, tự nhiên uy lực sẽ lớn, tuy nhiên, về phần Đới Duy Cường, muốn tới cứ tới, tôi tiếp chiêu toàn bộ. Thái độ Diệp Phàm bình tĩnh, ung dung, đã khiến Chu Ngọc Minh rất khâm phục. Trong lòng nghĩ anh có Lão Phượng ủng hộ còn sợ ai? Nếu thực không được thì Lão Phượng hừ một tiếng giải quyết khó khăn cho anh. Từ Kim Bạch nhảy xuống cắt xén, không bằng một câu Phượng Thiên Diêu, đây là trình tự quyền lực. Trình tự khác nhau căn bản là chức vị khác nhau, kêu đội B đi đánh đội A, khác nào đi tìm chỗ chết. Kỳ lạ là Diệp Phàm chuẩn bị tiếp chiêu cả rồi. Nhưng Đới Duy Cường cũng rất thong thả, ở Ngư Đồng đi dạo 3 ngày cũng chưa làm gì bất lợi với Diệp Phàm. Phó Chủ tịch tỉnh đến Ngư Đồng sau ngày đầu tiên là thảnh thơi câu cá, ngày hôm sau đến các nơi ông ta được phân công quản lý ở Ngư Đồng đi thị sát một chút, giống như lững thững trong sân vắng, hoàn toàn là cưỡi ngựa xem hoa. Ngày thứ 3 lại càng kỳ dị, ban ngày nằm nghỉ ngơi ở nhà khách Ngư Đồng một ngày. Buổi tối, Diệp Phàm đột nhiên nhận được điện thoại của Phó Chủ tịch thành phố Túc Nhất Tiêu, nói là mời khách. Diệp Phàm cũng vui vẻ đi, ai ngờ vừa mở cửa phòng riêng ra, phát hiện Hà Chấn Nam cùng một lão già đang ngồi ở vị trí đầu. Người này mặt mũi bằng, khuôn mặt phía dưới tương đối lớn, thấp thoáng hình dáng của Đới Chí Quân, Diệp Phàm vừa thấy liền hiểu. Chào Bí Thư Hà. Diệp Phàm gật gật đầu chào hỏi Hà Chấn Nam, lão già bên cạnh khẳng định là Đới Duy Cường. Diệp Phàm giả bộ không biết cố ý hỏi Túc Nhất Tiêu nói. Đây là hai vị khách anh mời à? Sau khi nói xong thấy vẻ mặt cười khổ của Túc Nhất Tiêu gật gật đầu, định đặt mông ngồi xuống thì lão già kia đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói. Chủ tịch thành phố Túc, sao ai anh cũng có thể gọi tới uống rượu vậy? Lão già này sau khi nói xong còn cố ý nhíu nhíu mày ra vẻ không hài lòng. Diệp Phàm biết rằng, lão già này muốn thể hiện một chút uy phong để lấy khí thế cho chính mình. Túc Nhất Tiêu chán toát mồ hôi, thầm mắng con mẹ nó kêu ông đây mời khách, giờ không ngờ lại dở trò. Phó Chủ tịch tỉnh Đới, cậu ấy là Diệp Phàm, Bí Thư Ủy Ban Chính trị Pháp luật Ngư Đồng, trước cùng cộng tác với tôi ở Nam Phúc. Túc Nhất Tiêu khẩn trương nói. Ồ, nếu là đồng hương của cậu thì thôi vậy. Đới Duy Cường hừ một câu trong mũi kéo dài giọng, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, đột nhiên,
dường như nghĩ ra việc gì đó quay sang Hà Chấn Nam đứng bên cạnh nói. Hình như Tiểu Quân là do thị cục bắt đi. Vâng, đồng chí Diệp Phàm chẳng những là ở bí thư ủy ban chính trị pháp luật, còn kiêm cả cục trưởng cục công an. Hà Chấn Nam vẻ mặt bình tĩnh nói. Có phải Tiểu Quân chính là do đồng chí Diệp Phàm gọi người bắt đi? Đới Duy Cường thản nhiên hỏi, vừa liếc Diệp Phàm. Việc này tôi cũng không rõ ràng lắm, phải hỏi đồng chí Diệp Phàm. Hà Chấn Nam và Đới Duy Cường cùng nhau người tung kẻ hứng. Là tôi gọi người bắt, Phó Chủ tịch tỉnh Đới nói Tiểu Quân chính là Đới Chí Quân. Diệp Phàm không quanh co nói thẳng luôn. Tiểu Quân luôn là đứa bé ngoan, việc buôn bán cũng tuân theo pháp luật, đồng chí Diệp Phàm, hy vọng cậu hỏi xong thì thả người. Về sau, hy vọng không làm việc tùy tiện như vậy, sẽ ảnh hưởng không tốt. Làm tổn thương đến một đồng chí tốt góp viên gạch vào phát triển kinh tế ngư đồng. Đới Duy Cường nói rất nhẹ nhàng, giống như thị cục công an là nhà của ông ta vậy. Đúng vậy, đứa nhỏ Tiểu Quân này đúng là người lễ phép, mỗi lần nhìn thấy tôi đều thân thiết gọi chú Hà, bí thư Diệp, nếu không có việc gì cũng nên thả người đúng không nào. Một chút việc nhỏ mà cứ rằng co sẽ gây ảnh hưởng không tốt, công ty xây dựng ngư đồng một có mấy trăm người phải ăn cơm nếu thực sự không có cơm săn sợ là họ sẽ làm loạn, đến lúc đó lại rắc rối. Hà Chấn Nam tự mình biện hộ cho. Hơn nữa còn mịt mở uy hiếp. Túc Nhất Tiêu cứ đánh mắt về phía Diệp Phàm, ý là cậu nên mượn con lừa xuống núi đi. Rất xin lỗi Phó Chủ tịch tỉnh Đới, Bí Thư Hà, nhân chứng, vật chứng đều đủ cả, người này, cục công an chúng thành phố tôi không thể tha được. Vẻ mặt Diệp Phàm kiên cường nói. Đồng chí Diệp Phàm, không phải đã nói với cậu, có một số việc không nhất thiết chuyện bé xé ra to. Một chút chuyện rắm sao phải cứng rắn giữ lại. Chẳng lẽ cậu có ý kiến gì với Phó Chủ tịch tỉnh Đới? Quả thật như vậy, chưa hôm nay ngay tại bàn rượu nói rõ ràng đi, để tránh bị hiểu lầm. Hà Chấn Nam hừ giọng nói, câu cuối cùng rất độc, rõ ràng làm Đới Duy Cường không vui. Rất xin lỗi, cá nhân tôi đối với Phó Chủ tịch tỉnh Đới không có khúc mắc gì. Nói thật, cho tới khi bước vào cửa phòng riêng này, tôi chỉ mới gặp Phó Chủ tịch tỉnh Đới trên TV, nói gì đến ý kiến hay không chứ? Diệp Phàm thản nhiên nói, không tức giận, không nể Hà Chấn Nam. Thấy Đới Duy Cường liếc mắt một cái, Diệp Phàm lại giơ lên một chén rượu nói. Phó Chủ tịch tỉnh Đới đối với chuyện của Đới Chí Quân thứ lỗi tôi không thể lấy công làm việc tư. Chén rượu này tôi thành tâm kính ngài, xem như chuộc lỗi. Không dám nhận, chén rượu này của cậu tôi không dám uống. Vẻ mặt Đới Duy Cường biến sắc, liếc xéo Diệp Phàm một cái, hừ nói. Đương nhiên. Muốn tôi uống không khó, phải tỏ đúng thái độ. Đới Duy Cường nói tới đây, lại quay đầu sang Hà Chấn Nam nói. Ở tỉnh gần đây tăng mạnh việc huấn luyện cảnh sát, nâng cao tố chất toàn bộ cảnh sát. Quyết định rút ra 1,5 tỷ để đào tạo chuyên sâu cho cảnh sát tạo nền tảng, chuẩn bị hợp tác bên Đại học Cảnh sát để huấn luyện bồi dưỡng các cảnh sát tinh anh, kỳ thật chính là một phân viện đại học, chuyên huấn luyện cảnh sát tại chức. Đến lúc đó khả năng ký hợp đồng với các chuyên gia nước ngoài nổi tiếng đến làm giáo viên, ngay cả đội phi hổ Hồng Kông cũng mời đến vài người, chẳng hạn phần lớn những cảnh sát cấp cao có kinh nghiệm phá án đều xuất ngũ từ đội phi hổ. Hiện nay tạm thời lựa chọn xây dựng phân viện ở một trong 3 thành phố có nền kinh tế phát triển: thành phố Việt Châu, thành phố Hải Châu, thành phố Thâm Đức. Ngày hôm qua tôi có gặp Phó Chủ tịch tỉnh Lâm, bởi vì ông ta đang cân nhắc ngư đồng của cậu. Nói là chuyện phân viện công an nếu thành phố Ngư Đồng có quyết tâm làm thì cũng có thể suy xét. Nghe nói tôi muốn đến Ngư Đồng, cho nên, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm nhờ tôi truyền đạt việc này. Đới Duy Cường sau khi nói xong cố ý liếc nhìn Diệp Phàm một cái, ý tứ rất rõ ràng, đây là một cái bánh lớn có nhân. Tuy nhiên đồng chí Diệp Phàm ngay cả mí mắt cũng không nháy tí nào, thằng nhãi này cơ bản là không muốn ngồi ở Ngư Đồng lâu, cho nên, đối với việc này căn bản là không có hứng thú. Hơn nữa, thằng nhãi này đã huấn luyện qua ở báo săn, phân viện này làm sao có thể vượt qua trường huấn luyện báo săn. Cảnh sát mật đội phi hổ Hồng Kông Diệp Phàm cũng đã gặp qua, tuy nói có những chỗ lợi hại nhất định, cũng có thể so với báo săn, nhưng so với tổ đặc nhiệm A tập hợp tinh anh của quốc gia thì mức độ kém không ít. Việc này, đối với Diệp Phàm chẳng có chút hấp dẫn nhưng với Hà Chấn Nam là miếng mồi lớn, 1,5 tỷ là đầu tư ban đầu, về sau còn thêm nữa, sợ phải hơn mấy tỷ. Một lượng tiền lớn đầu tư vào thành phố Ngư Đồng, chắc chắn có thể dệt hoa trên gấm cho Ngư Đồng. Điều này mang đến lợi ích kinh tế rất lớn,
đồng thời có tác dụng mạnh mẽ trong việc nâng cao hình tượng thành thị của cả thành phố. Đồng chí Diệp Phàm, hy vọng cậu có thể suy xét đề nghị của Phó Chủ tịch tỉnh Đới một chút, đối với Cục Công an thành phố của cậu, cũng là một cơ hội để nâng cao hình tượng. Đối với hình tượng Công an Ngư Đồng chúng ta cũng là một cơ hội lớn. Đến lúc đó không cần phải nói gì, phân viện Đại học Công an đặt ở Ngư Đồng chúng ta, ít nhất các cậu cũng có thể tiết kiệm ít nhiều kinh phí huấn luyện súng ống. Còn nữa, cần người ta trợ giúp ở địa bàn chúng ta cũng phải ra chút lực. Hơn nữa, có một phân viện công an xây dựng ở Ngư Đồng chúng ta, cũng có thể có được uy lực làm kinh sợ một ít tội phạm. Đối với trị an lâu dài của Ngư thì đó quả là một cơ hội lớn. Thành ủy thành phố tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này. Hà Chấn Nam biểu lộ thái độ trước, đây là bức Diệp Phàm nhả ra. Rất xin lỗi, phân viện Đại học Công an có thể đặt tại Ngư Đồng chúng ta đương nhiên là việc tốt nhất. Nhưng tôi muốn nói là, bất cứ chuyện gì cũng không thể phá vỡ quy định pháp luật. Diệp Phàm sau khi nói xong, uống một hơi cạn chén rượu. Cậu làm vậy là thái độ gì, chẳng có cái nhìn đại cục, đến chết vẫn còn ngang bướng sao? Đới Duy Cường rốt cuộc đã bốc hỏa, chén rượu nặng nề đặt lên bàn hừ giọng nói. Bản thân tôi cũng không muốn sống chết ngang bướng với ai cả, tôi chỉ bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật. Diệp Phàm hừ nói, thân đứng thẳng tắp, nhìn chằm chằm Đới Duy Cường. Hừ, tôi rất hoài nghi cậu có động cơ gì khác. Đới Duy Cường đột nhiên nói. Phó Chủ tịch tỉnh Đới, nói chuyện cần phải có chứng cứ. Bằng không, dù ông là Phó Chủ tịch tỉnh, cũng không thể tùy tiện nói như vậy, cái này gọi là vu cáo. Diệp Phàm hừ lại. Vu cáo, cậu còn không xứng, cút. Đới Duy Cường đột nhiên nổi giận, ngẩng đầu nâng chén đặt lên bàn thật mạnh, chén rượu không đứng vững, lực tương phản làm rượu bắn tung tóe lên mặt và thân Diệp Phàm. Kỳ thật, là cố ý tạt. Nhìn thì giống bắn tung tóe. Diệp Phàm đương nhiên hiểu được. Hừ. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Đới Duy Cường, quay người bước đi. Tôi đi cùng cậu. Túc Nhất Tiêu hiển nhiên cảm thấy Đới Duy Cường không nể tình, Diệp Phàm là khách anh ta mời đến, tuy nói là khách do Hà Chấn Nam ép mời, nhưng nên nể mặt mũi anh ta một chút có phải không nào? Nếu ông không coi tôi là người thì giờ còn ngồi lại đây làm chi? Hơn nữa, tối nay nếu không đi cùng Diệp Phàm, về sau còn muốn đánh vào vòng tròn của Diệp Phàm chắc chắn là không được nữa. Túc Nhất Tiêu nháy mắt, đưa ra lựa chọn sáng suốt mang tính quyết đoán, đương nhiên, làm như vậy hậu quả nghiêm trọng chính là, từ này về sau tự mình đã ở phía đối lập với Đới Duy Cường và Hà Chấn Nam. Tuy nhiên, Túc Nhất Tiêu tin sau lưng Diệp Phàm chắc chắn có năng lượng, hơn nữa, sức hấp dẫn của Diệp Phàm thực sự đã in sâu làm kinh ngạc Túc Nhất Tiêu. Huống chi, ở tỉnh Túc Nhất Tiêu còn có người ủng hộ. Đới Duy Cường muốn xuống tay với anh ta hẳn người kia sẽ giúp anh ta. Bởi vì Túc Nhất Tiêu đến Việt Đông chính là trưởng ban thư ký tỉnh Nam Phúc Kiều, cậu anh ta là nhờ người kia xử lý. Anh Túc, anh tội gì làm vậy? Diệp Phàm thản nhiên cười, giơ tay lên một chút, rửa những vết rượu dính trên đầu trên mặt. Lau đi người anh em, về sau tôi đi theo cậu, con mẹ nó, là phó chủ tịch tỉnh, một chút phong độ cũng không có, quả thực chính là một lão lưu manh. Túc Nhất Tiêu miệng mắng một câu, đưa qua một chiếc khăn tay. Cảm ơn, đi, chúng ta tới thuyền trên sông Áp Tử chơi, tán chuyện giải sầu. Tâm trạng này, mẹ nó, bực bội quá. Diệp Phàm quyết định rồi, quyết định dẫn Túc Nhất Tiêu vào trong bè cánh của hắn ở Ngư Đồng. Có thể đổi lại từ Đới Chí Quân. Trên mặt Túc Nhất Tiêu chợt lóe vẻ tàn nhẫn rồi biến mất. Ha ha, Diệp Phàm thản nhiên cười cười, lau rượu trên mặt. Đột nhiên vang một giọng nữ cười khanh khách vui vì người khác gặp họa. Làm sao lại tự làm mình ướt như chuột lột vậy? Không phải tự làm, bị người ta làm cho thành cái dạng này. Túc Nhất Tiêu thốt ra, sau khi nói xong hơi ngượng ngùng nhìn Diệp Phàm nói. Ngượng quá, cái miệng này quen được chiều chuộng. Ai làm? Người phụ nữ kia nháy mắt đã trở nên lạnh lẽo run kinh người. Được rồi, Viên Viên, rượu có thể tiêu độc, dùng để tắm càng khỏe mà. Diệp Phàm cười bình tĩnh. Anh còn cười, đã bị người ta làm thành cái dạng này, anh nói cho em nghe đi, rốt cuộc ai làm anh? Kiều Viên Viên chạy tới, bộ dạng vô cùng đau lòng, vừa dùng khăn tay cẩn thận lau mặt Diệp Phàm, miệng vẫn không chịu bỏ qua, không giống như đang đùa. Phó Chủ tịch tỉnh Đới Duy Cường tạt. Túc Nhất Tiêu cảm giác trước mắt sáng ngời, giật mình nói. Cảm thấy cô nàng này thật sự là đẹp khiến lòng run sợ, hơn nữa.
khí chất hoàn toàn là thiên kim đoan trang. Nghe giọng nói hình như là người thủ đô, thằng nhãi này tự nhiên trong lòng dấy lên chút suy nghĩ hèn mọn. Phó chủ tịch tỉnh thì hay lắm à, ai tạt anh, em liều mạng với gã, hừ. Đôi mắt Kiều Viên Viên có chút ửng đỏ, phẫn nộ hừ một tiếng, lấy điện thoại ra nói. Em nói với bác Kim chuyện này trước, thật là ức hiếp người. Đủ rồi Viên Viên, việc này anh sẽ tự mình xử lý, người làm nhục anh có cả hàng chục người, một phụ nữ như em thì làm được cái gì? Ánh mắt Diệp Phàm đột nhiên trở lên như lang sói, sắc lạnh hẳn lên. Anh, chúng ta đi mua bộ quần áo thay trước đã. Đôi mắt Kiều Viên Viên đỏ lên, cất điện thoại nói. Không cần, quần áo giặt qua là được, không cần làm quá, anh đưa em đến chỗ này. Diệp Phàm nói xong, kéo Kiều Viên Viên đi. Người anh em, hai người đi đi, tôi có việc đi trước một bước, tối chơi vui vẻ nhé, ha ha. Túc Nhất Tiêu trong mắt hiện lên một tia mờ ám. Đi thôi anh Túc, cùng đi thuyền sông Áp Tử, bên kia có mấy người bạn đang đợi, toàn là người anh quen thôi. Diệp Phàm cười nói. Bạn, cái này, chỉ sợ bất tiện thôi. Túc Nhất Tiêu giật mình, dự cảm có chuyện tốt rơi xuống mình rồi. Tuy nhiên, vẫn gật gật đầu đi theo Diệp Phàm đến. Đương nhiên, Diệp Phàm cuối cùng bị Kiều Viên Viên ép thay một bộ quần áo mới. Ba người vào phòng riêng của đế thuyền. Chương 1201, có phải đi cầu thân không? Ha ha, bí thư Diệp, làm cho người ngợm giống chó như vậy có phải muốn đi cầu thân không? Lúc này, một giọng cười hơi khàn khàn vang lên, còn liếc mắt nhìn Kiều Viên Viên một cái. Còn cầu thân, chưa nhìn thấy sao lão Vu, con gái nhà người ta cũng đã đưa đến rồi, xem ra đã cầu thân thành công. Hai, cô nàng đẹp thật, mắt bí thư Diệp. Đúng là chuẩn như kẻ trộm. Phó chủ tịch thành phố Chu Ngọc Minh mỉm cười sang sảng, mấy người trung niên cũng mở miệng trêu đùa Diệp Phàm. Ha ha, đương nhiên, Viên Viên nhà tôi là cô gái đẹp nhất, mắt Diệp Phàm tôi cũng không phải chuẩn thông thường. Giống như phó chủ tịch thành phố Chu nói, chuẩn như mắt trộm. Diệp Phàm hơi có vẻ tự đắc, tự nhiên lộ vẻ vương bát. Cùng với số lần gặp gỡ gia tăng, Diệp Phàm và ba người Vu Chí Hải, Chu Ngọc Minh, Lô An Cương quan hệ ngày càng thân thiết. Bình thường khi bốn người tụ họp cũng có khi đùa giỡn. Đương nhiên, rất ít. Vu, Phó Chủ tịch thành phố Chu, Tư lệnh Lô, chào các anh. Túc Nhất Tiêu trong lòng nghẹn ngào khẩn trương chào hỏi, không thể tưởng tượng Diệp Phàm đem mình tới phòng riêng ngồi với ba ủy viên thường vụ thành ủy, thêm Diệp Phàm nữa là bốn, bọn họ gần như chiếm ba phần thiên hạ thành phố Ngư Đồng, không thể không khiến Túc Nhất Tiêu dao động. Vừa thấy ba người Túc Nhất Tiêu lại hiểu rõ, đây là vòng tròn quan hệ của Diệp Phàm ở Ngư Đồng. Cũng là vòng tròn quyền lực cao nhất ở Ngư Đồng. Diệp Phàm từng đưa mình tới một lần, sau đó thì thôi, cho thấy, lần đó chỉ là lần đầu tiếp xúc, lần này đồng ý đưa mình đến lần thứ hai, thì đã đối đãi với mình như người một nhà, xem như mình đã thực sự được Diệp Phàm tán thành. Giờ phút này Túc Nhất Tiêu cảm thấy quyết sách của mình vừa rồi là vô cùng sáng suốt. Là chủ tịch thành phố Túc à? Ba người Vu Chí Hải cùng lễ phép gật gật đầu, có chút nghi hoặc, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, đương nhiên là chờ hắn giải thích một chút. Mọi người có thể không biết rằng, chủ tịch thành phố Túc đã từng là cộng sự với tôi ở tỉnh Nam Phúc, chúng tôi là anh em. Trước kia cũng đã cùng uống rượu với mọi người, nhưng không xem như là thực sự quen biết nhau. Đêm nay gọi anh ta tới mới là chính thức chào hỏi mọi người một chút, ha ha. Diệp Phàm nói thoải mái. Tuy nhiên trong lòng Túc Nhất Tiêu lại có chút khẩn trương, chỉ sợ ba người bọn họ không ủng hộ. Vậy mà người cao nhất Vu Chí Hải lập tức cười nói. Là bạn của Diệp cũng là bạn của chúng tôi, ngồi đi chủ tịch thành phố Túc. Đúng vậy. Chu Ngọc Minh và Tư lệnh Lô cũng gật gật đầu nói phải, phụ theo Vu Chí Hải. Diệp Phàm, còn không giới thiệu cô nàng bên cạnh một chút, hẳn là bạn gái cậu. Tư lệnh Lô An Cương cười nói. Ha ha. Cô ấy là Kiều Viên Viên, làm giáo viên ở Đại học Trung Sơn. Diệp Phàm cười nói, chỉ vào ba người giới thiệu một chút với Kiều Viên Viên. Nghe giọng nói của cô Kiều hẳn cô là người Bắc Kinh. Vu Chí Hải bắt đầu thăm dò. Vâng, nhà của tôi ở Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp được phân đến Đại học Trung Sơn. Kiều Viên Viên trả lời lễ phép, rất được, Vu Chí Hải âm thầm gật đầu. Đại học Trung Sơn là chỗ tốt, tuy nhiên. Nếu có thể ở lại Bắc Kinh thì tốt hơn, dù sao, nhà của cô ở Bắc Kinh. Về nhà nhiều phương tiện, cũng có người nhà chiếu cố có phải không?
Chu Ngọc Minh thuận miệng cười nói, nhìn như nói chuyện phiếm, kỳ thực có cùng suy nghĩ với Vu Chí Hải. Diệp Phàm đương nhiên biết, miệng uống chút rượu mỉm cười xem bọn người kia làm trò xiếc. Anh tôi làm việc ở Việt Đông. Kiều Viên Viên giả bộ nghiêm túc cười nói, không lộ chút dấu vết của anh cô. Cô cũng biết mấy người này không có gì tốt, đương nhiên, người ta cũng không có ý gì xấu. Vậy vừa lúc, bí thư Diệp ở Ngư Đồng, bảo anh cô đến Ngư Đồng thôi, cũng dễ chiếu cố cho tốt đúng không nào, ha ha. Chu Ngọc Minh tỏ vẻ quan tâm. Câu hỏi này tương đối tinh tế, nếu anh Kiều Viên Viên chức vụ thấp so với Diệp Phàm, nói Diệp Phàm chiếu cố anh ta là bình thường, nếu anh Kiều Viên Viên chức vụ cao hơn Diệp Phàm, vậy thì ngược lại. Cứ như vậy, có thể lộ ra chức vị của anh Kiều Viên Viên. Kiều Viên Viên cũng rất thông minh, tư thế cố ý có chút khinh bỉ đồng chí Diệp Phàm, liếc mắt một cái, hừ nói. Hắn chiếu cố anh tôi, ngược lại mới đúng. Cái này, chúng tôi có chút không rõ, bí thư Diệp hiện tại tốt xấu cũng là quan lớn cấp phó giám đốc sở. Anh cô, hẳn là so với bí thư Diệp cũng không lớn hơn nhiều, chẳng lẽ là chức giám đốc sở nữa? Việc này, khó có thể tưởng tượng nổi. Lô An Cương thản nhiên cười nói, còn hơi lắc lắc đầu, bộ dáng dường như không tin. Đúng vậy, còn chưa đến 30 tuổi đã là giám đốc sở, cũng quá đả kích những người trung niên chúng ta đó, ha ha. Vu Chí Hải cười nói, lại sờ sờ trên đầu. Ngược lại không phải, anh tôi hiện tại làm việc ở phòng công tác đốc tra tỉnh ủy, vừa mới được đề bạt làm phó giám đốc sở, so với Diệp Phàm còn đề bạt chậm hơn nhiều. Tuy nhiên, anh ấy làm việc ở tỉnh, cho nên, giao tiếp khá rộng. Do đó, nhắc nhở Diệp Phàm vài câu vẫn được. Đương nhiên, nếu bàn về thực quyền phỏng chừng Diệp Phàm quyền lớn hơn một chút, dù sao, trên thực tế công việc phòng đôn đốc tỉnh ủy rất nhiều, cái gì cũng phải quản, trên thực tế, cái gì cũng không quản được. Kiều Viên Viên bộ dạng có chút không phục nói, kỳ thực là giả vờ không phục. Sau khi nói ra tên anh cô Kiều Báo Quốc, chắc hẳn những người ngồi đây nghe ngóng, có thể biết thân phận nhà họ Kiều, vô tình lại tạo thế Diệp Phàm một lần nữa. Đây là suy nghĩ của Kiều Viên Viên, tạo thế cho Diệp Phàm ở khắp nơi, hơn nữa, tạo thế này rất tự nhiên mà không lộ dấu vết. Trong lòng Diệp Phàm cũng hiểu được, thầm cảm kích đồng thời tâm tình cũng có chút không hiểu. Trên thực tế, lần này Kiều Báo Quốc có thể lên chức phó giám đốc sở, đương nhiên là chủ tịch tỉnh Uông vì tranh thủ bổ sung cho nhà họ Kiều. Mà trong lòng Triệu Sương Sơn đã biết rõ, đương nhiên cũng không bác mặt mũi nhà họ Kiều, bán một nhân tình cho chủ tịch tỉnh Uông chính tiền, kỳ thực là bán cho nhà họ Kiều. Kiều Báo Quốc bởi vì liên quan tới Tô gia nên bị nắm, tuy nói hiện Kiều gia ở Bắc Kinh cũng chưa lộ bất mãn gì, nhưng chủ tịch tỉnh Uông biết, người ta không thể không so đo. Chỉ có điều chưa tới, khi cần ra tay, chuyện Kiều Báo Quốc đã là mụn nhọt trong lòng người nhà họ Kiều, mụn nhọt này không kịp bỏ đi sẽ càng lớn, về sau vào thời điểm mấu chốt nhà họ Kiều ra tay đả kích một lần là đủ rồi. Ví như thời khắc mấu chốt Uông Chính Tiền có cơ hội đề bạt lên bí thư tỉnh ủy, Kiều Viễn Sơn làm ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương, tuy nói không thể quyết định hướng đi bí thư một tỉnh, nhưng thật muốn đối nghịch với ngươi, chơi chút xiếc rối ngáng chân khiến tôi khó chịu chút là hoàn toàn có thể. Thầm cũng có thể quấy cho thất bại. Cho nên, chủ tịch tỉnh Uông suy trước tính sau, âm thầm cho Kiều Báo Quốc tăng lên một bậc, tăng làm chủ nhiệm phòng đôn đốc tỉnh ủy, chủ nhiệm phòng công tác đôn đốc tỉnh ủy vốn là cán bộ cấp cục trưởng, tuy nhiên, chủ tịch tỉnh Uông lại cho Kiều Báo Quốc một thân phận khác, đó là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, cũng là cấp quan phó giám đốc sở, trực tiếp lãnh đạo phòng công tác đôn đốc tỉnh ủy. Đối với thành ý của Uông Chính Tiền, nhà họ Kiều đương nhiên không thể không nhìn thấy. Ít nhất có thể tạm thời giảm bớt một chút phẫn nộ của nhà họ Kiều. Huống chi, trưởng ban thư ký tỉnh ủy chỉ có một, nhưng chức phó cũng có thể lập ra vô số. 10 người hay 8 người đều được, không ảnh hưởng đến toàn cục. Đới Duy Cường thật không ra cái gì, hừ. Lúc này, Túc Nhất Tiêu đột nhiên có chút oán giận mắng. Đới Duy Cường, có phải phó chủ tịch tỉnh hay không? Chu Ngọc Minh giật mình, hỏi. Chính là ông ta. Túc Nhất Tiêu trên mặt hơi có vẻ phẫn nộ, hừ nói. Như thế nào? Vẻ mặt Vu Chí Hải nghiêm túc, hỏi. Ông ta bảo Hà Trấn Nam ép tôi mời khách, tôi không có cách nào khác đành kêu bí thư Diệp tới, kết quả thật không ngờ. Bức bí thư Diệp bê thả Đới Chí Quân. Bí thư Diệp bơ xuất phát từ góc độ pháp luật đương nhiên không chịu, nếu thả Đới Chí Quân về sau cục công an thành phố triển khai làm việc như thế nào được nữa, bởi vì nhân chứng vật chứng đều đủ cả.
Tuy nhiên, Đới Duy Cường không nghe, cứng rắn, mạnh mẽ lấy mệnh lệnh ép, hơn nữa còn uy hiếp đủ thứ, cuối cùng dùng rượu tạt em mờ đầy người bí thư Diệp, cái gì vậy chứ, mẹ nó. Ngay cả lời nói thô tục túc nhất Tiêu cũng mắng ra. Thằng nhãi này đương nhiên có suy tính, vừa rồi phát sinh chuyện Diệp Phàm ngại nói ra, túc nhất Tiêu thì có thể nói. Tuy nói hơi mất mặt, nhưng lại có thể lộ rõ chính khí của Diệp Phàm. Quan trọng hơn nếu những người này đều là đồng minh thân thiết của Diệp Phàm, thậm chí, Túc Nhất Tiêu phát hiện, ba vị ủy viên thường vụ đều lấy thái độ Diệp Phàm làm trung tâm tỏ. Mọi người hiện tại đều ngồi chung một thuyền, đương nhiên phải giúp đỡ nhau. Đới Duy Cường làm nhục Diệp Phàm, chẳng khác nào làm nhục mọi người. Đương nhiên làm mọi người oán giận, cùng tìm cách đối phó với Đới Duy Cường và Hà Chấn Nam. Thực sự có chuyện này, Đới Duy Cường cũng mất phong độ quá. Vu Chí Hải hừ lên tiếng đầu tiên. Người này luôn luôn thích thể hiện tư cách bề trên, nghiêm nhiên lấy chức phó chủ tịch tỉnh thứ nhất tự gán cho mình. Nếu ông ta như vậy với chúng ta cũng không thể nương tay, cứ trả gấp đôi lên người của Đới Chí Quân. Trên người Lô An Cương đột nhiên lộ ra sát khí của một quân nhân. Đúng vậy, Bí Thư Diệp chúng tôi ủng hộ cậu. Chu Ngọc Minh cũng nói. Cảm ơn các ông anh, việc này, tôi không gấp. Diệp Phàm ngược lại khoát tay thản nhiên, tư thế như cao nhân. Bí thư Diệp có tính toán gì nữa phải không? Nói nghe một chút, chúng ta đều là người một nhà. Vẻ mặt Vu Chí Hải ngưng trọng, còn liếc mắt xem xét Kiều Viên Viên một cái. Kiều Viên Viên đương nhiên cũng cảm giác được gì, tự nhiên rất biết điều, nói. Các anh nói chuyện đi, tôi đi dạo, thuyền này tôi còn chưa đi bao giờ. Nói xong đứng lên định đi. Ha ha, ngồi xuống đi. Em là bạn gái anh, cũng không phải người ngoài, mời mọi người thêm chén rượu cũng tốt. Diệp Phàm nói hiền hòa tự nhiên, coi nơi này là nhà mình, Kiều Viên Viên nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân. Trong lòng cô đương nhiên nở hoa rồi, cái này, là Diệp Phàm chính thức hứa hẹn. Tuy nhiên, Kiều Viên Viên cũng là cố ý chừng mắt nhìn đồng chí này một cái, hừ nói. Ai là bạn gái anh, em còn phải suy xét đã. Ha ha ha, Chu Ngọc Minh đi đầu. Tất cả mọi người chế giễu. Còn suy xét, có phải anh nên đi tìm Khuynh Thành không, dù sao cũng chẳng thể treo cổ chết trên một cái cây rung rinh bất định được. Diệp Phàm cười đắc ý. Anh dám, em sẽ lắc lư bất định lúc nào, anh nên chú ý ảnh hưởng. Đồng chí Diệp Phàm, tư tưởng không kiên định là không được, tự mình kiểm điểm lại đi. Kiều Viên Viên đỏ mặt lên, đương nhiên liền ngồi xuống, dĩ nhiên mọi người lại cười vang. Chương 1202, xảy ra việc lớn. Bí thư Diệp, tôi nhớ tới chuyện này, thành phố chúng ta đang chuẩn bị xây dựng sân vận động lớn đầu tư lên tới vài trăm triệu, lúc trước hình như là chủ tịch thành phố Lý và chủ tịch thành phố Thôi muốn làm. Đới Duy Cường nói ở tỉnh có thể bỏ ra 100 triệu giúp Ngư Đồng xây dựng sân vận động. Bởi vậy, không chừng Đới Duy Cường muốn lấy việc này ép chúng ta. Chủ tịch thành phố Lý bị bóp cổ, có phải cầu viện Hà Chấn Nam hay không còn khó nói. Chu Ngọc Minh đột nhiên nói, vẻ mặt hơi lo lắng. Vâng, vấn đề sở giao thông cũng thế, từ Kim Bạch lấy quốc lộ Ngư Dương Triều Hồ ra nói. Giờ lại xuất hiện thêm một Đới Duy Cường. Lý Quốc Hùng và Thôi Minh Khải đều bị liên lụy vào, hai công trình lớn không thể làm được khiến hai người bọn họ không qua được ngưỡng này. Bởi vì trước đây tiền đầu tư vào thành phố đều là vài chục triệu. Bọn họ có thể đình công, nhưng Hà Chấn Nam tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cuối cùng, chắc chắn bước bọn họ đi vào khuôn khổ. Nếu Hà Chấn Nam liên kết cùng Lý Quốc Hùng, chúng ta về xô sẳng dễ sống đâu, nên sớm tính toán cho thỏa đáng. Vu Chí Hải gật gật đầu. Ắt hẳn Lý Quốc Hùng bây giờ còn chờ đợi, có lẽ, sẽ liên hệ với Bí Thư Diệp. Chuyện từ Kim Bạch dễ giải quyết, chỉ cần giải quyết chuyện Đới Chí Quân, sau đó bước Đới Duy Cường ép từ Kim Bạch. Tuy nhiên, Đới Duy Cường không ra gì cả, Bí Thư Diệp không thể thả Đới Chí Quân. Vậy phải tính toán từ phương diện khác. Ví dụ như, không thông qua Đới Duy Cường cũng có thể đem dự án quốc lộ Ngư Dương Triều Hồ về, ngay cả sân vận động cũng thuận lợi đem về mới được. Như vậy Lý Quốc Hùng và Thôi Minh Khải có thể diệt, không cần bị Hà Chấn Nam áp chế, hai người bọn họ sẽ âm thầm cảm kích chúng ta. Lô An Cương nhìn nhận rất thấu đáo. Anh Lô, vấn đề mấu chốt là chúng ta làm thế nào đem hai hạng mục công trình lớn này về. Muốn ngăn chặn từ Kim Bạch ít nhất phải có phân lượng của Phó Chủ tịch tỉnh mới được, còn Đới Duy Cường, chúng ta nhiều người như vậy nhưng ai có khả năng trừng trị được ông ta?
Chu Ngọc Minh có chút lo lắng, lắc đầu. Nếu Đới Duy Cường thật muốn càn quấy, em bảo Kim và bác Tô ra mặt, không sợ ông ta còn có thể nhảy cao được nữa. Lúc này Kiều Viên Viên ngồi một bên mời rượu mọi người thản nhiên nói ra một câu. Bởi vì Diệp Phàm bảo cô mời rượu mọi người, Kiều Viên Viên dù không thích nhưng vẫn làm. Cô Kiều, tôi phải hỏi thật cô một câu. Bác Kim và bác Tô mà cô nói có đủ phân lượng không? Chúng ta hiện tại đang nói chắc chắn, sai cũng vô dụng. Phải dự tính sẵn rồi bàn bạc cho kỹ tránh đến lúc đó lại rối loạn chân tay. Vẻ mặt Phu Chí Hải nghiêm túc, hỏi. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Kim và bí thư tỉnh Thành Tô, phân lượng cũng đủ áp chế Đới Duy Cường. Diệp Phàm thản nhiên giải thích một chút, đương nhiên mấy người túc nhất tiêu, Phu Chí Hải lại càng kinh ngạc. Chợt bình thường trở lại, cô Kiều này thật là có lai lịch, gọi hai ủy viên thường vụ tỉnh ủy là bác, nhà họ Kiều kia quan hệ với hai vị này khá tốt. Khó trách Diệp Phàm hiện tại lã vọng buông cần, bộ dạng bình tĩnh thong dong, có hai vị đầu sỏ này chống đỡ còn lo lắng gì nữa. Ha ha, tôi không định tìm hai người bọn họ, việc này sau hãy nói, tôi tự có cách riêng. Không nói chuyện này nữa cho bực mình, chúng ta uống rượu là được rồi. Diệp Phàm cười nói, giơ chén rượu lên, mấy người cùng cạn ly. Đương nhiên, lời nói của Diệp Phàm để lại một dấu hỏi thần bí trong lòng mọi người, có vẻ như hai đồng chí Kim Thụ Dương và Tô Thanh Vân còn chưa đủ phân lượng. Với việc này, bốn đồng chí túc nhất tiêu đương nhiên nghi ngờ. Tuy nhiên Diệp Phàm không muốn nói, bọn họ cũng không tiện hỏi lại. Ba ngày trôi qua, mọi việc đều bình thường. Tuy nhiên, Diệp Phàm có cảm giác sự yên tĩnh này ẩn chứa điều gì đó. Đới Duy Cường tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua. Buổi sáng ngày thứ tư, rốt cuộc mâu thuẫn được kích phát. Bởi vì đêm qua Diệp Phàm tăng ca phân tích vụ án, cho nên, 9 giờ sáng mới ngủ dậy. Bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Vừa nhìn vào dãy số, đã biết là Phó Cục trưởng Vi Minh Phi gọi tới. Vừa mới nối máy chợt nghe giọng Vi Minh Phi có chút hoảng hốt. Bí thư Diệp, xảy ra việc lớn rồi. Chuyện gì? Diệp Phàm ngồi bật dậy. Heo lười, dậy ăn sáng nào. Lúc này, Kiều Viên Viên nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cô nàng này xin nghỉ phép vài ngày, nói là muốn ở bên cạnh Diệp Phàm mấy hôm. Tuy nhiên, buổi tối Diệp Phàm tương đối dày vò. Sống bên cạnh mỹ nữ xinh đẹp mà tạm thời không thể ăn, việc này, tương đối khó chịu. Vốn muốn đi tìm Đồng Oanh Oanh, nhưng, Kiều Viên Viên ở đây nên không tiện. Anh có việc gấp. Diệp Phàm khoát tay về phía Kiều Viên Viên. Vừa có mấy chiếc xe tải chạy tới, chắc là xe của công ty xây dựng Ngư Đồng 1, ngay cả máy xúc cũng lái đến. Nhắm chừng có mấy trăm người đang đổ xô đến cổng ủy ban thành phố, lúc nãy chủ tịch thành phố lo lắng thúc giục chúng ta sang đó duy trì trật tự. Tôi cũng vừa đến hiện trường. Rất loạn, họ la hét kêu là phải lăn lộn kiếm miếng ăn, bí thư thị cục lại đập mất chén cơm của họ, bí thư thị cục cướp xe của công ty xây dựng Ngư Đồng 1. Đập bát cơm bọn họ rồi, yêu cầu thả tổng giám đốc, hiện nay bọn họ đang rất xúc động, nâng cao cần máy xúc, có thể sẽ nện xuống ủy ban nhân dân thành phố. Vi Minh Phi lo lắng nói. Hừ, lập tức điều động nhiều cảnh sát tới tòa thị chính, tôi tới ngay. Diệp Phàm vừa mặc quần áo vừa nói, nghĩ rốt cuộc ông ta cũng đã ra tay, chỉ có điều trò đùa này diễn quá cũ rồi. Chẳng có ai cả, cục công an hôm nay trống không rồi. Vi Minh Trương khẩn trương nói, bên trong huyên náo một trận. Người đâu cả rồi? Diệp Phàm giật mình hỏi. Hai thôn bên Dương Điền vì tranh nhau nguồn nước, mấy trăm người đánh nhau, cho nên, sáng sớm nay cục công an thành phố đã phái một số lượng lớn ra ngoài rồi. Việc này cũng là chỉ thị của anh. Vi Minh Phi nói. Ừ, cuống lên nên quên mất, bây giờ còn bao nhiêu cảnh sát? Diệp Phàm hỏi, thoáng suy nghĩ chút. Khoảng 50 người, tôi đã điều động lực lượng đồn công an khẩn cấp nội thành. Tuy nhiên, cũng sẽ không được bao nhiêu người, đã bị rút đi hơn nửa rồi. Toàn bộ sẽ không vượt quá 100 người. Hơn nữa, ắt hẳn cũng phải một lúc nữa mới đến. Vi Minh Phi lo lắng nói. Việc này thật đúng là trùng hợp. Dương Điền phát sinh việc lớn, bên này công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng lập tức hành động, hai sự kiện này có phải có gì liên quan tới nhau? Diệp Phàm hừ nói. Hiện tại không có thời gian để thảo luận việc này, bí thư Diệp, anh mau quyết định. Chủ tịch thành phố Lý và chủ tịch thành phố Thôi đều đang dậm chân rồi. Vừa nói tới đây, trong điện thoại truyền đến giọng Vi Minh Phi quát lên. Ngăn bọn họ lại, bảo vệ tốt lãnh đạo ủy ban thành ủy.
không cản được, bọn họ nhiều người lắm, hiện tại chắc là gần 200 người rồi. Điền Thất Hòa khàn giọng hô. Mau nghĩ cách đi bí thư Diệp, không ngăn chặn được, người của chúng ta quá ít. Vi Minh Phi đột nhiên kêu a một tiếng, trong điện thoại truyền đến giọng của Điền Thất Hòa hô. Mẹ nó, dám đánh thương cục phó Vi, ông đây, sẽ hỏi tội bọn họ. Sao lại thế này? Diệp Phàm hô, người đã lao xuống lầu, Kiều Viên Viên đã sớm khởi động xe xông thẳng phía trước. Cục phó Vi bị thương, đầu bị đập một viên gạch lớn, máu chảy ra, tôi lập tức đưa tới bệnh viện. Điền Thất Hòa hô, cố bảo vệ cho tôi lập tức đi tới. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, lập tức gọi điện thoại tới chỗ khu vực của tư lệnh Lô An Cương, lấy mệnh lệnh mồm. Mấy trăm người công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng đang tấn công tòa thị chính, Dương Điền xảy ra chuyện dân chúng đánh nhau, toàn bộ cảnh sát vũ trang bên này của chúng tôi đã đi Dương Điền, anh lập tức điều động một ít người lại đây, phải nhanh lên, bên này phó cục trưởng chúng tôi đã bị thương rồi. Tôi lập tức đến ngay. Lô An Cương cơ bản không suy xét, lập tức nói. 2 phút ngắn ngủn trôi qua, quân đội phân khu lái mấy xe quân, kéo vang còi cảnh báo thẳng tiến tới tòa thị chính. Chủ tịch thành phố Lý, Bí Thư Hà chỉ thị việc này như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Không liên hệ được, vừa rồi tôi gọi điện thoại xin chỉ thị, thư ký ông ta nói là ông ta xin phép về quê, nhà ông ta ở nông thôn, sóng điện thoại di động không tốt, cơ bản là không gọi được. Chắc phải vài ngày mới lên, đi từ đêm qua. Lý Quốc Hùng lạnh giọng hừ nói. Đi thật là đúng lúc. Diệp Phàm cũng hừ lạnh nói. Ừ. Lý Quốc Hùng lên tiếng. Bí thư Diệp, việc này cậu cứ giải quyết thích đáng, mấy trăm người, nếu để cấp trên biết thì sẽ rất phiền toái. Giọng Lý Quốc Hùng có vẻ hơi bất mãn. Thì tôi sẽ xử lý, chủ tịch thành phố Lý không cần lo lắng, chỉ cần ủng hộ công an thì cục triển khai công tác. Diệp Phàm lời nói thành khẩn. Có chuyện nói với cậu một chút, dự án quốc lộ Ngư Dương Triều Hồ vốn đã được phê duyệt, lập tức lại xuất hiện tình hình dị thường bị gác lại. Giám đốc từ sở giao thông là chú của Từ Lâm ở cục các cậu, việc này, cậu xem xử lý thế nào cho tốt một hút. Còn nữa, sân vận động cũng là công trình được đầu tư lớn 300-400 triệu. Giai đoạn trước cũng đã đầu tư 50 triệu, tất cả đều là tiền thành phố chúng ta ứng ra. Nếu tỉnh không ủng hộ 100 triệu nữa, sân vận động sẽ trở thành trò cười ở Ngư Đồng. Không, là trò cười ở toàn tỉnh Việt Đông. Tôi không mong nhìn thấy tình trạng gay gâu này xảy ra. Chủ tịch thành phố Lý Quốc Hùng cũng xem như khách sáo, tuy lời nói lạnh lùng nhưng lại không quở trách gì. Là do Đới Duy Cường làm đúng không? Diệp Phàm lanh lùng nói. Tôi không rõ lắm, tuy nhiên, việc này là ông ta cũng có gật đầu, lúc trước. Việc này cũng là ông ta nhắc tới khi đến Ngư Đồng. Hơn nữa, lúc trước ý kiến của Hà Chấn Nam không đồng ý, sau lại được Phó Chủ tịch tỉnh Đới ủng hộ, cho nên, cũng không phản đối, đương nhiên, cũng không đồng ý. Tuy nhiên trước khác, nay khác. Lý Quốc Hùng nhắc nhở một chút. Chuyện đó, Chủ tịch thành phố Lý kiên nhẫn một chút, tôi dàn xếp chuyện này xong rồi nghĩ biện pháp xử lý. Diệp Phàm nói, nếu cậu có thể xử lý tốt việc này, tôi sẽ ủng hộ công tác của Cục Công an vô điều kiện. Lý Quốc Hùng bày tỏ thái độ. Thống nhất vậy. Diệp Phàm nói, cúp điện thoại, xe đã đến hiện trường, khắp nơi nơi hò hét loạn, quần chúng vây xem xung quanh cũng mấy ngàn người. Mấy máy xúc giơ cái cần dài uy phong lên rất đáng sợ, ở bên trên cửa thị chính giống như người máy chuyển động, tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể móc ngược cổng Ủy ban Nhân dân thành phố lên vậy. Mà bên trong cánh cửa, 200 người thành một đoàn. Trong tay cầm mấy thứ linh tinh, la hét xông vào đám cảnh sát chẳng được bao nhiêu người. Đã có 7-8 cảnh sát liều mình trên mặt đầy máu tươi. Hơi giống những đoạn phim chiến tranh thời cổ, bát nháo lộn xộn. Dừng tay, tôi là Cục trưởng Cục Công an thành phố Diệp Phàm. Diệp Phàm thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, hóa âm mê thuật đột nhiên phát ra, âm thanh kia giống như trời quang đột nhiên nổ sấm. Đám người lập tức ngừng lại một chút. Mấy ngàn người ở hiện trường chăm chú nhìn về phía Diệp Phàm. Chương 1203, ba viên kim cương tập đoàn Dương Điền. Đập xe, chính là hắn ta bắt đã bắt xếp đới, đập vỡ bát cơm của chúng ta. Đúng, đúng, đập chết bọn chơi đều này đi, chúng ta cần phải ăn cơm. Ngay lập tức có mấy người xông lên, cầm lấy gậy tiến về hướng chiếc xe Audi mà Diệp Phàm đang ngồi trong đó. Binh binh, những âm thanh chói tai vang lên.
Diệp Phàm nhanh chóng mở cửa xe, kéo Kiều Viên Viên ra ngoài, sau đó xuất chiêu quay chân đá, một âm thanh rung chuyển cả đất, Kiều Viên Viên bị Diệp Phàm đẩy ra ngoài đám đông. Mẹ kiếp, cục trưởng đánh người rồi, giết người rồi, các anh em đội xây dựng số 1 ngư đồng chúng ta không để anh em của chúng ta bị ăn hiếp được, xông lên. Những âm thanh hùng hồn vang dậy, đoàn người thứ hai lại tiếp tục xông lên, sau những tiếng binh bang, chiếc xe Audi của Diệp Phàm đã biến thành đống sắt vụn. Bảo vệ cục trưởng, Điền Thất Hòa hô to, cùng mấy người nữa xông ra. Eo eo eo, tiếng còi cảnh sát reo lên, mấy chiếc xe tiến đến, hàng trăm quân lính cầm theo súng trên xe nhảy ra, ngay chốc lát đã bao vây quanh Diệp Phàm. Lộ Tư lệnh, ở đây có những tên côn đồ cố ý tấn công chính quyền, đã có nhiều cảnh sát bị trọng thương, tôi nghi chúng là đội bắt cóc, bắt lại cho tôi. Diệp Phàm vung tay lên, quyết đoán truyền mệnh lệnh. Bắt! Tư lệnh Lô An Cương không một chút do dự, vung tay ra hiệu, hàng trăm quân lính hùng mạnh như hổ lao ra ngăn lại bọn thợ xây đó, tất cả đều giơ hai tay ra đầu hàng. Còng tất cả những người đã hành hung lại. Diệp Phàm nhắc Điền Thất Hòa. Còng hết, không phải khách khí với những kẻ bắt cóc này. Điền Thất Hòa đã đỏ mắt ra mệnh lệnh, gần 30 cảnh sát mang còng ra còng bọn chúng. Khi đã ra tay thì không hề khách khí gì cả, bởi vì quân lính đều cầm súng đứng chặn hết rồi, vì thế mà đám công nhân đều bị dọa sợ hết vía, chỉ còn cách ngoan ngoãn đưa hai tay ra để bị còng, số người bị còng lên tới hơn 100 người. Những máy móc này đều là công cụ gây án, giữ tất cả lại. Âm thanh của Diệp Phàm được truyền đi xa thông qua chiếc loa phóng thanh bán dẫn. Không lâu sau, cảnh sát các huyện cùng chuông báo động nhanh chóng có mặt, có đến hàng trăm cảnh sát. Uy phong thế trận quân lính khiến tất cả kinh sợ. Lộ Tư lệnh ra lệnh cho mọi người lặng lẽ rút khỏi hiện trường. Công tác thẩm vấn lập tức được triển khai, Diệp Phàm dùng các biện pháp cưỡng chế mạnh mẽ, cứng rắn để áp chế xuống. Chính quyền thành phố đã yên tĩnh trở lại, mấy nhân viên vệ sinh đang rửa những vết ô máu. Một phụ nữ trẻ cười nói. Cục trưởng Diệp thật uy phong, ngày trước cục trưởng Trịnh đến nhận chức gặp đội công nhân số 1 cũng không dám đặt mông xuống. Chỉ là nói thôi, chứ đâu dám ra tay. Nhưng cục trưởng Diệp còn mời được cả quân đội đến, nói bắt là bắt. Bắt là đúng, nếu không chúng biến chính quyền thành phố này thành vườn rau nhà chúng nó mất, đến thì đến rồi đi thì đi như một điêu dân. Người phụ nữ khác thêm vào. Thực ra, bọn họ đều bị lừa cả, loại người như Đới Chí Quân có đáng để họ liều mình như thế không? Hắn chỉ là hạng cặn bã, không nói đến việc lừa đàn bà, mà hắn thích đánh ai thì đánh. Loại người đó phải cho vào tù, còn phải mời người bức hắn. Người phụ nữ lúc trước chửi mắng. Hư, đáng bị bắt. Người phụ nữ lúc sau lên tiếng, bực tức ấn cái chổi xuống sàn quét mạnh. Hư, không ngờ lại dám giật dây quân đội bắt người, to gan lớn mật, quân đội có thể tùy tiện điều động được sao? Hà Chấn Nam trầm ngâm nói. Vâng, hơn nữa lại còn bắt cả đám mấy chục người, thật đúng là quá đáng. Nếu trên tỉnh mà biết thì to chuyện rồi. Nhìn từ góc độ khác có thể thấy Lô An Cương là cùng một ruột với Diệp Phàm, hắn không sợ bị mất cái chức của hắn. Sau này, có thể liên kết với Diệp Phàm. Ngày trước hắn ta không tham gia vào hội nghị thường vụ, sau này nói không tham gia. Khang Văn Sinh có chút lo lắng. Việc này có chút kỳ lạ, Diệp Phàm dựa vào cái gì có thể khiết tư lệnh Lô ủng hộ hắn ta như thế, còn dám điều động cả quân đội. Nếu không có gan dạ thì chắc chắn không làm được việc này. Trưởng ban thư ký thành ủy Giang Ly Ly có vẻ khâm phục. Có thể bên trên đã nắm được nhược điểm gì của hắn ta, lần này Lô An Cương phải được dạy cho một bài. Nếu có thể trở lại vị trí cũ trong quân đội thì tốt. Khang Văn Sinh thản nhiên nói, liếc nhìn Hà Chấn Nam rồi lại nói. Bí thư Hà, chúng ta có nên tuyên truyền giúp họ không? Không cần. Hà Chấn Nam không biểu lộ cảm xúc gì nói. Việc lần này là do ai tổ chức? Diệp Phàm hỏi Lỗ Đông Phong, đội trưởng Điền Thất Hòa âm trầm chạy tới. Có chuyện gì gấp vậy? Diệp Phàm nhíu mày, dự cảm có chuyện gì không hay xảy ra. Vợ chồng Phạm Tiếu Lâm của công ty Kim Kỳ lại thay đổi lời khai, nói rằng không muốn tố cáo Đới Chí Quân nữa. Điền Thất Hòa phẫn nộ nói. Vì sao? Diệp Phàm nhìn Điền Thất Hòa. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Khi nãy trước của chính quyền thành phố, vì lực lượng cảnh sát không đủ, tôi thấy tình hình rất cấp bách, cục phó Vi và mấy người đều bị thương, mà có 4 cảnh sát canh giữ vợ chồng Phạm Tiếu Lâm nhưng sau 24 giờ thì chuyển ca, nên tôi...
Điền Thất Hòa chần chừ. Lại động vào chính quyền có phải không? Diệp Phàm căng thẳng, lạnh lùng nói. Vâng, lúc đó tình trạng nguy kịch quá, nên... Điền Thất Hòa cũng bắt đầu đỏ mặt. Nhưng Diệp Phàm đã nhanh chóng nhắc nhở, nghiêm khắc nói. Anh làm gì thì làm, vợ chồng nhà Phạm Tiếu Lâm vốn là sợ đới chí quân trả thù nên chúng ta phải đảm bảo an toàn cho họ. Đây chính là một trong những tia hy vọng của vụ thảm án 88 này, có lẽ vẫn còn manh mối nữa, anh xem, anh đã làm những gì rồi. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì, nếu không chỉ có thể là đã ra tay, chứ hai vợ chồng đó sao lại thay đổi, anh đã hỏi cho rõ ràng chưa? Xin cục trưởng cứ trách phạt tôi đã không làm tròn nhiệm vụ. Điền Thất Hòa vốn rất tin tưởng được điều về đây làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhưng không ngờ lại làm chuyện ngu ngốc như vậy, anh rất hối hận, rồi nói. Tôi đã hỏi rồi, nhưng họ không nói, chỉ cười vẻ chua xót, chúng tôi cũng đã kiểm tra hai người họ không bị thương chút nào. Vương Triều quay lại đây chưa, bảo anh ta đi hỏi xem sao. Diệp Phàm chỉ tay nói. Anh ta đang về, vẫn chưa xử lý xong vụ bệnh Dương Điền, nghe nói là có mười mấy người bị thương. Nhưng không tổn thất đến tính mạng. Hai thôn chỉ vì nước và đánh nhau, thật là kỳ quái. Một thôn là Thượng Hải, còn một thôn là Hạ Hải, thực ra cách nhau không xa chỉ là vùng Thượng Du và Hạ Du, cách nhau một khe suối. Lỗ Đông Phong nói đến đây thì tạm dừng. Kỳ quái ở chỗ nào? Diệp Phàm hỏi. Nghe nói lượng nước ở khe suối đó không đủ cung cấp cho cả hai thôn dùng. Quái lạ là ở chỗ hôm trước khe suối đột nhiên sáng lấp lánh. Ngày trước khe suối khoảng mấy chục mét nhưng hiện giờ chỉ còn lại 7,8 mét, sườn suối dần dần hiện ra, sắp thành cái mương nhỏ rồi. Vấn đề này rất nghiêm trọng, nước chính là nguồn sống, dùng để uống, để sử dụng hàng ngày, để trồng hoa màu, tất cả đều không thể tách rời nguồn nước. Cho nên người ta mới tranh giành nước, hai thôn đều ra sức chuẩn bị các thiết bị hút nước từ bên thôn kia về. Việc này cũng khó trách bọn họ. Vì dự báo thời tiết có nói mười mấy ngày nữa thậm chí cả tháng sẽ không có mưa, trời nắng khô. Nhân dân hai thôn chỉ sợ trời sẽ không mưa, đến lúc đó nước không có mà uống thì thật thảm. Lỗ Đông Phong nhíu mày nói. Thế nước chảy đi đâu, đã điều tra rõ ràng chưa? Diệp Phàm hỏi. Theo như cục trưởng Vương nói, ở Hạ Du hai thôn có một cái đê ngăn nhưng thấp chỉ khoảng 5-6 mét, chỉ dùng chứa nước rất đơn giản. Có lẽ là được xây dựng vào những năm 80, đã rất cũ rồi, nhưng cũng vẫn còn rất kiên cố. Chỉ có điều sáng hôm qua mới phát hiện ra sườn khe suối, sau đó nhân dân mới nhanh chóng cho người đi điều tra xem có phải bị dò nước không. Kết quả điều tra đã phát hiện ra một lỗ hổng rộng chừng 5 mét ở đê. Mặc dù hiện nay đang dùng đá tảng để lấp vào nhưng nước vẫn chảy đi nhanh. Rất khó chứa đầy được nước, cộng thêm gần đây lượng mưa ít. Dưới lòng suối không còn nhiều nước nữa để có đủ nước chảy lên trên, vì vậy mới xảy ra chuyện tranh chấp, đánh nhau kia. Lỗ Đông Phong nói, không phải có người cho nổ hay cố ý phá ra chứ? Điền Thất Hòa hỏi, cũng không loại trừ khả năng này, gần đây cũng hay xuất hiện chuyện lì lạ, toàn là một đống những chuyện lạ. Việc đánh nhau tranh giành nước đã gây chú ý quân đội cảnh sát, ngay sau đó chính quyền thành phố xảy ra chuyện. Trong khi đó vợ chồng Phạm Tiếu Lâm lại thay đổi lời khai. Những việc này thoáng qua tưởng như không có quan hệ gì nhưng, trong đó lại nói lên cái gì đó. Tôi nghĩ, tất cả việc này xảy ra có phải đều là vì mục tiêu chung nào đó? Lỗ Đông Phong phân tích. Hừ, chỉ có một mục tiêu duy nhất đó là đới chí quân. Diệp Phàm lạnh lùng nói, rồi đột nhiên lên tiếng. Nói cục trưởng Vương nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân mà vợ chồng Phạm Tiếu Lâm sửa lời khai. Nếu không đới Duy Cường sẽ ngáng chân chúng ta mất. Sơn Trang Đông Ba của thành phố Ngư Đồng lừng danh cả thành phố, Sơn Trang có diện tích lớn, chiếm cả một quả núi, còn bao gồm cả các rừng cây ở dưới, đường vòng quanh núi đều là chủ Sơn Trang Quản Phi tự bỏ tiền ra làm. Để khai thông đường quốc lộ, Quản Phi giã cho xây dựng những con đường xi măng còn rộng hơn cả đường cấp 2, dài khoảng 3,4 mét. Có thể thấy Quản Phi là người có tiền. Sơn Trang Đông Ba thuộc Ngư Đồng giáp danh với thành phố Hải Châu, điều rất kỳ lạ ở đây là đầu ngọn núi mà Sơn Trang Đông Ba nằm trên không ngờ lại là đường ranh giới giữa hai thành phố Ngư Đồng và Hải Châu. Hướng Bắc tiếp giáp với thành phố Bột Thủy, nằm trên địa bàn tiếp giáp ba tỉnh, điều này rất có lợi cho thương gia làm ăn kinh tế của vùng này. Nơi này là nơi Quản Phi nghỉ ngơi và tiếp các vị khách cao quý. Đương nhiên,
thực chất đây cũng là một sơn trang để nghỉ ngơi, giải trí, cũng có xây dựng vài biệt thự sang trọng. Chỉ có những quan chức được sự đồng ý của quản phi mới có tư cách đến đây hưởng thụ, và đều phải chấp hành theo thẻ hội viên. Nếu như quản phi không thích người nào, có bỏ ra bao nhiêu tiền thì cũng không thể bước chân vào sơn trang được. Thực ra, sơn trang Đông Ba như một trường phái riêng. Cổ phần dưới quản phi là tập đoàn Dương Điền, thực ra Dương Điền không phải chỉ có một công ty mỏ ở Ngư Đồng mà nó có cả N công ty con. Đương nhiên, nghe nói, nơi kiếm tiền được nhiều nhất chính là mỏ đồng ở Ngư Đồng đây, trụ sở tổng của tập đoàn Dương Điền là ở thành phố Việt Châu. Nói về phần tài sản của quản phi có bao nhiêu cũng có rất nhiều thông tin khác nhau, người thì nói ông ta có ít nhất 10 con số 0, còn có người nói 10 con số 0 là đương nhiên nhưng trước 10 con số 0 là con số 6 nghĩa là 60 tỷ. Quản phi thường cưỡi ngựa xem hoa, đi lướt qua xem xét tình hình các công ty con, còn 3 phần thời gian thì nghỉ ngơi tại Sơn Trang Đông Ba, ngày ngày đều rất náo nhiệt. Hiện giờ trong phòng tầng 3 của quản phi đang có mấy người ngồi trong đó. Quản phi dường như đang nằm trên chiếc ghế đi văng lớn. Cái ghế đi văng này rất lớn, được thiết kế giống như chiếc giường, vừa có thể nằm, vừa có thể ngồi, mang phong cách cổ xưa, tao nhã. Nghe nói chiếc ghế này là sản phẩm cổ, nhân vật Lý Hồng Chương nổi tiếng thời nhà Thanh đã ngồi lên. Quản phi là người rất khâm phục Lý Hồng Chương, ông ta cũng học tập thói quen của Lý Hồng Chương. Ví dụ như trên chiếc bàn của ghế đi văng ông ta có bày một bộ chiếc đĩa bằng bạc. Trên chiếc đĩa khác rồng bay phượng múa, và có một chú gà trống đã quay vàng ươm nằm trên chiếc đĩa, chú gà này rất to phải đến 5 kg, chắc chắn là một chú gà trống. Lý Hồng Cương là người Hợp Phì tỉnh An Huy, người ta gọi ông là Lý Trung Đường hay Lý Hợp Phì. Ông là người sáng lập và thống soái của quân đội, là một trong những người quan hệ ngoại giao thời đó, là trọng thần thời Mãn Thanh, ông là tổng đốc kiêm đại thần ngoại giao Bắc Dương, là đại học sĩ Điện Văn Hoa. Thủ tướng Nhật Bản Ito coi ông là người duy nhất thời nhà Thanh có lòng kiên trì, và là người tranh đấu mạnh nhất thế giới. Theo chữ hữu Lý Văn Trung Công toàn tập, trên bàn cơm của nước Anh có rất nhiều nghi lễ, như khi ăn gà rán thì phải dùng dĩa ấn xuống, dùng dao cắt gà, sau đó ấn dao vào miếng thịt rồi đưa lên ăn. Mà năm 1896 Lý Hồng Chương sang thăm nước Anh, nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của nước bạn, ông ta dùng tay cầm gà ăn khiến mọi người đều kinh ngạc. Nhưng vì tôn trọng nên cũng học theo. Sau này người Anh ăn gà rán không nhất thiết phải dùng dao. Quản phi cũng học theo ông ấy, ăn gà không cần phải dùng dao hay đũa, mà dùng tay cầm luôn. Những người ngồi phía dưới cũng không dám không làm theo, cũng phải học theo, tất cả đều cầm thịt gà lên ăn. Đương nhiên, quản phi không phải là người lỗ mãng, ông là người tốt nghiệp đại học Yale nổi tiếng của Mỹ trở về. Hơn nữa lại cũng được đào tạo tại trường Yến Kinh của Trung Quốc. Thậm chí có thể nói quản phi là người có bằng cấp, là thành phần tri thức. Khi này, một người trung niên lão thành bỏ cái chân gà xuống, bên cạnh có một cô gái hầu xinh đẹp mặc bộ quần áo như trong cung, cẩn thận lau miệng cho ông ta. Ông ta tiện tay véo một cái vào mông cô gái nói. Chủ tịch quản, đới chí quân đã bị lùng vài ngày rồi, có nên tìm cách đưa hắn ta ra không? Dù sao hắn ta cũng là phó chủ tịch một công ty con của tập đoàn Dương Điền chúng ta mà. Tập đoàn chúng ta không thể để mất người này. Ông ta là Tào Dục, phó chủ tịch tập đoàn Dương Diền, là người gần gũi bên quản phi. Nghe nói cũng rất có uy thế ở Kinh Thành. Không phải vội, chí quân đương nhiên có người đưa ra không cần chúng ta phải ra tay. Quản phi thản nhiên liếc nhìn Tào Dục nói. Đối với Tào Dục, quản phi cũng như nhiều người khác đều có thể đoán ra Tào Dục có uy thế Kinh Thành lại là họ Tào chẳng có gì là lạ khi ông ta có thể thành đệ tử nhà họ Tào ở Bắc Kinh. Kỳ thật không như thế, chỉ có quản phi biết Tào Dục mặc dù họ Tào nhưng không hề có chút quan hệ nào với nhà họ Tào dưới quyền Tào Đức Mộng ở Bắc Kinh. Mà Tào Dục nghe nói có quan hệ thân thiết với Thủ tướng Diệp Toàn Sâm, nhưng rốt cuộc có quan hệ thân thiết thế nào thì quản phi vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng được. Đương nhiên quản phi cũng biết, Tào Dục và Phó Thủ tướng Diệp có quan hệ không phải thân thiết lắm, nhưng có chút quan hệ thì chắc chắn có. Đương nhiên, dù quản phi cũng không kỳ thị người. Vẫn tần trọng ông ta. Là cánh tay thứ hai của tập đoàn Dương Điền, Tào Dục cũng đóng một vai rất quan trọng. Tập đoàn Dương Điền có mấy phó chủ tịch đều là những người có lai lịch ưu thế rõ ràng, cũng có thể những người này là các thiếu gia quyền quý của tỉnh Việt Đông. Ha ha, anh Tào, sự việc đằng sau của chí quân chẳng nhẽ anh không hiểu sao? Anh ta đã xuất chiêu thì cái chính quyền nho nhỏ của Ngư Đồng có thể làm được gì?
cuối cùng không chừng lại mang cả kiệu để rước đới chí quân về. Hiện nay, có thể chí quân trong cục cảnh sát Ngư Đồng lại đúng ấy. Ăn chơi, hưởng lạc tất cả chúng đều là vờ vịt thôi, những ngày này có thể thoải mái hơn anh và tôi sao? Hơn nữa, bọn họ chẳng lẽ lại dám giày vò hành hạ chí quân? Tào Dục thản nhiên nói trước mặt một thanh niên tuấn tú. Anh ta là Cao Cương, nghe nói là có uy thế về quân đội, là người thứ ba quan trọng của tập đoàn Dương Điền. Anh ta chưa đến 30 tuổi, thật là tuổi trẻ tài cao. Ha ha ha! Lời nói của Cao Cương khiến mọi người có một trận cười, tất nhiên là lộ rõ vẻ đáng khinh. Tuy nhiên, người con gái ngồi dưới Tào Dục thanh lịch, xinh xắn là Miêu Thanh Mi, chưa đến 30 tuổi, là phó chủ tịch tập đoàn Dương Điền là người chấp hành. Cô có khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu thẳng, lông mày của cô có chút kỳ lạ, không ngờ màu sắc xanh ấy lại phù hợp với tên của cô ấy đến thế. Lúc này mọi người ngồi đây đều cười, chỉ có mình Miêu Thanh Mi không lên tiếng, cô giữ nét mặt nghiêm túc, dường như có chút không vừa lòng. Thanh Mi, sao thế? Ai dám trêu chọc cô? Quản phi liếc nhìn cô một cái, hỏi, ông ta đã nhìn thấy vẻ mặt của Thanh Mi. Mọi người đều nói đới chí quân ở trong cục cảnh sát Ngư Đồng hưởng thụ, nhưng tôi nghe có thông tin anh ta ở đó rất thảm. Mấy ngày trước chủ tịch đới đích thân đến Ngư Đồng, có thể là cùng nói chuyện với Diệp Phàm. Nhưng kết quả không được hài lòng cho lắm, không có cách nào đưa đới chí quân ra. Miêu Thanh Mi tương đối cao ngạo, lạnh lùng như tảng băng nói. Mặc dù Quản Phi là người tính toán, tuy không có cách nhìn tốt đẹp gì với cô nhưng điều quái lạ là Miêu Thanh Mi không có ý kiến gì với Quản Phi. Mà Quản Phi từ nhỏ tới lớn không dám dùng sức, về phương diện này nói ra có chút ý vị. Khiến mọi người không biết rằng Quản Phi rõ ràng thích Miêu Thanh Mi, muốn lên giường cùng cô, nhưng kết quả là Quản Phi không thể hiện gì. Khi đó mọi người muốn đi bắn cung, ai biết được Quản Phi là một trong những kẻ có khả năng thắng, ngoại trừ người có tên Thanh Lang thản nhiên nói. Các anh thử đi, không liều nữa, hừm. Chương 1204, điều động quân đội là việc lớn. Thanh Lang là người Quản Phi bỏ rất nhiều tiền ra thuê anh về làm tổ trưởng tổ bảo vệ của tập đoàn Dương Điền, lương của anh ta mỗi năm đạt 2 triệu, cao gấp N lần lương của một vài phó chủ tịch của tập đoàn. Những phó chủ tịch kia có chút bất mãn với hành động của Quản Phi nhưng mọi người đều biết năng lực của Thanh Lang như thế nào. Từ khi anh ta nhận chức đội trưởng đội bảo vệ tập đoàn Dương Điền, cũng không biết anh ta từ đâu tới, nhưng từ sau đó tập đoàn Dương Điền không xảy ra chuyện gì cả. Quản Phi cũng biết mọi người không phục, một hôm Quản Phi chỉ vào cây khẩu thô nói. Ai có thể đá gãy cây này, tôi trả lương 2 triệu một năm. Tất nhiên mọi người ai nấy cũng ổ lên, không nói là dùng chân đá, đến dùng cưa mà cưa thì cũng phải mất nhiều thời gian. Từ đó, không có ai nói gì về Thanh Lang nữa. Nghe Thanh Lang nói như thế, tự nhiên mọi người đều suy nghĩ, đều nghĩ cô gái tên Miêu Thanh Mi có phải là có lai lịch thân thế cao không? Nếu không người có thể đá đổ được cây kia sao lại phải nể cô ấy như thế. Từ đó về sau cũng không còn ai dám khinh bỉ Miêu Thanh Mi nữa. Không thể nào, Đới Duy Cường đường đường là một phó chủ tịch tỉnh có quyền trong tỉnh. Cho dù đến phó chủ tịch thường vụ tỉnh Lâm Phong còn phải nể ông ấy, chẳng lẽ Diệp Phàm có gan thế hay sao? Như vậy thì có gì lợi chứ, nhất của nhất động trong tỉnh đều có thể khiến hắn ta không giữ được cái chức đó. Cao Cương có chút nghi ngờ. Nhìn Miêu Thanh Mi nói. Thực ra Cao Cương có cách nghĩ không tốt về Miêu Thanh Mi, nhưng vì nể mặt Quản Phi nên không ra tay. Hơn nữa Cao Cương lại có ưu thế về quân đội, là một người kiêu ngạo, nên nhìn Miêu Thanh Mi không hề thấy thuận mắt chút nào. Nghe nói gần đây Đới Duy Cường đang tranh cử chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nên hiện không thể gây ra việc gì mất tư cách khiến đối thủ nắm được nhược điểm mà đánh bại ông ta. Đợi khi ông ta xong việc, thì Diệp Phàm chắc chắn cũng bị ông ta thu lại. Tào Dục vuốt chòm râu, cao ngạo cười nói. Không thể. Quản Phi lắc đầu nói. Không thể, chủ tịch Quản, sao lại nói như vậy? Cao Cương có chút nghi hoặc hỏi lại. Đới Duy Cường chỉ là nói mồm thì sợ gì phiền toái, chẳng lẽ Hà Trấn Nam bán đứng ông ta? Nếu như đợi ông ta thành ủy viên thường vụ rồi thì Hà Trấn Nam cũng phải suy xét chứ. Về việc này tôi cũng có chút không hiểu, sao Hà Trấn Nam lại không ra tay? Anh ta có thể hoàn toàn ép Diệp Phàm thả người mà. Cũng đâu phải là giết người mà sao Hà Trấn Nam lại làm như vậy? Quản Phi thản nhiên nói. Chủ tịch Quản nghĩ sai rồi, Hà Trấn Nam chưa chắc có thể ép được Diệp Phàm. Hắn mới 23 tuổi,
ông nghĩ xem, người ta như thế mà có thể ngồi vào vị trí cao như thế. Hơn nữa, còn mang theo chữ thường vụ đằng sau không có người thì tôi không tin được. Có thể vào trong bộ phận ủy viên thường vụ Ngư Đồng, hỏi có ai là không có hậu thuẫn. Mà thông thường chức danh phó chủ tịch tỉnh vẫn chưa đủ, có lẽ phải thêm chữ đó thì mới đi lo việc được. Cho nên, Diệp Phàm không cần phải nể đới Duy Cường cũng là trường hợp có thể xảy ra. Bởi vì, đứng đằng sau anh ta chắc chắn phải là người uy quyền hơn cả đới Duy Cường. Miêu Thanh Mi phân tích sự việc rõ ràng, vừa nói vừa tước thịt gà. Nhưng lại được sự ủng hộ của người trong tỉnh. Việc này đúng là có chút kỳ lạ, nghe nói người này được điều từ tỉnh Nam Phúc đến. Có thể nói, hắn ta đến Việt Đông mấy tháng, ở Việt Đông rộng lớn này, lại có quan hệ rộng là điều không thể. Quản Phi xé một cái đùi gà gặm như chuột gặm, lô thỗ cắn thịt. Ăn như thế khiến Miêu Thanh Mi chau mày, tưởng tượng hành động bất nhã. Nhưng mọi người trong phòng đều làm theo Quản Phi nên Miêu Thanh Mi cũng không có cách nào cả, tuy nhiên cuối cùng cô cũng dùng dao cắt miếng thịt ra thành nhiều miếng nhỏ rồi mới ăn. Tôi có cảm giác không thể nhìn thấu người này, Hà Chấn Nam có thể nói là một người có quyền trong thành phố, nhưng hình như cũng bị hắn uy hiếp. Chính cái vụ An Lôi là một ví dụ, còn nữa, thời gian trước không phải các bức tượng Đồng Tắc Tử cũng dám bán đi liên tiếp đấy sao? Thử hỏi xem, người nào ngồi ở vị trí đó, có ai dám làm việc khác người như vậy không? Thì chính là thế, có bọn quan viên tứ hình thành quy tắc cho riêng mình. Những người đó còn sợ gì sai tư cách? Súng đánh cũng chỉ là loài chim chóc. Sau này trong tỉnh cũng đã cho tổ điều tra đi điều tra rồi thì, nhưng kết quả ra sao, đầu voi đuôi chuột thế nào hắn ta cũng chẳng sao. Hiện nay hắn ta vẫn ngồi vững vàng đó thôi. Tào Dục xoa đầu nói. Hôm nay chẳng phải xảy ra chuyện sao, mấy trăm người vây quanh cơ quan chính quyền, nghe nói cảnh sát đều bị thương đến chục người, ngay cả phó cục trưởng Vi cũng bị đánh. Càng tinh xảo thì huyện Dương Điền càng xảy ra ẩu đả. Hàng trăm dân của hai thôn kéo bè kéo lũ đánh nhau, bên cục cảnh sát cũng phải ứng phó mệt, và kết quả như thế nào, đó là phải mời đến cả quân đội ra. Tên kia lợi hại lắm, nếu như lãnh đạo thông thường nếu xảy ra chuyện gì cũng sẽ khuyên bảo, nhưng các anh xem Diệp Phàm xử lý như thế nào, hắn ta cho bắt tất cả. Dùng biện pháp cưỡng chế, có thể ngày mai sẽ có phản ứng mạnh mẽ hơn, sự việc lần này chắc chắn là thủ đoạn của đới Duy Cường rồi. Miêu Thanh Mi thản nhiên nói. Chỉ là hạng người lỗ mãng thôi, ngày mai các đầu báo sẽ đăng tin, thằng nhóc này, ha ha, không thể giữ được mũ quan đó. Cao Cương vui vẻ nói. Điều động quân đội là việc lớn, nếu như đới Duy Cường nói việc này ra, có nghĩa là sẽ cùng Lô An Cương uống chung một chén trà. Quản Phi lạnh lùng nói, nhìn mọi người một lượt rồi lại nói. Nhưng việc này cũng rất kỳ lạ, Lô An Cương là tư lệnh quân khu Ngư Đồng sao lại có thể nghe lời tên này. Biết rõ là sẽ mất chức vậy mà lại cùng tên này đi càn quấy. Chủ tịch Quản, tôi có cảm giác tên Diệp Phàm là muốn nhằm vào mỏ đồng của chúng ta ở Ngư Đồng. Tào Dục có ý cười nói lên câu này. Tôi đã sớm cảnh giác được rồi, thời gian trước Ngư Đồng cũng đã gọi người đến. Chính là cái con nha đầu họ Đồng Đồng oanh oanh không chịu an phận. Việc lần này thực sự phức tạp, ép cô ta lui thì cô ta không lui, Mai Hồng chết không lâu, chính quyền Ngư Đồng cũng phải lo lắng. Phái mấy viên cảnh sát đi theo cô ấy, nếu có việc gì xảy ra là sẵn sàng ra tay. Cao Cương phẫn nộ nói. Chỉ một con chim non thì làm được trò chống gì, cô ta không chịu rút cổ phần cũng được, nhưng, để xem cô ấy còn duy trì được bao lâu. Đợi đến khi Hoàng Triều Đê Đô phá sản mà vẫn không rút cổ phần để đi cấp cứu. Vì vậy việc này chúng ta không nên vội vã, chúng ta kiêu ngạo được còn cô ta thì không. Còn về phần ra tay là không cần thiết. Dù nói chúng ta không sợ nhưng cũng phải cẩn thận. Trên đời này, người tài xuất hiện thường xuyên giống như chúng ta là người có tài năng ở Việt Đông này. Nhưng các vị ngồi đây cũng không được quên tất cả, dù sao ở Việt Đông vẫn có người tài cao hơn. Ví dụ như Triệu Sương Sơn chính là một điển hình. Còn nữa, ở Việt Đông có rất nhiều lãnh đạo cao cấp đóng quân, con cái nhà họ cũng không hẳn đã yếu hơn chúng ta. Quản Phi cuối cùng cũng thành thật nói chuyện. Vâng. Tuy Triệu Bảo Cương đã nghỉ hưu nhưng đối với một gia tộc mà nói vẫn là người đứng đầu. Duy nhất, gần đây Triệu Sương Son và Chủ tịch tỉnh Uông có chút không hợp. Chủ tịch Uông là cán bộ của tỉnh ta, đã khổ tâm mấy chục năm cho tỉnh Việt Đông rồi thì mạng lưới quan hệ có rộng lớn không? Người được ông ta đề bạt không có một ai thắng nhưng ít nhất cũng có một liên minh MNHK.
Khi ngồi vào vị trí bảo bối đó, chủ tịch Huông Đề Bạt người cũng lên như thuyền gặp nước. Có lẽ cũng đã có người ngồi vào chức phó chủ tịch tỉnh rồi. Giống như Đới Duy Cường là một ví dụ. Đây là một thế mạnh rất đáng sợ, như một tấm thiên la địa võng vô hình. Ngay cả bác tôi cũng có lúc không nói lại được, nói rằng lưới trời khó tránh. Quản Phi trầm ngâm nói. Chủ tịch quá lời rồi, chúng ta không phải là cá trong lưới. Lẽ nào không đan được lưới, ha ha. Tòa Dục tỏ bộ thâm thúy cười nói. Ha ha, cũng tự đan được lưới rồi, nhưng hoi nhỏ. Quản Phi khiêm tốn nói, thực ra cũng nhìn rõ vẻ tự đắc. Quản Phi là con trai duy nhất của Quản Nhất Minh là người thứ ba quyền uy sau Triệu Sương Sơn và Chủ tịch Huông, đương nhiên cũng có phạm vi riêng của mình. Ngày trước, Quản Nhất Minh liên kết với Huông Chính Tiền, suýt chút nữa khiến Lôi Đạo Toàn mất chức. Hiện nay Triệu Sương Sơn đến Việt Đông cũng gặp tình huống xấu hổ. Nhưng, so sánh Lôi Đạo Toàn và Triệu Sương Sơn thì mỗi người một gia thế tốt. Nhưng Lôi Đạo Toàn thắng vì thời gian anh ta ở Việt Đông lâu hơn. Còn Triệu Sương Sơn mới đến gần nửa năm, ngay lập tức muốn tạo uy tín trong Thường vụ tỉnh, gắt gao ngăn chặn của Uông Chính Tiền và Quản Nhất Minh là điều không thể làm. Việc này đòi hỏi phải có một quá trình, không thể vội vàng được. Vì thế, bạn học cũ Lỗ Đông Lai phó chủ tịch tỉnh tham gia vào ủy viên thường vụ là điều quan trọng. Một khi Lỗ Đông Lai gia nhập rồi, thì ít nhất Triệu Sương Sơn cũng có hỗ trợ. Dần dần loại bỏ xu thế của Uông Chính Tiền. Đương nhiên, Triệu Sương Sơn cũng hiểu, Việt Đông là tỉnh lớn, nếu các thế lực liên kết đấu tranh, thì việc đánh bại một tên lớn là điều không khả thi. Tuy nhiên, Triệu Sương Sơn là tỉnh ủy, là cấp trung ương, và là thành viên dự khuyết của Bộ Chính trị. Cho nên, thế lực của Uông Chính Tiền không thể quá lộ liễu. Về phương diện nhân sự, Triệu Sương Sơn nắm 4 phần, Chủ tịch Uông nắm 3 phần còn lại 3 phần là của Quản Nhất Minh và các ủy viên khác. Theo cục diện trước mắt thì Triệu Sương Sơn không hài lòng. Đây cũng là, Triệu Sương Sơn cũng đã hành động rồi. Hơn nữa Diệp Phàm lại nhập cuộc thời điểm này, khiến Triệu Sương Sơn cảm thấy rối tung. Chủ tịch Quản, chúng ta phải chờ Chủ tịch Đới ra tay sao? Cao Cương khó hiểu hỏi lại, trong lòng nghĩ ông một khi đã ra tay, cái gì không làm được thì hà tất gì phải tìm rắc rối. Nếu Chủ tịch Đới đã ra tay rồi thì hãy để cho ông ấy làm, nếu không được thì chúng ta ra tay. Như thế, vừa thể hiện được tôn trọng đúng không, ha ha. Bằng không lại thể hiện dễ dàng cướp được vật báu nhà người ta. Quản Phi thản nhiên cười. Chương 1205, không ai chịu ai. Thực ra, tốt nhất là đợi thêm thời gian nữa. Đới Chí Quân trong cục cảnh sát chịu nhiều đau khổ nhưng người ta không thể lấy được mạng anh ta. Khó đó Đới Duy Cường không ra tay thì chúng ta ra tay, như vậy có thể thể hiện đúng không, ha ha. Tào Dục cũng gượng cười. Chủ tịch Quản, chúng ta là người cùng hội cùng thuyền, chỉ cần nói thắng như thế được rồi. Cao Cương liếc mắt nhìn Quản Phi nói. Có gì còn muốn giấu giếm không? Quản Phi thản nhiên nhìn Cao Cương, biết rằng trong lòng anh ta có chút không phục. Nhưng, bị mình ngầm gõ vào đầu mấy cái cũng đã thành thực hơn. Quản Nhất Minh và Triệu Sương Sơn cùng Uông Chính Tiền không cùng với nhau, mạng lưới của Quản Nhất Minh càng rộng lớn. Thì sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp của chúng ta. Vì thế, tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách tăng cường độ dày ngọn nguồn của Quản Nhất Minh mới được. Khi lực lượng Quản Nhất Minh hùng hậu rồi, có thể chống lại cả Triệu Sương Sơn và Uông Chính Tiền, chúng ta nên vui mừng chứ. Cao Cương thả nhiên nói. Cao Cương đừng nên nói không đến nơi đến chốn. Rốt cuộc phải làm thế nào để tăng cường chứ? Nói ra một cách thức cụ thể chứ? Miêu Thanh Mi trao đôi mày xinh đẹp, nói. Rất đơn giản, nghe nói Đới Duy Cường theo Uông Chính Tiền. Cao Cương vẫn thản nhiên nói, miệng cong vút, khiến cho người ta cũng phải nhắc nhở. Ý anh nói, chúng ta nên tiêu hao trước, thậm chí có thể ngáng chân, khuấy đục. Tạo ra bằng được phiền toái cho Đới Chí Quân. Đến Đới Duy Cường cũng không có cách nào giải quyết được việc, khi bắt buộc cứu người thì ông ta chắc chắn phải tìm đến Quản Nhất Minh, không phải ông ta luôn theo sát Uông Chính Tiền sao? Miêu Than Mi khinh thường nói. Tỏ vẻ khinh cao kiến của Cao Cường. Nếu như Đới Chí Quân gây phiền phức, ảnh hưởng đến kế hoạch của Uông Chính Tiền, cô nói xem, ông ta còn có thể che chở cho Đới Duy Cường sao? Cao Cương lạnh lùng nói. Nghe anh nói như vậy, nếu Chủ tịch Uông không giải quyết được rắc rối này, thì Quản Nhất Minh cũng sẽ tiếp nhận một việc quá phức tạp. Việc làm mất nhiều hơn được liệu ông ta có chịu làm không?
Miêu Thanh Mi có vẻ như đối lại với Cao Cương, hai người cứ thay nhau đối đáp. Dần dần tìm ra một điểm sáng, mặc dù nói đều là trong vòng của quản phi, nhưng bọn họ ai ai cũng có tính kiêu ngạo riêng, rất khó để phục đối phương, chỉ có thể hài hòa với quản phi thôi. Được rồi, việc này để sau hãy nói. Nếu có thể kéo Đới Duy Cường tới thì là tốt nhất, nếu không kéo được thì đành thôi. Dù gì, không có sự ủng hộ của Chủ tịch Uông thì Đới Duy Cường muốn vào ủy viên thường vụ cũng rất khó khăn. Quản phi khoát tay. Ông ta nhìn mọi người trong phòng một lượt rồi lại nói. Tuy nhiên, Đới Duy Cường có thành tâm với Chủ tịch Uông hay không cũng rất khó nói, chỉ cần ông ta không đối nghịch với Quản Nhất Minh là được rồi. Huống chi nếu chúng ta giúp ông ấy, thì cũng coi như là một ân tình đúng không? Người chứ không phải súc sinh, luôn có tình cảm, lạnh lùng cũng là gốc rễ của con người. Nhưng là gì có mấy người có thể làm ơn mà không cần đền đáp. Mặc dù ông ta không đi theo bác tôi nhưng trên phương diện công ty chúng ta thì lợi ích không thành vấn đề. Khi gặp sự việc lớn rất khó để làm dao động Đới Duy Cường, nhưng với việc nhỏ ông ta không thể tính đến tình cảm với chúng ta sao? Chúng ta coi việc đó là lớn nhưng cũng chỉ là việc nhỏ như lông gà trước mắt người ta thôi. Đúng, việc này dễ làm. Bây giờ là võ đài dành cho Đới Duy Cường và Diệp Phàm, những sự việc xảy ra chúng ta đều thấy Đới Duy Cường có tức giận. Uy lực của Diệp Phàm không đơn giản chỉ dừng lại ở đó, trong tỉnh này không có ai tin tưởng, thậm chí ở tỉnh này anh ta có thể cậy nhờ vào ai. Thanh Lang, anh đã điều tra gì chưa? Tào Dục hỏi Thanh Lang. Nghe nói qua gần đây tôi đã thấy anh ta đi ăn mấy lần cùng Tô Thanh Vân. Hình như Trần Bố Hòa có quan hệ thân thiết với anh ta. Hiện nay Trần Bố Hòa cũng chỉ là quyền giám đốc sở, không kiêm cả chức chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, nếu như so với Đới Duy Cường thì nhẹ hơn. Thanh Lang luôn nói năng rất thận trọng, với ai cũng thế, thản nhiên liếc nhìn mọi người, rồi cũng kéo chiếc chân gà ra gặm. Tô Thanh Vân. Quản phi lẩm bẩm như đang suy nghĩ điều gì rồi bất chợt vỗ vào đùi cô gái xinh đẹp đang ngồi trên chiếc đi văng nói. Biết rồi. Thấy mọi người đều nhìn mình quản phi mới cười nói. Tôi nghe nói gần đây Chủ tịch Uông đang ngầm đấu tranh lại Tô Thanh Vân. Tôi cũng nghe nói, sự việc trước đây là việc thay đổi nhân sự khoảng 4 tháng trước. Thành phố Việt Châu là thành phố cấp phó tỉnh, chủ tịch thành phố đều là những cán bộ cấp phó tỉnh, mà phó chủ tịch thường vụ thành phố cũng là nhân viên cấp sở tỉnh. Vừa vặn khi ấy lại chống hai vị trí, nghe nói vì hai vị trí này mà các vị lãnh đạo trong tỉnh cũng phải nhốn nháo lên. Nhưng, Tô Thanh Vân là ủy viên thường vụ tỉnh, chức vụ chủ tịch thành phố ông ta cũng không dám nghĩ đến. Tuy nhiên, ông ta lại có quyền tuyển chọn người vào vị trí đó, sau này cũng có tiếng nói trong hội nghị thường vụ. Mà Chủ tịch Uông đã ngắm cái trước đó rồi, ông ta cho rằng Triệu Sương Sơn mới đến đây không lâu nên chưa có nền tảng vững chắc, vị trí đó nhất định thuộc về tay ông ta. Tất cả tính toán đều được sắp đặt hết, còn đả động đến cả kinh thành. Mặc dù biết nhưng người tính không bằng trời tính, người có quan hệ không tồi với Chủ tịch Uông là Tô Thanh Vân nhưng lại ủng hộ cho Triệu Sương Sơn. Mà Triệu Sương Sơn lại thể hiện tốt, vị trí đó đều nhờ vào Tô Thanh Vân. Bởi vì Việt Châu là thành phố cấp phó tỉnh. Nên chức chủ tịch thành phố sẽ được báo cáo lên ban tổ chức trung ương. Triệu Sương Sơn đương nhiên đã có cách riêng, lợi dụng thế lực nhà họ Triệu giúp Dư Bá Thu lên chức chủ tịch thành phố. Hơn nữa phó chủ tịch thành phố chỉ là cán bộ cấp sở tỉnh, Triệu Sương Sơn là một trong những cán bộ cốt cán của Việt Châu, cộng thêm có sự ủng hộ của Tô Thanh Vân, nên ngồi lên vị trí đó. Mà lần này tất cả thế lực của tập đoàn chủ tịch Uông đều không đạt được công lao gì cả, khiến Uông chính tiền tức bực. Triệu Sương Sơn là một con hổ lớn, mặc dù ông ta nói có thể gây ra phiền phức nhưng cũng không làm thương cả ai. Mà sự kích động của Tô Thanh Vân khiến Chủ tịch Uông tức phát điên. Vì vậy, thời gian trước người nhà Tô Thanh Vân có xảy ra sự cố, Chủ tịch Uông nắm lấy thời cơ này khiến trưởng ban Khương ra tay, nghe nói nhà họ Tô suýt đổ bại. Nhưng điều kỳ lạ là đồng chí Khổng Đông Vượng của Sở An ninh lại đột nhiên giúp đỡ họ. Việc này ai nấy đều thấy ngạc nhiên, kỳ lạ. Khiến Chủ tịch Uông tức sôi máu, đương nhiên là hận Khổng Đông Vượng rồi. Theo thông tin đầy đủ của Tào Dục. Đúng, mấy ngày trước Chủ tịch Uông cũng đã phê bình Khổng Đông Vọng, nói là phải ủng hộ về mặt an ninh quốc gia, không phải là rảnh rỗi đi tham gia vào việc không đâu. Việc của an ninh quốc gia anh không lo mà anh lại tham gia vào việc của địa phương. Khi đó Khổng Đông Vọng không nói lời nào. Kỳ lạ là Triệu Sương Sơn lúc đó lại nói đỡ cho Khổng Đông Vọng mấy câu, ngầm ý đấu lại với Chủ tịch Uông.
nói rằng nhiều việc có thể nhìn bên ngoài thấy không có quan hệ gì nhưng thực ra lại có quan hệ mật thiết với nhau, đương nhiên là việc liên quan đến an ninh thì đồng chí Khổng Đông Vọng phải chú ý, an ninh quốc gia không có việc nhỏ, tất cả đều là việc lớn. Lúc đó sắc mặt chủ tịch Uông sầm lại, suýt chút nữa hai người đã cãi nhau. Quản Phi nói lại sự việc. Anh Tào quả thật là một mật thám, chuyện gì cũng hiểu hết. Ha ha! Cao Cương đột nhiên cười phá lên, câu nói này có chút không tự nhiên. Ha ha, ăn xong ngồi uống trà nói chuyện phiếm thôi mà, không phải là mật thám, làm sao có thể lợi hại như cậu Cao được, nắm nửa số quân binh ở Việt Đông. Cậu Cao, nói chút về chuyện quân sự đi cho đổi không khí, giúp mọi người giải trí tí. Tuy nói rằng quân sự không liên quan gì đến chúng ta nhưng nghe cũng có thể được. Tào Dục nhìn Cao Cương cái, thản nhiên nói. Được. Cao Cương gật đầu, nhìn mọi người rồi nói. Tôi nghe có chút ra vào, nghe nói con gái của Tô Thanh Vân là Tô Hương Linh vì vấn đề tiền nong mà bị kiểm sát trưởng Khương Nhất Lâm đuổi bắt không tha. Sau này, hình như là cùng với bên quân đội của căn cứ Hùng Sơn, nói rằng chuyện của Tô Hương Linh đề cập đến người nào đó của bộ phận quân đội căn cứ Hùng Sơn nên bị dẫn đi. Tuy nhiên, chỉ sau mấy ngày thì được thả ra, mà Khương Nhất Lâm bắt cô ta mấy ngày cũng thả ra. Mà cũng không phải người của an ninh ra tay cứu cô ấy. Nói về phần chủ tịch Uông trách mắng Khổng Đông Vọng, nguyên nhân rất phức tạp, rốt cuộc sự việc như thế nào thì tôi không rõ. Cao Cương gượng cười nói. Cũng có thể là chúng ta hiểu sai, ha ha. Tào Dục thản nhiên nói, nhưng ánh mắt hiện lên sự không hài lòng. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ chúng ta cần phải làm là di dời tấm mắt của Diệp Phàm, nếu không cả ngày hắn chằm chằm nhìn vào mỏ đồng Dương Diền thì không ra sao. Quản Phi khua tay, biết rằng trong lòng Tào Dục không ưa gì Cao Cương. Mấy người cùng một tập đoàn nhưng ai ai cũng tự kiêu không ai chịu ai, Quản Phi cũng phải hao tâm tổn trí. Phải chuyển tầm ngắm của Diệp Phàm chính là làm rắm rối vụ việc của Đới Chí Quân, khiến Diệp Phàm mệt mỏi ứng phó với Chủ tịch Đới, chúng ta cũng sẽ nhân cơ hội này mà làm việc, chẳng những làm ân tình cho Chủ tịch Đới mà còn khiến Diệp Phàm không bận tâm chuyện mỏ Dương Điền. Tào Dục nói, nếu không được thì phải mời Thanh Lang đi một chuyến, khiêu chiến với tên ký đương nhiên là không thể gây ra tử vong, chỉ cần cảnh cáo là được rồi. Bằng không khi hắn là ủy viên chính trị có thể lật lại quy tắc cũ điều tra vụ việc mỏ Dương Điền của chúng ta. Không biết được hắn ta, cũng không thám thính được gì, chủ tịch quản của chúng là người thế nào, không cần nói thì hắn ta cũng sẽ điều tra, cũng chính là đồng chí Trần Bố Hòa biết nguyên nhân. Người chưa từng gặp ở sở hay tỉnh đến mỏ Dương Diền điều tra. Ngày trước ở tỉnh cũng phái tổ điều tra nhưng chẳng tiến hành gì chỉ đi đi lại lại quan sát ngay cả vào trong mỏ cũng chẳng thèm vào. Cao Cương có chút khinh miệt,